Tứ cậu cùng Hoa tiểu ba ban đầu tỉnh không thế nào tình nguyện, thế nhưng về sau cũng lại hăng hái, bởi vì bọn họ nghĩ không được còn có ba vị thính giả trung thành Đỗ Tư Tư, Tuyết Nhi, Phong Ái Vũ. Sáu người này liền tạo thành một tiểu thiên địa, nói toạc móng heo chế tạo ra một loại âm nhạc không giống âm nhạc không, cũng rất giống nhạc đong đưa lăn lộn rock and roll của một thời đại, nhưng tại thời đại đó của bọn họ lại là không không cho phép trên thế gian. Cả võ đầu môn bị bọn họ dầm dĩ không được yên. Độc Cô Phách cùng Nam Cực Tiên Ông hận không thể không có Lôi Chiến huynh đệ kết bái này, tốt nhất đem những người liên quan này toàn bộ đuổi đi. Võ Đăng Tĩnh Hư tử thế nào cũng tính chẳng xong. Khi Thiếu Lâm Viên Chánh đại sư niệm Phật kinh, đang niệm đột nhiên cũng theo tiếng hát của Hy Bình kêu to một hai câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, liền dùng cây chùy gỗ nhỏ gõ hai cái lên đầu chọc của mình, để tỉnh táo bản thân. Ba vị công tử đuổi theo hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong, đang đều tự đem bản thân khuếch đại rồi lại thổi phòng, sau đó lại đem bọn họ tán rồi lại tán, nhưng nghe được huyên náo của bọn người Hy Bình từ tàu nhân cư vang lên, thấy chán hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong nhíu một cái, bọn chúng lại liền thuận thế đem Hy Bình rủa chửi rồi lại chửi. Sau đó, thình lình nghe được Mộng Hương nói, chúng ta cũng đi xem bọn họ đang làm gì. Ba người liền chăm miệng một lời nói, Mộng Hương tiểu thư mời. Hy Bình không ngờ có nhiều thính giả thế này, hơn nữa lần này thực sự là không mời mà tự lại, lần lượt lại Độc Cô Tam Thư muội, Từ Thanh Vân, Độc Cô Minh, Triệu Tử Uy cùng hai nữ nhân dám thúi đó. Ngay cả Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba đều không hiểu ra sao cả. Bất quá, hai người này thời khắc này đã bị Hy Bình đồng hóa, chẳng ngờ có người tới hân thưởng kiệt tác của bọn họ, rất là có thể diện. Nhưng mà, đám người tới xem này quả thật có chút khóc cười không được. Trước không nói Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba đàng hoàng nghiêm túc đập gõ các thứ đó khiến người tức cười, Tuyết Nhi lại có thể ngồi trên cổ của Hy Bình, ra sức vỗ tay la hét. Hy Bình thấy bọn họ đi lại, còn đặc biệt hoan nghênh bọn họ nói, các vị bằng hữu mê ca hát, rất cảm tạ sự xem trọng của các vị, bổn ca thần sẽ dâng tặng ca khúc kinh điển nhất, khiến các vị cảm giác mới mẻ. Đích xác cảm giác mới mẻ, mẹ tên nào thấy qua vũ khí như thế chứ? Tứ Cẩu đột nhiên nhìn Hy Bình nói, Hy Bình, hai nữ nhân đó cũng che mặt giống như băng băng của ngươi, chúng ta hỏi bọn họ là có ba ải không? Nếu có ba ải, ta cũng xông vào, nói không chừng có thể lấy bọn họ làm nương tử. Ngươi biết đấy, lan hoa của ta không phản đối. Hy Bình cũng phấn khởi, nói, bọn chúng rất là dám thúi, bất quá nhắm không biết có một nửa xinh đẹp của băng băng của ta hay không. Lại quay đầu nhìn Mộng Hoa cùng Bảo Nguyệt nói, này, hai nữ nhân không thấy được ánh sáng đó, các người có sắp bày ba ải gì hay không đấy. Độc Cô Minh ba người chửi, vô lại, miệng mồm sạch sẽ một chút. Hy Bình cười nói, ba vị yên tâm, ta vừa mới đánh răng súc miệng xong. Bảo Nguyệt hướng về Hy Bình hỏi, người nói ba ải gì chứ? Tứ Cẩu cười đáp, thì là giống kiểu đó của danh kỹ quần phương lâu thiết lập ba ải, người phá ải có thể cùng cô nương cùng giường chung gối a. Độc Cô Minh ba người chửi to, ngậm miệng, Mộng Hương cô nương không phải kỹ nữ, các ngươi đừng tổn hại danh dự của nàng. Muốn cùng Mộng Hương cô nương cùng giường chung gối sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh, hai cặp mắt đều có vẻ thú vị. Người trước giống như mộng ảo khiến người mê say, người sau trong suốt đến khiến người kinh ngạc tán thán. Tứ Cẩu cười hỏi, cô nương người ta đều không lên tiếng phản đối, ba người các ngươi lại nhảy lắm mồm gì chứ? Độc Cô Minh ba người còn là chăm miệng một lời đáp, ta thích. Hy Bình cười nói, này, Tứ Cẩu, người muốn cùng hai nữ nhân đó cùng giường chung gối, chỉ cần qua được ba ải này của người ta liền được. Tứ Cẩu liền vỗ đầu, tỉnh ngộ nói, quả nhiên như thế. Hy Bình nói, bất quá ta phát giác ca hát so với cô gái còn thích thú hơn nhiều, Tứ Cẩu, chúng ta tiếp tục hát, để người ta cũng phong lưu, nếu không chúng ta vừa ra tay, bọn chúng liền không hỗn tạp được, người nói phải không? Tứ Cẩu ha ha cười lớn đáp, phải đó, phải đó. Độc Cô Minh giận không thể nén nói, hôm nay dù là Lôi Gia Gia tại đây, ta cũng phải giáo huấn hai tên khốn không biết tốt xấu các ngươi đây. Nói vừa xong, Độc Cô Minh liền rút bội kiếm ra, đi tới hướng Tứ Cẩu cùng Hy Bình. Mộng Hương dùng thanh âm như mộng như ảo của nàng ta nói, Độc Cô công tử, hãy tính toán. Thanh âm nàng tuy nhẹ, nghe được trong tai lại có loại lực lượng trấn nhiếp. Tứ Cẩu lại thêm dầu vào lửa nói, muốn đánh sao? Lão tử cũng không phải dễ trêu. Độc Cô Minh lại không cách nào nhìn được tràn đầy lửa giận,
nếu không phải ba thư muội độc cô ngăn trở, hắn sớm vung kiếm đem tứ cẩu vót thành mấy đoạn. Lúc này, người trong phòng nghe được bên ngoài tranh luận ầm ĩ, cũng đều đã ra ngoài. Lan Hoa giận dữ hỏi, tử cẩu, ngươi lại gây chuyện thị phi sao? Tứ cẩu nói, Lan Hoa, vào phòng lấy phách vương thương của huynh lại. Lan Hoa có chút do dự, Lôi Phượng ra lệnh, Lan Hoa, đi. Lãnh Như Băng lo lắng nói, Phượng Thư, tứ cẩu có phải đối thủ của Độc Cô Minh không? Nói cho cùng hắn là một trong võ lâm thất công tử, dưới thịnh danh không có kẻ yếu. Lôi Phượng đáp, Viễn Dương Tiêu Cục tuy danh không vang truyền, nhưng cũng không phải ăn chay. Tuyết Nhi hỏi, tứ cẩu thúc thúc, người cùng Minh Biểu thúc đánh nhau sao? Hi Bình cười nói, Tuyết Nhi ngoan, đến bên cạnh mẫu thân nào, phụ thân cũng phải đánh nhau. Hắn đem Tuyết Nhi nhét vào lòng Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư kinh ngạc hỏi, người cũng muốn đi sao? Hi Bình ôm nhẹ mẫu tử bọn họ, hôn Đỗ Tư Tư một cái, đáp ta cùng tứ cẩu là huynh đệ đánh từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đánh, ta có thể không đánh sao? Lan Hoa đã lần nữa đi ra. Nàng cầm theo phách vương thương dài 2m75cm của tứ cẩu, giao đến trong tay tứ cẩu. Độc Cô Minh sớm đã tránh thoát được sự ngăn trở của ba thư muội Độc Cô, hiện tại thấy trong tay tứ cẩu cầm binh khí, liền dẫm bước lớn đi qua, hai bên đứng song song cách nhau 4-5m. Độc Cô Minh thân là một trong võ lâm thất công tử, là cao thủ đỉnh nhọn trong lớp trẻ võ lâm, thậm chí phụ thân hắn Độc Cô Ưng cũng không phải đối thủ của hắn. Thân hoài bàn nhược thần trưởng của Thiếu Lâm, Thái Hư kiếm pháp của Võ Đăng, Tiên Hà kiếm pháp của Nam Cực Tiên Ông cùng Võ Đẩu Quyền gia truyền, trong bốn hạng tuyệt kỹ này, mỗi một hạng đều có thể nói là độc bộ võ lâm, huống chi bốn hạng hợp trên một người. Tứ cẩu từ sau khi học phách vương thương cùng Oanh Thiên Trưởng, liền không có chân chính đánh qua với người, tay sớm đã ngứa ngáy, hận không được cùng người làm một trận, để nghiệm chứng thần công bản thân đến loại trình độ kinh người nào. Hai người trước khi xuất thủ liền tạo một loại khí thế bức người. Độc Cô Minh tuy sắc diện ngưng trọng, lại cho người cảm giác không bờ bến, khiến người không mò thấu được hư thực của hắn, đây là hiện tượng đặc biệt trước khi xuất thủ Thái Hư kiếm pháp của hắn. Tứ cẩu tay cầm phách vương thương vuông góc trước mặt, rất có khí thế của dũng giả vô địch, mạnh mẽ vô bì. Độc Cô Minh dẫn động kiếm quyết, dưới chân di chuyển phiêu hốt nhanh lẹ, cuối cùng chỉ có thể thấy một vòng tròn bóng trắng. Tứ cẩu thân ở giữa đó, lúc này mới biết chỗ lợi hại của Độc Cô Minh. Hắn căn bản vô phương nắm được chân thân của Độc Cô Minh, cũng không biết Độc Cô Minh khi nào từ phương hướng nào ra tay. Sau một lúc, phách phương thương của hắn đã tích tụ đủ khí thế, lại không thể ở chỗ bị động. Tứ cẩu đột nhiên vọt thẳng lên trời, mưu đồ thoát khỏi vòng bao vây hư vô lúc ẩn lúc hiện Độc Cô Minh dùng tốc độ của hắn tạo thành, lại không liệu được khi hắn vọt lên trời, vòng bao vây của Độc Cô Minh cũng theo đó mà lên, hơn nữa chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có khí thế ra tay. Tứ cẩu giữa không trung, nằm thẳng ngang trời, thương dính thân người nhanh chóng quay tròn, chỉ thấy trong sát na hai đạo nhân ảnh trên không trung chuyển thành hai vòng tròn lớn nhỏ chợt co chợt giãn khi đụng khi rời, tiếng thương kiếm giao kích không ngừng nơi tai. Chính khi đang đấu nhau hoa mắt mọi người, thân người quay tròn của tứ cẩu trên không trung đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ hướng tới một phương hướng xuất ra một thương nhanh chóng mãnh liệt vô bì. Hư ảnh của Độc Cô Minh di chuyển phiêu hốt cũng cùng lúc phách phương thương của tứ cẩu xuất ra biến thành thực thể, dưới sự công kích mạnh mẽ của tứ cẩu, hai chân trên không không đạp vào chỗ trống nhanh chóng lui lại, trường kiếm trong tay huyền ảo xuất ra kiếm chiêu như hư như thực, ngăn cản thương thế cường hãn của tứ cẩu. Ngay lúc tứ cẩu thu thương, kiếm thế của Độc Cô Minh liền đổi, thi triển Tiên Hà kiếm pháp, người như một phiến vân hà, dáng mây theo thế trên cán thương tứ cẩu nhẹ nhàng lại. Tứ cẩu kinh hãi, tay phải cầm thương, tay trái một Oanh Thiên Trưởng, trưởng kình cương mãnh nghênh tiếp phiến vân hà đó. Lại thấy vân hà đột nhiên lấp lánh kim quang, tay trái Độc Cô Minh cũng là một bàn nhược thần trưởng vỗ ra, hai cỗ trưởng kình cường mãnh va chạm, phát ra một trận vang rền như pháo nổ, trưởng kình dồn ép đá bay cát chạy trên đất, làm người xem không tự giác được lùi về sau vài bước. Tứ cầu cùng Độc Cô Minh đối trưởng khoảnh khắc, đều khó chịu tự rên một tiếng, chân lùi về sau 7-8 bước, ngã xuống đất. Tứ cẩu sau khi ngã ngồi trên đất, Độc Cô Minh miễn cưỡng đứng yên. Hiển nhiên là trưởng lực của tứ cẩu không bằng trưởng kình của Độc Cô Minh, song duyên cớ đây cũng là hắn mới luyện không lâu tu vi không sâu chí ít trong lòng tứ cẩu, là thành lập cái lý do này. Tuyết Nhi sau khi hai người rơi xuống đất, vỗ tay kêu rất là to. Trong mắt của nó, hấp dẫn nhiều hơn so với kinh hiểm.
Độc Cô Minh lãnh đạm nói, người bại rồi. Lan Hoa vội vàng chạy qua đỡ Tứ Cẩu dậy, lo lắng hỏi, Tử Cầu, người không sao chứ? Tứ Cẩu miễn cưỡng cười đáp, chết không được. Không ngờ Độc Cô Minh tên khốn này có hai tay, nếu là tiếp tục đánh tiếp, huynh khẳng định bị hắn làm thịt, đến khi đó Lan Hoa nàng liền phải ở quá rồi. Hy Bình thấy Tứ Cẩu không việc gì, trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười nói, tiểu tử ngươi còn là không có tiến bộ, đánh mấy chục năm, mẹ nó không có được một lần thắng. Độc Cô Minh sau khi thở gấp, chỉ vào Hy Bình nói, còn có ngươi. Ta phải giáo huấn ngươi. Phong Ái Vũ ngăn trước mặt Hy Bình, hướng tới Độc Cô Minh cầu khẩn nói, biểu ca, không thể. Hy Bình huynh ấy không biết võ công, mới rồi tại Huyền Vũ Đường huynh cũng thấy được, muội không cho phép huynh động đao động kiếm đối với huynh ấy. Độc Cô Minh khó xử nói, Ái Vũ, tránh đường. Kẻ này hắn quá đáng giận, huynh chỉ là giáo huấn sơ sơ một lần, không thực sự thương tới hắn. Nói cho cùng, hắn là tôn nữ tế của Lôi Gia Gia, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Phong Ái Vũ kêu lên, không. Hy Bình đem Phong Ái Vũ trước mặt ôm vào lòng, ra sức hôn nàng ta một cái, cười nói, tiểu Ái Vũ, ta luôn quên nói cho nàng hay, ta chẳng những ca hát không có người nào có thể sánh bằng, đánh nhau trước giờ cũng là chưa có bại qua. Không tin, nàng hỏi Tứ Cẩu, ta trong thôn là quyền vương thêm ca thần. Lời của hắn khiến rất nhiều người tại trường cười lên, ngay cả hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong không di chuyển cử động trong mắt cũng một ít tiếu ý quyền vương cùng ca thần trong thôn. Hắn cũng không nghĩ đây là địa phương gì, đối diện hắn chính là cao thủ đỉnh nhọc của giới trẻ trong võ lâm, bằng cái tên nhà quê không biết võ công hắn, cũng dám ở đây giở thói ngang ngược sao. Thế nhưng, Lãnh Như Băng cùng Tứ Cầu những người này biết hắn không có đùa giỡn, bọn họ biết nam nhân trước mặt này đích xác trước giờ không có chân chính bại qua. Chỉ là, bọn họ đương nhiên cũng không thừa nhận hắn là ca thần không người sánh được. Đỗ Tư Tư cũng không có cười. Nàng nhớ lại địa ngục nhị kiệt thấy hắn thì nhếch nhác trốn chạy vào rừng rú, lạc hoang nhi đào, khiến nàng cảm thấy nam nhân tất nhiên thân hoài tuyệt kỹ, chỉ là nàng nghĩ không minh bạch, bộ dạng của hắn xem ra đích xác không giống có võ công. Phong Ái Vũ khóc nói, muội không quản huynh là quyền vương hay là ca thần, muội đều là không cho phép huynh đánh với biểu ca, nếu các người xảy ra chuyện gì, huynh kêu người ta làm thế nào chứ? Lãnh Như Băng đi đến bên người Hy Bình, nói, Hy Bình, tính rồi. Người đánh với Độc Cô Minh, Ái Vũ cùng Tư Tư trên mặt đều lúng túng. Ta biết người rất mạnh, nhưng người nghe chúng ta một câu, được không? Hy Bình chỉ ra một tay đem nàng ôm vào lòng, cười nói, Độc Cô Minh, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ thân thích, trận đánh này đánh không được. Người nổi giận lớn như vậy, cũng bất quá là vì hai nữ nhân dám túi này. Qua vài ngày, ta dạy ngươi vài chiêu, bảo đảm ngươi có thêm đem bọn họ đùa trên tay. Người xem. Bên cạnh ta có nhiều mỹ nữ thế này, liền biết ta ở phương diện này rất lợi hại. Như quả ngươi bức ép quá, ta thiếu không được phải ra đao bổ ngươi vài cái, sau này lại đem tình nhân trong mộng của ngươi cua đi. Kha kha, đến lúc đó, ba tên các người sẽ đành phải nhìn ta đem người tình trong mộng của các ngươi trái ôm phải ấp, trái hôn phải cũng hôn sẽ giống thế này. Hy Bình làm mẫu trên mặt Lãnh Như Băng với Phong Ái Vũ đều hôn một cái, chọc giận Độc Cô Minh, Triệu Tử Minh, Tử Thanh Vân ba người sắc mặt biến xanh. Trong con mắt trong suốt của Bảo Nguyệt cũng dường như ném tới một hạt cát gọi là phẫn nộ, hơi hơi lộ ra chút nổi nóng. Nhãn thần như mộng ảo của Mộng Hương vẫn như cũ không đổi, dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng dễ nghe nói, người gọi là Hoàng Hy Bình sao? Tâm thần Hy Bình liền say, hỏi, không sai, thích chứ? Mộng Hương không trả lời hắn, nhìn Độc Cô Minh ba người nói, ba vị công tử, Mộng Hương phải rời. Nàng quay người hướng tới ngoài viện bước đi, nhịp chân nhẹ nhàng vô cùng, dường như không giống như đi, mà giống như là đang bay. Độc Cô Minh ba người tuy là phẫn nộ, nhưng theo Mộng Hương là nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng, Mộng Hương vừa đi, chuyện to lớn bọn chúng cũng nhất loạt bỏ qua, đuổi theo sau cái mông nhỏ nhắn của nàng ngửi lấy hương thơm mát thoang thoảng đó, thẳng đến già chết. Hy Bình sau khi nhìn bọn họ đi xa, nói Tứ Cẩu. Bọn chúng khiến ta nhớ đến bộ dạng của ngươi cùng Lôi Long hai người chạy theo Mông Lan Hoa cùng Bích Nhu, thực sự là cực giống. Lôi Long cùng Bích Nhu, Lan Hoa đều xấu hổ, Tứ Cẩu lại không đồng ý nói, bọn chúng sao có thể so sánh cùng ta chứ? Hy Bình thay đổi đề tài nói, tiết mục của chúng ta bị bọn chúng cắt ngang, bọn chúng nếu đã đi, chúng ta tiếp tục nào? Lôi Phượng nói, Hy Bình, thiếp thấy hôm nay mọi người đều mệt, nghỉ ngơi một tí đã. Hy Bình cười hỏi, nôn nóng thế để thần phục thị ngài ư?
Lôi Phượng gương mặt đỏ ửng, duyên dáng trừng mắt nhìn hắn. Độc Cô Kỳ bên cạnh nói, Hoàng Hy Bình, người theo ta đi ra, ta có chuyện phải nói với ngươi. Hy Bình liền nhìn các nữ nhân, thấy không có người lên tiếng phản đối, liền thả lãnh như băng cùng Phong Ái Vũ ra, đuổi theo Độc Cô Kỳ đi ra. Đến ngoài viện, Độc Cô Kỳ quay người nhìn Hy Bình một hồi lâu, nói, ngươi rốt cuộc biết võ công hay không? Hy Bình không hiểu ra sao cả, hỏi, cô hỏi chuyện này làm chi? Độc Cô Kỳ nói, ta chỉ cần ngươi trả lời ta biết hoặc không biết thì được rồi. Hy Bình tự đại nói, thiên hạ vô địch. Độc Cô Kỳ nói, tỷ võ chiêu thân ngày mai, là ra ra sớm đã nghỉ kỹ, muốn thông qua phương thức này chọn giai tế cho ba thư muội chúng ta. Ta không quản ngươi thích hay không thích ta, ngày mai khi đến lượt ta, ngươi nếu không thể đoạt quan, ta liền chết cho ngươi xem. Nói xong, Độc Cô Kỳ quay người đi ngay. Hy Bình không có nhìn thấy nàng khi quay người nước mắt nhỏ xuống, hắn chỉ là cả đầu hơi nước thêm vào không hiểu ra sao cả. Khi đêm tối nghỉ ngơi, Tứ Cẩu cùng Lan Hoa một gian, Lôi Long cùng Bích Nhu một gian, Mẫu Nữ Đỗ Tư Tư một gian, Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn một gian, Lôi Phượng Lãnh Như Băng cùng Hy Bình một gian, Hoa Tiểu Ba độc chiếm một gian, lấp kín cả 6 gian phòng của tiểu viện này. Tứ Cẩu đang ở trên da bụng của Lan Hoa, nói, Lan Hoa, lần này bôn ba trên đường, hốt hoảng lo sợ, khiến huynh không cách nào biểu hiện tốt. Hôm nay để huynh toàn tâm toàn ý hướng tới muội chứng minh Tứ Cẩu huynh là có bản lĩnh, nam nhân cường tráng vô bì. Hắn nhớ chết một câu đó của Lan Hoa có bản lĩnh, người hãy cưới 8-10 người quay về. Hắn hiện tại chính là đang nỗ lực chứng minh Tứ Cẩu hắn là có loại bản lĩnh này. Lôi Long tự nhiên cũng hướng tới Bích Nhu chứng minh, nhưng không phải chứng minh hắn có bản lĩnh gì, mà là chứng minh hắn là thanh bạch, đồng thời phải nỗ lực giúp cái bụng nhỏ của Bích Nhu chế tạo ra một tiểu hài tử trắng mập. Hy Bình trong phòng Đỗ Tư Tư sau khi vỗ về Tuyết Nhi ngủ, quay về gian phòng của Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng, lại vui mừng kinh ngạc nhìn thấy bọn họ đã cởi đến không mảnh vải che thân, đợi hắn quay về. Hai người đều có đặc sắc riêng của thân thể nữ nhân hiện tại trưng bày trước mắt hắn. Lôi Phượng khỏe đẹp, da thịt rám nắng lấp lánh màu vàng lờ mờ bóng loáng, mỗi một nơi mỗi một điểm đều lộ rõ nét đẹp dã tính cùng lời kêu gọi nguyên thủy nhất. Lãnh Như Băng dáng vẻ cực đẹp cao gầy mà mềm dẻo, càng là có sức dụ hoặc kinh tâm động phách, da thịt trắng tuyết trơn mềm cơ hồ giống như thần thoại vĩnh viễn bất lão khiến người động lòng, mỗi một chỗ đều hoàn toàn kín kẽ giống như điêu khắc hoàn mỹ nhất giữa nhân thế. Hai thân thể mỹ diệu này khiến dục tính của Hy Bình đại động, vội vàng phải cởi y phục, hai người bọn họ lại một trái một phải tự tay cởi quần áo cho hắn, hai tay Hy Bình để không liền trên cơ thể nữ nhân gợi cảm của bọn họ dạo chơi khắp nơi, chơi đùa đến khuôn mặt bọn họ ửng đỏ, yêu kiều thở gấp liên tục. Khi hai nữ nhân đem toàn bộ y phục của Hy Bình trừ bỏ hết, đã bị ma chảo của hắn đùa bỡn đến ý loạn tình mê, Hy Bình một tay một người ôm ấp bọn họ đến trên giường, hét to một tiếng. Mây mưa cá nước phiên vân phúc vũ bắt đầu. Thế là, 6 gian phòng của tiểu viện này, liền có một nửa trong số phòng đang chế tạo một loại âm thanh khó hiểu, khiến người trong 3 căn phòng khác không cách chỉ yên tĩnh ngon giấc. Mà 3 căn phòng chế tạo âm thanh, một gian Hy Bình đang ở lại là khiến người vô phương yên giấc nhất, hắn không giống như hai phòng của Tứ Cẩu cùng Lôi Long truyền ra lúc ẩn lúc hiện như thế, cả quá trình đều nghe Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng luân phiên rên rỉ quá khích cuồng loạn. Thanh âm trêu ghẹo tâm thần người đó lấp đầy mỗi một xó xỉnh của viện tử, khiến Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn láng giềng với bọn họ trở mình trằn trọc. Đồng dạng trong gian phòng của mẫu nữ Đỗ Tư Tư hàng xóm với gian phòng của Hy Bình, đang phát sinh đối thoại kỳ quái. Tuyết Nhi hỏi, mẫu thân, phụ thân đánh Phượng Di cùng Băng Di sao? Đỗ Tư Tư yêu kiều thở gấp nói bậy, ngủ đi. Tuyết Nhi lại hỏi, mẫu thân, bọn họ ồn ào quá, Tuyết Nhi ngủ không được. Mẫu thân có thể qua kêu phụ thân đừng nên đánh A Di được không? Đỗ Tư Tư kiềm chế kích động trong lòng, nói, Tuyết Nhi ngoan, đợi một chút liền không rầm rĩ, ngủ đi. Nàng tuy dỗ dành nữ nhi nàng ta ngủ, bản thân thế mà cũng ngủ không được. Nàng là người từng trải, nàng biết Hy Bình bọn họ đang làm gì, nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch hai nữ nhân này xem ra đoan trang vì sao có thể tất cả không màng kêu lớn tiếng như thế, ồn đến người ngủ không được. Lấy một lần kinh nghiệm có gần đây của nàng lại nói, người làm chuyện đó nên không thể khiến người kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Cứ việc như thế, nàng nghĩ không cần nhiều lâu bọn họ liền có thể kết thúc, khi đó nàng lại có thể yên ổn ngủ giấc ngủ của nàng. Thế nhưng, nàng thế nào cũng nghĩ không được,
một lần này có thể vượt qua thưởng thức của nàng. Tiếng kêu như là sung sướng lại như là thống khổ đó vẫn cứ không dừng chấn động màng tai cùng màng não của nàng. Lôi Long cùng Bích Nhu sau khi qua cơn cảm xúc mạnh mẽ, cũng nghe rõ thanh âm khác thường này còn tiếp tục. Bích Nhu kinh hãi nói, hắn không phải người. Lôi Long cười bảo, đây chính là toàn bộ nguyên nhân thư thư của huynh không quản hắn cưới bao nhiêu nữ nhân. Một gian phòng khác, Tứ Cẩu sau khi cùng Lan Hoa đại chiến ba hiệp, toàn thân không có sức lực nằm bò trên da bụng của Lan Hoa, hổn hển thở nói, Lan Hoa, ta lợi hại không? Lan Hoa thỏa mãn yêu kiều thở dốc nói, hoại tử nhà ngươi. Chao, tiểu thư thế nào còn đang kêu chứ? Tứ Cẩu đáp, đừng quản bọn họ, chúng ta đi ngủ. Tiểu thư bọn họ xác định phải kêu đến trời sáng. Lan Hoa khó mà tin tưởng hỏi, muội không tin hắn làm bằng sắt, chuyện này làm sao có thể làm tới sáng chứ? Tứ Cẩu ngẫm nghĩ, đáp hoặc rất có thể không tới trời sáng, bởi vì tiểu thư cùng băng băng khả năng duy trì không nổi thời gian dài như thế, ha ha ha. Tứ Cẩu nói không sai, chiến tranh giữa Hy Bình với Lôi Phượng Lãnh như băng cuối cùng kết thúc trước Hừng Đông. Trận chiến kinh tâm động phách này trải qua 4-5 tiếng đồng hồ mới thấy kết quả sau cùng, người chưa ngủ đều nhẹ nhõm thở một hơi. Lan Hoa nhìn Tứ Cẩu nói, cuối cùng có thể yên giấc. Tứ Cẩu hỏi, cách tường hắn có phải là Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn chăng? Lan Hoa không biết hắn vì sao mà có một câu hỏi này, đáp lại, phải rồi. Tứ Cẩu cười thảm nói, Lan Hoa, ta không để tâm nàng mở cửa nhìn kết cục. Tứ Cẩu quả là thành người tiên đoán. Ngay khi Lan Hoa ôm lòng hiếu kỳ mở cửa nhìn đến hai cửa phòng kề cận đó, nàng ta nhìn thấy Hy Bình lõa thể từ trong phòng Lôi Phượng đi ra, đi tới hướng gian phòng của Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn, thân người hoàn mỹ cường tráng cùng biểu tượng nam tính to lớn của hắn khiến nàng ta khoảnh khắc không cách nào hoàn hồn lại, thất thần nhìn hắn lõa thể đi vào trong gian phòng đó, nàng mới trở lại bình thường, về nằm ổ chăn của mình, nghĩ thầm, không trách được tiểu thư cùng băng băng kêu lớn tiếng như thế. Thực sự là đồ kinh người. Khi Hy Bình đến trước cửa phòng Phong Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Mạn liền gõ cửa, Phong Ái Vũ đứng lên mở cửa, khi nàng ta lần nữa nhìn thấy thân thể lõa lồ của Hy Bình, không biết là kinh hay là mừng, ngây ngốc đứng tại đó. Sau khi Hy Bình vào phòng, lật tay khóa cửa, liền ôm lấy Phong Ái Vũ cả mặt đỏ rực, dương mắt đờ đẫn liền lại hôn một trận cuồng loạn, nói Tiểu Ái Vũ, có phải đợi ta rất lâu không? Phong Ái Vũ không biết nói gì, song trong ánh mắt sung mãn tò mò cùng đợi chờ. Hy Bình bế nàng ta đến giường, lại nhìn thấy Hoa Tiểu Mạn đang ngủ, hắn biết nàng là đang giả vờ, liền vươn hai tay cởi y phục của nàng ta. Hoa Tiểu Mạn đột nhiên lật người qua, cùng hắn ôm hôn kịch liệt, hai bàn tay nhỏ còn không quên trên người hắn cào loạn. Hy Bình rời khỏi môi hồng của nàng, nói Tiểu Mạn, đêm động phòng của nàng chuẩn bị tốt chưa? Hoa Tiểu Mạn sắc diện đỏ chói ừ một cái. Hy Bình liền mạnh mẽ quyết đoán bắt đầu động tác trên người bọn họ. Ngay lúc mọi người nghĩ ác mộng kết thúc, có thể yên tĩnh ngủ một giấc ngon, đột nhiên trong lúc nửa đêm ba canh nghe được một tiếng kêu thảm của nữ nhớ truyền ra, sau đó lại là loại tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu to giống như sung sướng lại giống như thống khổ đó bao phủ cả trời đêm thanh sáng, khiến trong không khí đẩy tràn một bầu không khí có tư vị dụ người khó mà nói rõ. Lúc này, Tuyết Nhi đã ngủ, Đỗ Tư Tư lại ngủ không được, nàng có một loại kích thích muốn đến trong lòng Hy Bình, nhưng nàng nhìn Tuyết Nhi ngủ say trong ngực. Cuối cùng chịu đựng. Trong một đêm này, ngoại trừ Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng ngủ so ra được yên ổn ra, bọn họ trước đó một khắc khi Hy Bình xuống giường đã ngủ mê mệt thì chỉ có Tuyết Nhi cùng Hoa Tiểu Ba. Tuyết Nhi còn là đứa bé, đi ngủ là thiên tính, một khi đã ngủ, bạn có bên tai nó gõ chiêng đánh trống, nó cũng ngủ được. Hoa Tiểu Ba nhất thời đối với những chuyện này cũng không phải rất nhiệt tâm, hơn nữa gõ mâm sắt chén sắt một ngày. Trong đầu hắn đều con mẹ nó là những thanh âm đồng nát sắt nát đó cùng những âm thối giết người không cần bồi thường đó của Hy Bình, đem những âm thanh hỗn độn nhân tạo kỳ quái truyền ra trong đêm này nén xuống, chỉ hăng hái trong giấc mơ tiếp tục gõ đánh chương nhạc của mâm sắt chén sắt, nào quản bạn bên ngoài kêu mưa gọi gió gì. Thẳng đến sát gần trời sáng, tiếng kêu la rên rĩ của hai nữ nhân Phong Hoa mới từ từ quay về lắng lại, sau cơn mưa gió túy nhân cư mới khôi phục được yên ả trước giờ chưa từng có. Bọn người chưa hề ngủ cũng trong yên tĩnh khó được này chịu nặng ngủ đi. Tuyết Nhi là người dậy sớm nhất. Đỗ Từ Từ mới ngủ chưa lâu, Tuyết Nhi liền tỉnh, nhao nhao muốn đi gặp phụ thân. Đỗ Từ Từ liền nhìn, mặt trời đã lên rất cao, đoán chừng là giữa ngọc, chỉ đành thức dậy,
đưa Tuyết Nhi đến trước phòng Phong Hoa Lưỡng Nữ gõ cửa, nàng biết tối qua nửa đêm Hy Bình đã chuyển đổi trận địa. Bên trong truyền ra thanh âm Hy Bình, ai? Tuyết Nhi vui vẻ nói, phụ thân, là Tuyết Nhi. Hy Bình một hồi lâu mới nói, Tư Tư, nàng cũng ở đây sao? Đỗ Tư Tư đáp một tiếng. Hy Bình lại nói, nàng trước đến phòng của Phượng Nhi lấy y phục của ta qua, còn nữa, đem Tuyết Nhi lưu lại bên Phượng Nhi. Thế là, Đỗ Tư Tư gõ cửa phòng của Lôi Lãnh Lưỡng Nữ, rất lâu mới truyền ra thanh âm mệt mỏi của Lãnh Như Băng, là ai? Đỗ Tư Tư đáp, Hy Bình muốn thư đem y phục của hắn qua. Không lâu cửa liền mở ra, Đỗ Tư Tư thấy được thần thái mệt mỏi đẹp đến kinh người của Lãnh Như Băng, nhớ đến tiếng kêu của nàng tối qua, nói, Lãnh cô nương, cô mang qua đi, thư không được tiện. Lãnh Như Băng hờ hững nói, có gì không tiện chứ, hắn muốn thư qua thư cứ qua, Tuyết Nhi lưu lại bên cạnh muội. Nàng cầm y phục của Hy Bình nhét vào trong tay Đỗ Tư Tư, đem Tuyết Nhi bế vào trong phòng. Đỗ Tư Tư chỉ đành lại đến trước phòng Hy Bình, đứng rất lâu, mới chậm chạp giơ tay gõ nhẹ cửa phòng hai cái. Hy Bình bên trong hỏi, Tư Tư sao? Tuyết Nhi không ở đó chứ? Đỗ Tư Tư cúi đầu nhẹ giọng đáp, chỉ có một mình ta. Cửa đột nhiên mở ra, Đỗ Tư Tư bị Hy Bình vươn một tay ra mạnh mẽ ôm vào trong phòng, cửa đột nhiên đóng lại. Hy Bình ôm Đỗ Tư Tư hôn rất lâu mới rời khỏi đôi môi nàng, mỉm cười nhìn nàng nói, ta tối qua vốn muốn đến trong phòng của nàng, nhưng Tuyết Nhi ở bên cạnh nàng, ta đành phải bỏ qua. Lại, giúp ta mặc y phục. Đỗ Tư Tư thoát khỏi lòng Hy Bình, mới phát hiện thân thể nam nhân trước mặt này kiện mỹ vượt qua tưởng tượng của nàng, hơn nữa đối với nàng có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi. Không thể phủ nhận, nàng đã từng thấy qua thân thể tráng kiện của một nam nhân khác, thế nhưng so với nam nhân này, trình độ hoàn mỹ của người sau đối với người trước lại nói là áp đảo, nàng không ngờ nhìn đến quên thay hắn mặc y phục hay là dáng dấp lõa thể của hắn mà không mặc y phục cho hắn chứ. Hy Bình cười nói, nàng đang quyến rũ ta sao? Nàng lại bộ dạng si mê này nhìn ta nói không chừng phải chiếm hữu nàng. Đỗ Tư Tư sắc mặt càng đỏ, liền tay chân lúng túng thay hắn mặc y phục. Sau khi hoàn tất chỉnh trang, Hy Bình lại ôm nàng thi triển tay chân một lượt, mới nói, Tư Tư, chúng ta đi qua nha. Đỗ Tư Tư nhìn Phong Hoa Lưỡng Nữ còn đang ngủ say, không tự giác đáp một tiếng ừ. Hy Bình liền bế nàng vào phòng của Lôi Phượng. Tuyết Nhi nhìn thấy bọn họ, lập tức bổ nhào qua, Hy Bình thả Đỗ Tư Tư cong eo lại bế cô bé, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ của cô, nói, Tuyết Nhi, tối qua có ngoan không? Tuyết Nhi đáp, Tuyết Nhi đêm qua rất ngoan, phụ thân không muốn đánh Tuyết Nhi, phải không? Hy Bình cười hỏi, phụ thân làm thế nào cam lòng đánh tiểu Tuyết Nhi của ta chứ? Tuyết Nhi đáp, tối qua phụ thân vì sao đánh các A-di đến kêu to như thế chứ? Cô bé còn là rất sợ Hy Bình đánh nó. Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng mặt liền đỏ, Hy Bình đáp, Tuyết Nhi đừng sợ, tối qua phụ thân chỉ là cùng các A-di chơi một loại trò chơi. Tuyết Nhi tò mò hỏi, phụ thân cũng cùng Tuyết Nhi chơi, được không? Tất cả mọi người trong phòng đều liệu không được Tuyết Nhi có thể có lời không kinh người chết không thôi thế này, Hy Bình có chút cười khóc không được, nói, loại trò chơi này là người lớn chơi, Tuyết Nhi còn nhỏ, phụ thân dạy Tuyết Nhi chơi trò chơi ca hát, có được không? Được, hứng thú của cô bé liền bị Hy Bình chuyển rời đến lên ca hát, cô bé đối với trò chơi của người lớn không rõ, đã quên sạch tất cả. Hy Bình đem vấn đề giải quyết, liền nói, hôm nay Độc Cô Phách tổ chức lôi đài tỷ võ chiêu thân. Hôm qua Độc Cô Kỳ kêu ta vô luận như thế nào phải giành được à ta, các nàng nói ta nên đi hay không? Lôi Phượng nói, thiếp không quản những màn phong lưu này của chàng. Lãnh Như Băng còn là lãnh đạm nói, chàng thích đi cứ đi. Hy Bình cười khổ nói, bất quản thích hay không thích, nếu ta không mang ả cưới về, ả liền chết cho ta xem. Đỗ Tư Tư vội vàng nói, Hy Bình, chàng nhất định phải đi. Hy Bình hướng về nàng ta cười nói, nàng hôn ta một cái, ta liền đi. Đỗ Tư Tư khuôn mặt đỏ thẹn, Tuyết Nhi trong lòng Hy Bình kêu lên ầm ĩ, mẫu thân, mau hôn phụ thân. Hy Bình đem mặt di chuyển đến trước đôi môi của Đỗ Tư Tư, nàng ta u oán nhìn hắn, không có hôn lấy mặt hắn, lại hôn lên cánh môi dày thật gợi cảm của hắn, rất lâu mới rời ra, yếu ớt nói, chàng dù cho muốn thiếp, cũng không cần tìm bất kỳ lý do gì. Thiếp cam tâm tình nguyện cho chàng. Sau khi mọi người rời giường, Hy Bình bị quần khởi tấn công, đều oán trách hắn khiến bọn họ không được ngủ ngon, trong số đó kháng nghị của tứ cẩu là kịch liệt nhất.
Tứ Cẩu nói, ta phải đem ngươi cùng nữ nhân của ngươi cách ly. Hi Bình cười nói, ngươi trước tiên phải hỏi bọn họ nguyện ý hay không. Tay chỉ vào Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng. Tứ Cẩu theo ngón tay nhìn, mẹ, hai nữ nhân này đang dùng hai đôi tròng mắt trắng giết hắn. Hắn lập tức vì bản thân giải vây nói, ta chỉ là đề xuất kiến nghị, các ngươi coi ta đáng dám là được. Mấy nữ nhân nhìn bộ dạng đó của hắn, nhị không được đều cười lên. Lãnh Như Băng hỏi, tỷ võ chiêu thân đại hội phải chăng sớm bắt đầu? Lôi Phượng nói, Tiểu Mạn cùng Ái Vũ tỉnh lại chưa? Lan Hoa, đi xem một lần hai người bọn họ có thể di chuyển hay không? Hi Bình cười nói, phải còn có thể, bất quá có chút trở ngại, cần người nâng đỡ. Tứ Cẩu nói, vậy các người sẽ đi đánh lôi đài, Tứ Cẩu ta cũng phải đoạt được mỹ nhân về. Bích Nhu cười hỏi, ngươi không sợ Lan Hoa ăn dấm sao? Tứ Cẩu đáp, làm sao có thể? Lan Hoa của ta không phải Bích Nhu tiểu thư cô, nàng ta rất thông suốt. Lôi Long thở dài nói, đáng tiếc hôm nay ngươi không cách nào giành được mỹ nhân, ta nhìn ra được võ công của Triệu Tử Huy cùng Từ Thanh Vân và thanh niên của Đại Địa Minh so với ngươi đều giỏi hơn. Tứ Cẩu cười nói, công tử, cái này ngược lại có thể yên tâm, Triệu Tử Huy cùng Tử Thanh Vân bị hai con yêu tinh đó của Minh Nguyệt Phong câu hồn, tiểu tử đó của Đại Địa Minh tựa hồ cũng có một chân mỹ nữ bên cạnh hắn, bọn chúng đã lòng có chỗ, không thể lại can thiệp thuộc hạ đoạt mỹ. Lôi Long mỉm cười nói, ngươi không phải có Lan Hoa sao, vì sao còn muốn đi chứ? Tiểu tử ngươi muốn thêm vài nữ nhân, bọn chúng chẳng lẽ không muốn ư? Còn cùng võ đầu môn kết thân. Môn phái của mình lại tăng thêm rất nhiều thực lực, cớ sao mà không làm chứ? Hùng tâm tráng trí của Tứ Cẩu liền rơi xuống ngàn trượng, giống như sao băng một đi không trở lại. Ai, trừng mắt nhìn mỹ nhân rơi vào trong lòng của nam nhân khác, trong lòng hắn liền khó nhận lấy cái đó trời à. Ông vì sao phải đối xử với Tứ Cẩu ta bất công như thế chứ? Mọi người thấy hắn như thế, đều lắc đầu, thương xót cho hắn. Tỷ võ chiêu thân đại hội của võ đầu môn cử hành sau cơm trưa, lôi đài được thiết lập ở luyện võ trường hậu viện võ đầu môn võ phong đường. Sau bữa trưa, lần lượt lại hơn ngàn người, rõ ràng so với hôm qua phải nhiều hơn. Đây cũng là Độc Cô Phách cố ý như vậy, một là vì để giải thi đấu náo nhiệt hơn, hai là vì càng dễ từ trong đó tuyển chọn nữ tôn tế, bởi vì ông ta biết trong giang hồ có vài môn phái danh tiếng không vang truyền song trong môn đồ cũng có không ít người tài. Lần tỷ võ chiêu thân này của ông ta, mục đích chính là tuyển chọn ba tôn nữ tế thực lực hùng hậu, để tăng thêm thanh thế bản thân. Trong những người đang tới này, ông ta sớm đã chú ý nhân tuyển cũng có vài người, chẳng hạn như Từ Thanh Vân của Thiên Phong Bảo, Triệu Tử Huy của Thần Đao Môn, Lạc Hỏa của Đại Địa Minh, bất kỳ một người nào trong ba người này làm tôn nữ tế của ông ta đều có thể mặt mày rạng rỡ, nếu ba người đều đồng thời làm tôn nữ tế của Độc Cô Phách ông ta. Ông ta ngồi trong mao xí cũng có thể cười đến khép miệng không được. Võ phong đường đích xác đủ to, hơn ngàn người lại có thể không cách nào lấp đầy nó, mọi người đứng xung quanh lôi đài cũng không cảm thấy chật chội, khoảng trống giữa người với người cũng rộng rãi, cho nên hành động mỗi người đều không chịu ảnh hưởng lớn lao. Lôi đài được dựng ở chính giữa võ phong đường, hai đầu lôi đài kích thước cơ hồ một sân bóng, đều bày 10 chiếc ghế, trên ghế đều có người ngồi. Một đầu ghế ngồi là Độc Cô Phách, Độc Cô Tam Thư Muội, Nam Cực Tiên Ông, Tiếu Diện Cái, Phong Tự Lai, Độc Cô Ưng Phu Phụ, Độc Cô Minh, đầu ghế ngồi kia là Thiếu Lâm Viên Chánh, Võ Đăng Tính Hư Tử, Minh Nguyệt Phong Lưỡng Nữ, Đại Địa Minh Sư Huynh Muội, Từ Phiêu Nhiên Phu Tử, Triệu Tử Huy, cuối cùng một chiếc ghế bỏ không vốn là lưu lại cho Lôi Phượng, nhưng Lôi Phượng không lĩnh tình. Trận thức hôm nay này của Độc Cô Phách, rõ ràng không đem Hi Bình bọn người này tiếp đãi như quý khách gì cả. Nếu không phải ngại thể diện của huynh đệ kết bái, Độc Cô Phách ông ta sớm đã đem đám khốn kiếp không biết xấu tốt này đuổi ra khỏi cửa võ đầu môn nào còn có thể lãng phí một chỗ ngồi cho Lôi Phượng chứ. Kẻ tức giận nhất chính là tên tiểu tử gọi là Hoàng Hi Bình đó, diện mạo tuy là cực tốt, lại con mẹ nó đổ bị thịt, văn không thể văn, võ không thể võ, còn con mẹ nó thích khoe khoang, gây loạn thị phi, không biết cao thấp, mặt dày vô sỉ. Ai, Lôi lão ca. Huynh thế nào có thể có một tôn nữ tế bị thịt thế này chứ? Thực sự là bi ai của Lôi lão ca, hai ngoại tôn nữ của ta a, không biết bị hắn chút cho mê dược gì, lại cũng mù quáng hỗn tạp đi với hắn chứ. Ai, đầu lại đau. Ba thư muội Độc Cô hôm nay cũng đều che mặt, ngồi trên ghế dựa, như ngồi trên thất gỗ, chịu đựng người sâu xé. Độc Cô Kỳ Từ vừa khi bắt đầu dùng hai mắt nhìn tới nhìn lui trong quần hùng,
lại thế nào cũng không nhìn thấy Hy Bình, cái này khiến nàng lòng gấp như đốt. Hy Bình lại là đã tới, chỉ là nàng ta chưa nhìn thấy mà thôi. Bọn họ đứng phía sau quần hùng, bởi vì Phong Hoa Lưỡng Nữ hành động bất tiện, cả đứng thẳng đều thành vấn đề, liền kêu người hầu của Độc Cô ra mang mấy cái ghế qua, ngồi ở phía sau quần hùng cách lôi đài rất xa. Lại do Hy Bình đêm qua không được ngủ, mà sáng nay lại dậy sớm, tiểu tử này lại có thể giống như ngồi trên xe ngựa khi xưa ngồi trên ghế ngủ, trong giấc mơ luôn luôn cảm giác được biển lớn cuồn cuộn. Quần hùng ầm ầm, cả bọn đợi tỷ võ bắt đầu, được lên lôi đài đại hiển thân thủ, đem tất cả mọi tên khác đánh đến lạc hoa lưu thủy kêu cha gọi mẹ, sau đó còn lại một mình bản thân cưới mỹ nhân về mỗi một hảo hán giang hồ đều đang tạo mộng đẹp. Trên mặt bọn họ đều là một mảng sắc thái khát khao cùng thèm muốn, trong thần tình là nóng lòng muốn thử, hận không được Độc Cô Phách hạ lệnh một tiếng, lập tức vung đao lên ngựa, quyền đánh cước đá, thẳng đánh Hoàng Long, đồng thời trên Hoàng Long đảo cùng nữ nhân đại chiến 300 hiệp. Độc Cô Phách thấy thời thần đã đến, quần hùng cũng tới 7-8 phần thất thất bát bát, liền từ ghế đứng lên, tinh thần phấn chấn đi đến trước đài, hướng về quần hùng ôm quyền nói, các vị anh hùng hảo hán, hôm nay lão hán vì ba tôn nữ mỗi người tuyển lấy một vị thừa long khoái tế, phàm là thanh niên chưa tròn 30 tuổi đều có thể tham gia. Quy củ tỷ võ là, người bị đánh xuống lôi đài là thua, người thắng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của hảo hán dưới đài, đến khi không có người dám khiêu chiến thì dừng. Được. Lão Hán hiện tại tuyên bố tỷ võ chiêu thân đại hội chính thức bắt đầu cầm nhi, đi ra diện kiến cùng các vị anh hùng hảo hán Độc Cô Cầm đến đứng bên cạnh Độc Cô Phách, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tú lệ, thái độ không tự nhiên vô cùng. Quần hùng nhìn đến rung tim, giống như lá rơi trong gió thu không có hồn. Sau khi Độc Cô Cầm cùng quần hùng diện kiến qua, quay về chỗ ngồi ban đầu ngồi xuống. Độc Cô Phách quát to, trường thứ nhất, đầu tiên vì đại tôn nữ Độc Cô Cầm của lão phu chọn rể. Thỉnh các vị thanh niên anh hùng lên đài đại hiển thân thủ, xin mời. Nói xong, ông ta quay về chỗ ngồi vẻ mặt tươi vui ngồi xuống, ông ta biết hôm nay nhất định có thể thu được một hai vị thanh niên cao thủ làm tôn nữ tế của mình, nhằm tăng trưởng thực lực của Độc Cô gia. Khung cảnh ồn ào nhất thời yên tĩnh, tuy mọi người đều nóng lòng muốn thử, nhưng tất cả đều như ngại đánh trận đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ chành mắt lớn, trong lòng nghĩ thầm lên nào, đi. Tiểu tử ngươi lên trước, sau đấy lão tử lên theo, kế đem ngươi tiểu tử đạp xuống, khà khà. Ngay sau đó trong cái đích mọi người hướng tới, một hán tử vạm vỡ bò lên trên lôi đài, chỉ thấy người này cao lớn thô kệch, tràn đầy bộ dạng kẻ làm ruộng. Quần hùng nhất thời yên tĩnh lại ầm ĩ lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hán tử đó rất không dễ dàng lên đến trên đài, dùng thanh âm như bò hướng xuống dưới đài nói. Ta là Hắc Kim, một thân kim trung cháo không người địch được, ai lên cho ta đánh đây? Một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài, quần hùng vừa nhìn, là một vị thanh niên khôi ngô văn chất nho nhã, tay hắn cầm một cây thiết phiến, làm ra vẻ tiêu sái nói, tại hạ Bạch Ngân, lên đây thỉnh giáo cao chiêu huynh đài. Oa, quần hùng dưới đài cười ầm một trận, Hắc Kim cùng Bạch Ngân, mẹ, không bằng đổi kêu phân bò cùng phân heo lại không biết năng lượng của loại phân nào so ra cao hơn. Mau lại nhìn coi. Hắc Kim liền xuống tấn đáp mã quát to một tiếng nói, qua đây, ta đánh ngươi một trận. Bạch Ngân mỉm cười nói, thỉnh huynh đài lĩnh giáo ngân phiến điểm huyệt tam thập lục thức của tại hạ. Hắn tung người đến trước mặt Hắc Kim, thi triển ra cái gọi là ngân phiến điểm huyệt tam thập lục thức, chỉ thấy thiết phiến đó của hắn không ngừng điểm loạn trên người Hắc Kim, há chỉ là 36 thức. Hai thiết quyền của Hắc Kim vung loạn, đánh đến không khí kêu vang vù vù. Chi là luôn luôn đánh không trúng người trước mặt này động tác của hắn quá chậm. Bạch Ngân cũng không biết làm sao với hắn, điểm trúng huyệt đạo trên người hắn đều không có tác dụng, kim trung cháo của tên nhà quê này đem tất cả huyệt đạo phong chết, nếu tìm không được cháo môn tử huyệt thì cũng như là đem thiết phiến điểm trên thiết bản, phản chấn đến tê tay bản thân, không khỏi nóng lòng sốt ruột, người liền chân tay lúng túng. Hắc Kim ngắm trúng cơ hội, liền bổ nhào tới trước, đem Bạch Ngân bổ ngã ra đất. Song quyền hướng tới mặt hắn đấm thẳng, quát to nói, tiểu bạch diện nhà ngươi, lại dám cùng ra ngươi cướp nữ nhân, đánh ngươi thành mặt heo. Hắc Kim lại đánh vài quyền, đến khi đem Bạch Ngân đánh đến xanh mũi sưng mặt mắt tỏa sao, hắn mới lại quát ra tiếng, đem Bạch Ngân trên đất nâng cao khỏi đỉnh đầu, hướng về dưới đài ném xuống, một tiếng phịch vang to quần hùng đã sớm để ra vị trí đủ một người nằm. Bạch Ngân rất lâu mới từ trên đất bò dậy, dùng chiếc quạt che mặt.
giống hệt như một thiếu nữ thẹn thùng lắc lư đi khỏi Vũ Phong Đường, Quần Hùng lại lập tức chiếm cứ vị trí để ra thì người đã đi vậy. Tứ Cẩu ở phía sau Quần Hùng thấy màn náo kịch này, tự nhiên nhớ đến tình cảnh trước đây cùng Hy Bình đánh nhau, cùng hiện tại cơ hồ không có giả khác nhau, nếu Hy Bình thấy xác định kêu hay, bởi vì Hy Bình tiểu tử này thích nhất đánh kẻ đần độn thế này. Hắn thấy Hy Bình còn ở trên ghế nằm mơ ban ngày, cảm thấy kỳ diệu vô cùng, hoàn cảnh ồn ào như thế, tiểu tử này lại có thể ngủ đến say như thế. Hai, bất luận làm gì, tên khốn này đều vượt người một bực. Khi Tứ Cẩu lần nữa nhìn tới lôi đài, trên đài mới thức thì vừa lên một vị thanh niên thân thể thấp bé giống như hầu tử, hắn đang như chế giễu nhìn Hắc Kim, dám thúi nói, đại khối đầu to con, ra ra ngươi ta đây là Ngọc Thục Lâm Phong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Không. Hắc Kim giơ nắm tay to bằng một cái đầu Tôn Vô Không, giận dữ nói, tiểu tử ngươi lông còn chưa mọc đủ, lại theo lão tử cướp nữ nhân, xem đại gia đem người đánh thành bánh thịt, lại đem ngươi xé thành sợi cho chó ăn. Một quyền của hắn hướng tới Tôn Vô Không đánh thẳng qua. Tôn Vô Không quả nhiên không thẹn làm con cháu của hầu tử, ở chung quanh Hắc Kim nhảy tới nhảy lui, khiến cho quyền của Hắc Kim rơi vào chỗ trống, cuối cùng ra sức đứng trên lôi đài thở hồng hộc không đánh được. Tôn Vô Không lại lách đến trước mặt Hắc Kim, hướng về hắn miệng cười hì hì gãi đầu làm trò. Hắc Kim giận đến kêu lên một quyền lại đánh thẳng ra, Tôn Vô Không vọt đến phía trước, đến trước quần của hắn, dùng tay nắm đúng quần của hắn. Hắc Kim giống như giết heo kêu to, đại gia, bỏ tay, xin đại gia bỏ tay. Ta chịu thua, ta không muốn nữ nhân. Nguyên lai chảo môn của hắn lại ở cái địa phương đó, Quần Hùng lại cười to một trận. Tôn Vô Không phóng thích Hắc Kim quả nhiên thủ tín, liền hướng dưới đài phóng xuống Quần Hùng tự nhiên lại nhường ra một chỗ trống, lại nghe được một tiếng kêu thảm ai ra, chỉ thấy thân người to lớn của Hắc Kim đè lên trên thân một nữ nhân xấu xí hơn 40 tuổi. Nữ nhân đó kêu lên, tử quỷ, Hà Tam cô ta xinh đẹp thế nào nữa, người cũng không thể dưới ban ngày ban mặt cứng rắn tới chứ. Mau dậy, cùng lão nương tìm một địa phương tốt, lão nương sẽ khiến người muốn sống tiên, muốn chết. Yêu chết lão nương. Qua, hòn trứng của ngươi không nhỏ nha. Quần Hùng thấy Hắc Kim bị nữ nhân già xấu đó xé đúng quần cúi lưng nắm lưng quần đi khỏi Võ Phong Đường, lại ngay tức khắc đem khối nền được đó dùng cước dẫm lên không thôi. Tôn Vô Không đánh đuổi Ngưu Ma Vương, khi cho rằng liền có thể cùng Thiết Phiến công chúa động phòng hoa chúc cùng nhau trải qua đêm xuân, từ dưới đài lăn lên một quả cầu tròn, lại là một quả bí đao lùn thấp béo mập. Tôn Vô Không hỏi, mày là người gì? Dám cùng lão Tôn ta giành nữ nhân sao? Tên mập ba cái quai hàm đó đáp, ta chính là Chu Nhất Giới. Tôn Vô Không cười nói, ngươi chẳng bằng ra sức gọi là Chư Bát Giới còn tính được. Chu Nhất Giới khổ não nói, ta vốn dĩ gọi là Chu Bát Giới, nhưng sau đó lại cảm thấy trên đời cũng không có giới gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một dạng là nhất định phải giới, vì thế liền cải danh là Chu Nhất Giới. Tôn Vô Không không rõ gãi đầu hỏi, a, một giới nào? Chu Nhất Giới vô cùng nghiêm túc nói, giới ăn. Toàn trường cười bảo, mẹ, tên này mập đến mọc ba tầng cằm, cái cổ cùng thân thể không cách nào phân rõ giới tuyến, cả thân người hoàn chỉnh một thể, cái thân béo phì đó đi trên đường o o lăn đi, còn con mẹ nó tự xưng giới ăn sao? Chu Nhất Giới không để ý tới châm biếm chửi rủa của mọi người, hắn từ trong y phục lấy ra một khối bánh to, cắn xé một miệng to nhai không ngừng, ngồm ngoàm ăn đến say mê hứng thú. Hắn vừa ăn vừa nói, mỗi lần ta vừa nghĩ đến giới ăn, luôn nhịn không được phải ăn gì, vì thế ta càng thấy được phải giới ăn. À, mùi vị không tệ, rất nhanh đem cái khối bánh to đó nuốt vào trong cái bụng giống như thùng mỡ của mình. Tôn Vô Không sốt ruột nói, trái bí mập, người ăn có đủ chưa? Ăn xong liền xéo đi. Chu Nhất Giới dùng tay lau miệng, cười nói, được, ta giờ liền cút đi. Thân thể giống như cầu tròn đó của hắn nhanh chóng hướng tới Tôn Vô Không lăn tới. Tôn Vô Không liền nhảy lên giữa không, lại thấy cầu người đó theo sát dưới chân, hắn đột nhiên đảo chuyển người lại, chân hướng trời, song chảo hướng xuống, chảo xuất ra rất nhiều chảo ảnh chụp tới Chu Nhất Giới, nhưng cầu thể lăn tròn của Chu Nhất Giới cũng chuyển đổi xuất ra rất nhiều quyền ảnh cùng cước ảnh. Thế là hai tên một mập một ốm này đều trên không trung tự xuất tuyệt chiêu giao thủ đại khái 4-50 chiêu, mới cùng rơi lên trên đất. Tôn Vô Không gãi đầu không ngừng, Chu Nhất Giới cũng là mùi phát tiếng hứ hứ. Hai tên rơi lên trên đất, nghỉ ngơi rất lâu, cũng chừng mắt nhìn nhau rất lâu. Tôn Vô Không một tiếng chói tai, hầu tông thần chảo liền hướng tới Chu Nhất Giới bổ qua,
Chu Nhất Giới cũng hứ to một tiếng, Chư Thị linh hồn nghênh tiếp lại, một gầy một béo đụng nhau tại một chỗ, liền không phân khiên nữa. Tôn Vô Không trên người Chu Nhất Giới hệt như gãi ngứa cào loạn không ngừng, Chu Nhất Giới cũng dùng miệng dầu của hắn trên người Tôn Vô Không ngồm ngoàm cắn không dừng. Quần Hùng dương mắt mà nhìn Hầu Tông Thần Trảo, Chư Thị linh hồn, quả nhiên có điểm giống. Một con khỉ đang cào, một con heo đang gặm, mẹ, trên đời lại có thể có loại võ công này sao? Hai người trên đài đấu đến khó bỏ khó phân, quấn cuộn không ngừng, một thanh niên dáng người trung đẳng sắc mặt phẫn nộ nhảy lên lôi đài, hướng tới hai người đang quấn cuộn một chỗ trên đất liền là một cước, đem hai nam nhân xấu xí 500 trước từng là sư huynh đệ, đã định trước không thể cưới nương tử mà đi làm hòa thượng này đá xuống dưới đài. Sau đó hướng tới Độc Cô Phách nói, Độc Cô lão gia, tại hạ Lương Tông Chánh, nhân nhìn không quen hai người này trên lôi đài càn quấy, bởi vậy không đợi bọn họ phân ra thắng bại, liền đem bọn chúng đá xuống, xin Độc Cô lão gia rộng lượng. Độc Cô Phách lộ vẻ tươi cười, nói, hành động này của thiếu hiệp chính là hành động chính khí, nào có tội chi chứ? Xin hỏi thiếu hiệp xuất thân môn phái nào? Lương Tông Chánh đáp, tại hạ sư thừa Thiên Sơn. Độc Cô Phách nói, a, nguyên lai là cao túc của Thiên Sơn phái, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trong lòng lại nghĩ, cửu ngưỡng cái địch, Thiên Sơn phái tính cái gì? Môn đồ của Tiêu môn phái danh không vang truyền lại muốn cưới tôn nữ nhi của ta sao? Thế nhưng là ra ngoài ý liệu, Lương Tông Chánh này lại có thể bằng một bộ Thiên Sơn kiếm pháp, liên tiếp đem võ lâm hào kiệt thượng đài đều đánh cho rớt đài, nói ít cũng có mấy chục người lên qua, lại không có một người thắng được hắn, đều trong 30 chiêu bị hắn đá đến rớt đài. Tiểu tử này là cao thủ trong cao thủ của Thiên Sơn phái trong vài chục năm trở lại đây, chẳng lẽ cầm nhi của ta thực sự phải gả cho hắn sao? Thấy phân lượng võ công hắn không tệ, cái kết quả này nên cũng là miễn cưỡng tiếp thụ được trong lúc tâm tư Độc Cô Phách như thế, Lương Tông Chánh lại đá rớt vài thanh niên thượng đài khiêu chiến, khiến người dưới đài không dám tùy tiện thượng đài khiêu chiến hắn. Ngay khi Lương Tông Chánh cho rằng bản thân sẽ phải thắng lợi, từ trên ghế đứng lên một người, lại có thể là Triệu Tử Huy. Cái này khiến Độc Cô Phách cùng Độc Cô Cầm trong lòng vui mừng khôn xiết oa, Triệu Tử Huy ra, thần đao môn nhị công tử tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, điều này cũng khiến nhiều nữ hiệp già trẻ dưới đài quan khán cuồng hô không ngừng. Tuy Triệu Tử không phải loại hình nam nhân anh tuấn, nhưng khuôn mặt tứ phương bát diện đó của hắn thêm vào dáng người khôi ngô lại thêm nụ cười mỉm dạng chiêu bài đó của hắn, cũng là đủ khiến nhiều thiếu nữ hiệp dưới đài động lòng. Mà Hoa Tiểu Ba vừa thấy Triệu Tử Huy xuất trường, càng là La Tọa Uy ca ca. Hoa Tiểu Ba đã di tình biệt luyến, hoặc giả nói căn bản thì nhìn không được Uy ca ca lên đài, tuy ngồi trên ghế không có ngủ, lại cũng nhắm mắt dưỡng thần, dù cho ngẫu nhiên mở mắt, cũng chỉ ngắm nhìn Hy Bình ngủ say bên người, sau đó có hơi mỉm cười, hoặc là ngồi dựa trên ghế nhắm hai con mắt mỹ lệ, không lý tới trước mặt có thể phát sinh bất luận chuyện gì. Hiện tại nghe được Hoa Tiểu Ba kêu Tọa Uy ca ca, nàng cũng không chút động lòng. Tất cả nữ nhân đều là thế này, khi yêu một người thì nhanh, quên đi một người cũng nhanh. Triệu Tử Huy lưng vác hai thanh đại đao, trên đài ôm quyền nói, tại hạ thần đao môn Triệu Tử Huy mong các hạ chỉ dạy vài chiêu. Lương Tông Chánh nghe được trong lòng chấn động, hắn biết người trước mặt này không phải dễ đối phó. Thấy khí thế của hắn bất phàm, hiện tại biết hắn là truyền nhân thần đao môn của võ lâm tứ đại gia tiếng tăm lừng lẫy, càng là không dám xem thường. Vừa nhân chiến thắng rất nhiều người mà hiện tại trên mặt lộ ra một chút kiêu khí toàn bộ thu hồi, còn thành một loại thần sắc ngưng trọng khác, chăm chú nhìn nam nhân hùng tráng trước mặt này. Triệu Tử Huy tiếp tục mỉm cười từ trên lưng hắn rút ra một thanh đao, tạo tư thế thỉnh mời. Lương Tông Chánh không khách khí nhắm thẳng phía trước, kiếm trong tay hướng tới mặt Triệu Tử Huy đâm ra ba kiếm, kiếm kiếm hung độc. Thân ảnh Triệu Tử Huy đột nhiên lùi lại, đao trong tay nhanh chóng chặt xuống ba đao. Mỗi đao chặt vào mũi kiếm của Lương Tông Chánh, khiến kiếm thế của hắn vì thế không thể ra, tiếp đó thi triển ra thần võ nhất bách linh bát thiền đao, chỉ thấy mỗi đao cương mãnh hữu lực, bổ đến Lương Tông Chánh chỉ có đánh cản ngăn không có lực hoàn thủ, thân hình từng bước lui về sau. Hoa Tiểu Ba dưới đầu thực sự hưng phấn đến so với hắn trong mơ gõ mâm sắt chén sắt còn phải hưng phấn hơn, bởi vì hắn cũng học đao pháp này, lại thế nào cũng dùng không ra 1/3 hiệu quả của Triệu Tử Huy. Đao pháp này trong tay Hoa Tiểu Ba quả thật thành tạp kỹ chơi đùa sướng hí, nhưng trong tay Triệu Tử Huy lại khó gặp địch thủ. Hắn thề rằng sau khi về nhà phải càng thêm siêng năng luyện bộ đao pháp này. Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn Hy Bình ngủ say như thế, nghĩ thầm,
nếu hắn thấy thần võ nhất bách linh bát thiền đao của Uy ca ca, khẳng định có thể xấu hổ đến không còn mặt mũi, lôi kiếp đao pháp gì đó của hắn, thì giống ca hát của hắn thối nát một dạng. Không, so với hắn ca hát còn phải thối nát hơn, nghĩ không được hắn lại có thể thành thư phu của Hoa Tiểu Ba ta, ai? Hoa Tiểu Ba lắc đầu, lại nhìn tới lôi đài. Lương Tông Chánh đã bị bước đến ven rìa lôi đài, mắt thấy liền phải đạp vào chỗ trống rơi lên trên đất, hắn giật nảy người, kêu dài một tiếng, thân người xoay tròn thẳng lên. Cùng lúc Lương Tông Chánh vọt lên trời, Triệu Tử Uy cũng tung bay lên theo, hai người trên không trung đao kiếm nghênh tiếp. Kiếm của Lương Tông Chánh đột nhiên biến thành nhu nhuyễn cực kỳ, giống hệt như rắn cuốn lấy đao trong tay Triệu Tử Uy, lại thấy đao Triệu Tử Uy hào quang đại thịnh, đem nhuyễn xà kiếm chấn rời thân đao, đồng thời trên không trung đạp ra một cước, đem Lương Tông Chánh đại kinh thất sắc đạp bay ngã rơi xuống chỗ trống dưới đài. Quần hùng có lòng lưu cho hắn cái này chính là báo ứng không sai, khi nãy hắn đem người khác đá rơi xuống đài, bản thân hiện tại cũng bị người khác đạp thành chó ăn phân. Thần uy của Triệu Tử Uy dẫn tới tiếng vỗ tay, tiếng kêu la của những nữ hiệp cùng nha hoàn dưới đài một trận tiếp một trận, rất lâu mới lắng lại. Thân thể to lớn đó của hắn trên lôi đài, trên mặt mang theo nụ cười mỉm chiêu bài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Song hắn thất vọng, lại có thể không có người dám khiêu chiến hắn. Kỳ thật quần hùng biết bỏ đi không nói thế lực gia tộc hắn, thực lực của bản thân hắn cũng là không thể xem nhẹ. Chỉ bất quá một bộ thần võ nhất bách linh bát đao giản đơn thì lợi hại như thế, nếu hắn thi triển ra nhật nguyệt luân hồi đao, há không phải không có người có thế chống sao? Quần hùng ước lượng phân lượng bản thân, thực tại không đủ cùng vị Triệu Tử Uy một trong võ lâm thất đại công tử này tranh đoạt tình nhân, cũng liền không có lòng dạ nào thượng đài bày cái kém cõi, dưới đài chờ đợi cơ hội kế. Độc Cô Phách thật là cười rơi răng già, bổn lai muốn tìm một tôn nữ tế có năng lực một chút liền hài lòng. Há biết Triệu lại thừa long khoái tế như thế. Đây thực chính là chuyện Độc Cô Phách ông ta đáng kiêu ngạo nhất trong đời, liền bèn lại nhớ đến Lôi lão ca bi ai của ông ta, tự nhiên có chút đắc ý. Lôi lão ca nha, Lôi lão ca, 100 tôn nữ tế của huynh cũng không bằng tôn nữ tế này của đệ. Độc Cô Phách cười từ trên ghế đứng lên, đi đến bên người Triệu Tử Huy, nói, còn có người hướng tới Triệu công tử khiêu chiến. Có không, tốt, lão hán hiện tại tuyên bố Triệu công tử là người thắng lợi cuối cùng. Sẽ lấy đại tôn nữ Độc Cô Cầm của lão làm vợ. Tiếp theo, vì tiểu tôn nữ Độc Cô Thi của lão chọn rể, xin mời. Quần hùng vừa muốn bắt đầu ngươi liếc ta, ta liếc ngươi như thế, chẳng ngờ trên ghế trên đài đã đi ra một người, lại là Tử Thanh Vân của Thiên Phong Bảo. Tử Thanh Vân là một nam tử phiêu giật cao người, tự nhiên so với Triệu Tử Huy hơn vài phần phong lưu hào phóng, còn đồng thời võ lâm tứ đại gia, một trong võ lâm thất công tử, đây khiến Độc Cô Phách càng thêm vui sướng. Cũng khiến một đám hiệp nữ tao nữ bên dưới cuồng hô. Đương nhiên, kết quả liền là không có người dám thượng đài khiêu chiến. Triệu Tử Uy cùng Tử Thanh Vân trong võ lâm thất công tử hôm nay đại xuất phong đầu, rất chơi trội, khiến Độc Cô Minh thân là võ lâm công tử rất không cam lòng, cơ hồ quên đi hôm nay là tỷ võ chiêu thân của ba thân muội muội, gần như muốn đứng ra thượng đài đại hiển thân thủ xuất phong đầu, đột nhiên nghĩ lại, ha ô. Hai tên kình địch tình trường này cưới muội muội ta, liền không tiện cùng ta tranh giành theo đuổi mộng hương, ta không phải liền có thể một mình ôm mỹ nhân về sao? Hơn nữa là một ôm hai, khà khà. Độc Cô Phách gần như cười rớt hàm răng này, như quả tiếp theo là lạc hỏa trong thập đại đệ tử của Đại Địa Minh, vậy ta hôm nay liền thực sự phát đạt. Ông ta cao hứng vạn phần tuyên bố Từ Thanh Vân giành được tiểu tôn nữ Độc Cô Thi của ông ta, sau đó trịnh trọng nói, hiện tại, vì nhị tôn nữ Độc Cô Kỳ của lão chọn rể Kỳ Nhi, qua đây cùng các vị anh hùng hảo hán diện kiến. Độc Cô Kỳ che mặt dường như không nghe, lộ ra hai con mắt linh động hướng về trong đám người không ngừng chăm chú nhìn. Độc Cô Kỳ ngồi trên ghế, tưởng chừng như kiến trên nồi nóng, đối với đả đấu phát sinh trước mắt, nàng căn bản không chú ý tới, hai con mắt từ lúc bắt đầu liền hướng tới trong đám người dưới đài tìm kiếm không ngừng, lúc bắt đầu không thấy được bất kỳ người nào bên cạnh Hy Bình, về sau đằng sau nhất của đám quần hùng thấy được bọn người Lôi Phượng Lôi Long. Lại còn không thấy là Hy Bình, cái này thế nào không kêu nàng nóng lòng sốt ruột chứ? Ai ra, quan gia này rốt cuộc có thể lại không chứ? Ngươi nếu không tới, kêu ta làm thế nào chứ? Ngươi nếu vô tâm với ta, hà tất trước mọi người ôm hôn ta chứ? Hồn người ta cũng đoạt đi, lại tiêu sái trốn đến một bên ngủ ngon giấc sao? Ngươi việc gì phải giày vò ta? Ta cả trái tim đều cho ngươi, ngươi phải minh bạch chứ, vì sao còn không ra cướp ta đi? Quan gia, người tại chỗ nào? Kỳ Nhi,
lại đây cùng các vị anh diện kiến. Độc Cô Phách đã là lần thứ ba lặp lại câu này, lại thấy tôn nữ này của ông ta mất hồn mất vía, bản thân rất tức giận. Độc Cô Kỳ cuối cùng tỉnh lại, rất không tình nguyện đến bên người Độc Cô Phách, đem mạng che cởi ra, khuôn mặt vừa vui vừa giận lập tức trình diện trong mắt quần hùng hoa, trong ba tôn nữ của Độc Cô Phách phải tính ra đây là xinh đẹp nhất, không biết ai có thể giành được nàng ta. Chưa đợi Độc Cô Phách ngồi lên ghế, rước đài liền nhảy lên một vị hoàn thượng cao lớn trên 30 tuổi, quần hùng vì thế náo động một vùng. Theo đó lên một lão già ngũ tuần rất gầy, hai người liền đối trận, quả thật khiến người võ phong đường cũng ngây ngẩn, hòa thượng với lão đầu, cũng lại đoạt mỹ. Độc Cô Phách vừa thấy, đúng là sôi gan, lại cũng ung dung thản nhiên, người càng già, thông thường mà nói càng có thể nén giận, nếu không không cẩn thận, lại cái cao huyết áp gì, chết còn nghĩ bản thân máu rất nhiều. Thiếu Lâm Viên Chánh thấy cũng hợp trưởng niệm, A-di-đà Phật. Quần hùng tự nhiên ồn ào đến kịch liệt. Lão già nói, hòa thượng, người không ở trong miếu niệm kinh, thế bào cũng chạy lại giành nữ hoa hoa chứ. Hòa thượng cười đáp, A-di-đà Phật, tục ngữ nói, miêu nhân tuy không kêu xuân, lại cũng trộm sao. Bát bảo hòa thượng ta tuy là người đi tu, lại cũng còn là nam nhân. Người nói, thực sắc tính dã. Phật lại nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hôm nay hòa thượng ta chuẩn bị tới sắc đại giai không, hà hà. Lão già hỏi, theo ngươi nói thế này, hòa thượng cũng có thể kiếm nữ nhân sao? Bát bảo hòa thượng đáp lại, Phật nói, lý sở đương nhiên, đương nhiên. Lão già cười hỏi, vậy ngươi sẽ không có hy vọng, ta thấy ngươi cũng đấu không qua Thiếu Lâm Viên Chánh đại sư, ông ta nếu cùng người đánh, người há trộm không được trái lại rước lấy một người sao? Viên Chánh ngồi trên ghế vội vàng nói, A-di-đà Phật, tội quá, tội quá. Bát bảo hòa thượng tựa hồ cũng có chút lo lắng, hướng tới Viên Chánh đại sư hỏi, uy, lão hòa thượng, ông có thể đánh với ta hay không? Viên Chánh mặt hồng tai đỏ, cả đầu chọc đều đỏ, liền giống như cái khăn van hồng của muội muội, ông ta vừa đại niệm Phật hiệu, vừa lắc tay nói, không dám, không dám. Bát bảo hòa thượng thần khí hiện rõ hướng về lão già nói, ông ta già, ở giữa không dùng, ngươi cũng là. Vừa già vừa khô, dám tới cản diễm phúc của Phật ra sao? Lão già cười lớn nói, thế nào? Không phục sao? Ra ra ngươi siêu hồn thủ điền vạn hữu ta chính là người già bảo đao không già. Hai tên vô lại các ngươi, dám ở võ đầu môn làm loạn. Còn không nhanh xuống đài cút đi. Lạc Hỏa gương mặt phẫn nộ lấy kiếm ra. Vóc người hắn trung bình, thân người đến vạm vỡ. Sự xuất hiện của hắn tịnh không dẫn đến ba động to lớn của quần hùng, thế nhưng những người ngồi trên đài này biết tình hình trong lòng hắn lại hết sức chấn động. Bát bảo cùng Điền Vạn Hữu đồng thời nhìn đến vị nam nhân chuẩn bị hoành đao đoạt ái này, hoảng hồn. Nam nhân này tuy bề ngoài không nổi trội, nhưng từ nhịp chân phiêu phù cùng khí thế của hắn nhìn lại, tất nhiên có luyện loại tuyệt kỹ kinh người. Hai người nhìn nhiên, dĩ nhiên quyết định liên thủ đánh bại Trình Giảo Kim này. Lại mỗi bên tự quyết ra thắng thua. Thế là, ngay khi Lạc Hỏa đi lại gần, hai người giống như có diễn luyện qua, già trẻ phát động công kích. Điền Vạn Hữu phi thân bổ qua, song chảo âm khí xâm xâm cào đến mặt Lạc Hỏa, thân người cao lớn của Bát Bảo vọt đến trước mặt Lạc Hỏa, song thiết quyền nhanh chóng mãnh liệt vô bì đánh tới hai sườn trái phải của Lạc Hỏa. Khi hai người lại gần Lạc Hỏa, chỉ cảm nhận được nhiệt khí bức người. Cùng một lúc, Lạc Hỏa rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ tươi, trước ngực cùng trên đầu xuất ra một vùng kiếm chiêu như vân tự hỏa, lại nghe được Bát Bảo cùng Điền Vạn Hữu kêu thảm liên tục. Lạc Hỏa thu kiếm, trên đất bốn bàn tay đứt máu chảy đầm đìa, bỗng đâu là quỷ trào cùng thiết quyền của Bát Bảo với Điền Vạn Hữu. Nơi bàn tay chặt đứt của hai người máu chảy không ngừng, trên đài lăn lộn gào khóc kêu to, Độc Cô Phách liền lập tức kêu ra tướng đem hai nhân sĩ ra tiến hành cấp cứu. Viên Chánh niệm kinh không thôi. Quần hùng lặng ngắt như tờ. Đây là sự kiện lưu huyết thảm liệt đầu tiên của hôm nay, khiến bọn họ kinh ngạc, bọn họ lại không cách nào nhìn rõ Lạc Hỏa xuất kiếm như thế nào, võ công hắn cao có thể nghĩ mà biết, cả rất nhiều cao thủ trên đài cũng vì thế động dung. Ai cũng đều không dám thượng đài khiêu chiến. Độc Cô Kỳ sắc mặt đại biến, hướng về trong đám người ra sức nhìn quanh, lại vẫn không thấy bóng dáng người trong tim Hy Bình lúc này còn đang trong giấc ngủ. Đỗ Tư Tư vừa thấy tình hình nguy cấp, vội vàng kêu tỉnh Hy Bình, hắn vào dụi con mắt say ngủ nói, Tư Tư, ta mới làm giấc mộng đẹp, nàng liền ồn ào làm tỉnh ta, chuyện gì quan trọng thế? Đỗ Tư Tư giận dữ nói, chàng tiếp tục không đi lên, Kỳ Nhi liền bị Lạc Hỏa cướp đi.
Thi Bình tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ nói, a, thì sao? Vậy thì nhường cho hắn đi. Đỗ Từ Từ dậm chân nói, Kỳ Nhi nếu bị Lạc Hỏa cướp đi, thiếp cũng không lý tới chàng. Nàng ta luôn chú ý tới Độc Cô Kỳ, bởi vì tình trạng của Độc Cô Kỳ nàng rất rõ, nàng không thể để Độc Cô Kỳ thương tâm hoặc có chuyện, suy cho cùng bọn họ là biểu thư muội. Thi Bình từ trên ghế nhảy dậy nói, không được, tiểu tử này quá hung hăng càn quấy, thế nào có thể cũng đem Tư Tư của ta cướp đi chứ? Hắn liền nế Đỗ Từ Từ hướng tới trên đài đi lại. Độc Cô Phách lại cười meo meo tuyên bố, Lạc Hỏa của Đại Địa Minh giành được, sẽ cưới lão. Chậm đã, thanh âm Hy Bình không chậm không gấp trong đám người vang lên. Độc Cô Bình kinh ngạc mừng rỡ hướng đến bên Hy Bình nhìn lại, tất cả người dưới đài trên đài đều đem mục quang tập trung trên người hắn, đồng thời để ra một con đường để hắn đi, theo phía sau hắn lại có thể một nhóm lớn người. Mẹ, nguyên lai là tiểu tử này. Trong quần hùng có người nhận ra hắn chính là nam nhân tại bữa tiệc thể hiện đép pháp thúi nát đó. Song nữ nhân trong đám người, bất luận là lão nữ thiếu nữ hiệp nữ tao nữ đều rất yêu hắn, nhìn thẳng đến chảy nước dãi, hận bản thân không thể chính là nữ nhân trong lòng hắn. Võ Lâm công tử trên đài vừa nhìn là hắn, đều giận đến muốn ram nhưng là không có cơ hội. Triệu Tử Uy cùng Tử Thanh Vân đã là danh hoa có chủ, Độc Cô Minh tuy là một tên quang côn, lại cũng rõ ràng không thể cùng nam nhân khác tranh giành thân muội muội của mình, bởi vậy kết quả cuối cùng, chỉ có thể hận đến nghiến răng, thanh âm liền giống như nửa đêm ba canh nghe được con chuột cắn xé gì, kéo kẹt vang không ngừng. Độc Cô Phách giống như bị người từ ngực đánh một quyền, giận đến cơ hồ hộc máu, bỗng chốc còn theo đó thở không ra. Thói đời gì chứ, ngoại tôn nữ của ông ta mặc ý thuận theo tên tiểu tử đần độn đó ôm lấy, hơn nữa còn muốn thượng đài cướp thân tôn nữ của ông ta sao? Ông ta không màng tất cả kêu lên, Lạc Hỏa sẽ cưới lão. Ra ra, người không thể như vậy, còn có người khiêu chiến. Độc Cô Kỳ trên ghế kháng nghị kêu lên. Độc Cô Phách đột nhiên ngầm hiểu thân tôn nữ này của ông ta yêu thích đổ bị thịt bảnh bao vô bì này. Bị thịt, hà, ta thế nào quên đi chứ? Sẽ để Lạc Hỏa giáo huấn hắn một trận, để hắn đoạn thủ đoạn cước thậm chí đoạn hồn, xem hắn còn thế nào quyến rũ tôn nữ của ta. Đế như thế. Lôi lão ca cũng không cách nào trách ta, ai kêu tôn nữ tế khốn nạn của huynh ất bất học vô thuật lại không biết tốt xấu chứ. À, thì thế này. Thế là, Độc Cô Phách lại mỉm cười quay về ngồi trên ghế. Nụ cười mỉm đó, khiến người ta nghĩ ông ta nhân vì Hy Bình đứng ra khiêu chiến Lạc Hỏa mà cao hứng không sai, là rất cao hứng, bất quá bởi vì Hy Bình sẽ bị Lạc Hỏa đánh một trận mà cao hứng. Hy Bình lại đến trước đài, đem Đỗ Từ Từ bế nâng lên đài. Hắn liền học giống như hắc kim bò nhảy lên trên lôi đài. Động tác của tên nhà quê này tự nhiên gây cho quần hùng cười vang, cả người trên đài đều cười, ai cũng không minh bạch tên không biết võ công này lại có thể khiêu chiến Lạc Hỏa võ công cao cường. Độc Cô Kỳ cũng vì hắn lo lắng, Hoa Tiểu Mạn cùng Phong Ái Vũ những người này càng là vì hắn nơm nớp lo sợ, Lôi Phượng nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị tùy lúc cứu giúp Ái Lang. Chỉ có Lãnh Như Băng cùng Tứ Cẩu, Lôi Long ba người biểu hiện so ra bình tĩnh. Bọn họ biết, nam nhân xem ra không biết võ công này, thực chất bên trong lại là cường hãn vô bì. Hy Bình đem Đỗ Từ Từ bế đến trên chiếc ghế bỏ không vốn phải để cho Lưu Phượng, vừa muốn quay người, Đỗ Từ Từ lại đem hắn kéo lại, nói cẩn thận một chút. Hy Bình trước mọi người hôn nàng một cái, mỉm cười nói ta còn muốn nàng sinh cho ta vài bảo bối nữ nhi nữa. Nói xong, quay người hướng tới lôi hỏa giữa đài đi tới, đến trước mặt Lạc Hỏa. Hỏi, ngươi thích đánh tay không hay là sử dụng đao kiếm? Lạc Hỏa khinh miệt nhìn hắn, khinh rẻ cười nói, tùy tiện. Hy Bình nói, chúng ta đánh tay không? Đao kiếm không mắt, ta sợ thương ngươi. Hắn lập tức đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay cường tráng hữu lực của hắn, bày ra cách thức hẻm kém đánh lộn của người dưới quê đó, khiến người tại trường hô hố cười ra, người của Lôi Phượng bên này cũng cảm thấy xấu hổ. Giống hệt như xưa kia. Hy Bình nhân trong lúc Lạc Hỏa không giới bị, tấn công hung bạo, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng còn là bị Lạc Hỏa nhẹ nhàng né tránh, đồng thời đá ra một cước ngang trời, đem thân người to lớn của Hy Bình đá rớt xuống đài. Theo sau thân ảnh Hy Bình bay ra, một vùng tiếng kêu la vang lên, bốn năm nhân ảnh bắn tới, quần hùng nhao nhao né tránh, chỉ thấy Hy Bình nằm thẳng trên đất, nhắm chặt hai mắt. Lôi Phượng, Lôi Long, Tư Cẩu. Lãnh Như Băng cùng Đỗ Từ Từ đều tụ lại quỳ xuống xem xét thương thế của hắn, Lan Hoa Bích Nhu cũng đỡ Phong Hoa Lưỡng Nữ qua, Hoa Tiểu Ba dẫn theo Tuyết Nhi theo sau.
Tuyết Nhi vừa thấy được Hy Bình nằm trên đất, bổ đến trên người Hy Bình khóc nói, phụ thân, người tỉnh lại. Lúc này, các nữ nhân khóc thì khóc, lưu lệ thì lưu lệ. Đột nhiên, Hy Bình nằm trên đất mở hai mắt, hôn Tuyết Nhi trong lòng, hỏi Tuyết Nhi ngoan của phụ thân thế nào khóc chứ? Mọi người thấy Hy Bình tỉnh lại đồng thời có nói có cười, biết hắn không chuyện gì, đều chuyển nướn mắt thành giận. Đỗ Tư Tư nói, sớm biết chàng không hiểu võ công, thiếp sẽ không bức chàng đi đánh lôi đài. Ai, Kỳ muội, chúng ta cũng đành bất lực. Đỗ Tư Tư không nhịn được nhìn lên trên đài, chỉ thấy Độc Cô Phách cười mỉm đi ra. Độc Cô Kỳ lại trên ghế khóc thành đẫm nước mắt, nàng ta trong khoảnh khắc Hy Bình bị Lạc Hỏa đá ra, kinh hãi kêu một tiếng, liền muốn bay vút qua xem kết cuộc, nhưng bị Độc Cô Phách ngăn trở. Độc Cô Phách vui vẻ tuyên bố, Lạc Hỏa sẽ cưới lão. Chậm đã, nói xong, Hy Bình đã đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi bám trên người, lẩm bẩm nói, về sau đem công phu quyền cước luyện cho tốt một chút, nếu không luôn bị người khác lợi dụng lúc ta không chú ý đem ta đá ra rất xa, quả thật có tổn hại thể diện của quyền vương ta. Ngươi còn lắm lời, hại người ta lo lắng chết đi. Cơ hồ tất cả nữ nhân đều nói như thế. Lãnh Như Băng lại nhớ đến lúc lần đầu cùng Địa Ngục Môn phát sinh tranh đấu, Hy Bình cũng là bị một cước đá đến dưới đại thụ, sau đó hắn liền ngồi tại đó điềm nhiên như không quan sát nàng cùng mười mấy đại hán chiến đấu, người này. Độc Cô Phách trên đài giống lên, Hoàng Hy Bình, người đã bại, người còn muốn làm gì chứ? Hy Bình làm ra vẻ nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, sau đó giả vờ không hiểu hỏi ta bại sao? Ai nói thế? Nói xong, hắn không lý tới kháng nghị của những nữ nhân, chuyển thân uốn eo lần nữa đem Đỗ Tư Tư bế lên lôi đài, từ trong tay Tứ Cẩu tiếp lấy Liệt Dương chân đao, bế Đỗ Tư Tư đến trên ghế. Triệu Tử Uy bên cạnh mỉa mai nói, người căn bản không xứng dùng đao. Hy Bình cười lạnh nhìn hắn một cái, hướng tới Đỗ Tư Tư nói, Tư Tư, ta nói cho nàng hay một chuyện, mẫu thân ta từng nói với ta, khiến ta vô luận ra sao, không được thương hại bất kỳ trái tim nào yêu ta, nàng hiểu không? Khi hắn lần nữa quay người, trên mặt đã giống như ma ảo phác họa ra một nụ cười lạnh, trong mắt bắn ra một loại thần mang như quỷ mị tự tiếu phi tiếu. Trong mắt quần hùng, sau khi khí chất cùng khí thể của hắn chuyển biến, liền giống như một ma thần tuấn mỹ vô bì. Tứ Cẩu dưới đài lẩm bẩm nói, không quản các người tin hay không, ta đều phải nói cho các người hay, khi hắn lộ ra vẻ tươi cười giống như ác ma, trong lòng của hắn cũng liền cuồn cuộn đấu trí cùng lực lượng giống như biển lớn, hắn lúc này đây, là chiến vô bất thắng. Lãnh Như Băng tin tưởng lời hắn. Độc Cô Phách có chút kinh hoàng nói, người đã bại, không có tư cách yêu cầu so tài nữa. Hy Bình lãnh nhiên nói, trong cả đời ta đây, ta còn chưa có bại qua Lạc Hỏa, rút kiếm. Lạc Hỏa sớm cảm giác được Hy Bình tán phát khí chất cùng khí thế không giống với mới rồi, theo lời rút thanh kiếm hồng tươi đó của hắn ra. Độc Cô Phách cảm thấy được khí lưu mạnh mẽ hình thành giữa hai người, ông ta biết nói nữa cũng vô dụng, chiến thế này chắc chắn tiến hành, chỉ đành quay về ngồi trên ghế. Ông ta nghĩ không minh bạch, vì sao sau khi khí chất Hy Bình chuyển biến, từ trên người hắn có thể phát ra khí thế mạnh như thế. Lạc Hỏa đã rút kiếm chỉ tới Hy Bình, sắc diện ngưng trọng. Hy Bình chậm chập rút ra Liệt Dương chân đao, bày đao chi hồn ra. Trong quần hùng có rất nhiều người thấy qua chiêu này, lúc này thấy vẫn cảm giác buồn cười. Hoa Tiểu Mạn lo lắng hỏi, huynh ta không thể có chuyện chứ? Không có người trả lời hắn, bọn người Lôi Phượng đều thần sắc khẩn trương nhìn hai người trên đài. Kiếm của Lạc Hỏa lấp lánh thải mang đỏ tươi, quần hùng đột nhiên cảm giác không khí xung quanh biến thành hừng hực, càng lúc càng nóng hơn. Chỉ có Lạc Thảo hiểu rõ đây là nhiệt xí hỏa vân kiếm Lạc Hỏa sẽ thi triển tán phát ra khí kình tạo thành. Nàng thực sự có chút lo lắng cho Hy Bình, tuy nam nhân này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng nam nhân hùng tráng tuấn mỹ vô bì này, khiến mỗi nữ nhân thấy đều có thể động lòng trắc ẩn. Nhưng nàng cũng kinh ngạc nhìn thấy, quái đao ám hồng trong tay Hy Bình đó, lại cũng có thể nuốt ra nhả ra quang mang như thái dương, thậm chí bên trong lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được tiếng sấm rền. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Ngay khi Lạc Thảo còn kinh hồn chưa định, động tác Hy Bình như thiểm điện nổi lên, theo sau thế đi nhanh chóng mãnh liệt của hắn, tiếng sấm nổi dậy. Cùng một lúc, Lạc Hỏa đối diện với Hy Bình cũng giống như một phiến hỏa vân tung bay bắn qua. Hai người gặp nhau giữa không trung, thân người cao lớn của Hy Bình vung mạnh lôi kiếp thần đao cường hãn, giống như một đạo thiểm điện bổ xuống trước mặt cùng đỉnh đầu của Lạc Hỏa.
Kiếm chiêu nhiệt xí hỏa vân kiếm của Lạc Hỏa vung ra tựa như tường lửa ngăn cản không trung trên đỉnh đầu trước mặt hắn, ngăn chặn lôi kiếp đao chiêu của Hy Bình, song còn bị đao thế mạnh mẽ của hắn bước đến thoái lui không ngừng. Lạc Hỏa nguyên nghĩ đao thế của Hy Bình trung quy có một lúc dùng hết, đến khi đó hắn liền ngắm chuẩn thời cơ phản công, nhưng một đao của Hy Bình so với một đao nhanh chóng mãnh liệt hơn, tựa hồ vĩnh viễn không cạn kiệt. Thẳng đến lúc này, hắn mới thấy được tình hình không hay. Bản thân dưới tấn công mạnh mẽ của Hy Bình, căn bản không cách nào hoàn kích. Nhiều lần muốn thoát khỏi đao ảnh của Hy Bình, lại bất luận động tác lùi tránh nhanh chóng như thế nào cũng né không ra đao chiêu Hy Bình bổ xuống, chỉ đành bất chấp phung kiếm ngăn cản, hoàn toàn vào trạng thái bị động chịu đòn. Trong mắt quần hùng nhìn lại, hai người trên đài thì như hai đoàn hỏa vân không cùng màu sắc, một đoàn đuổi theo một đoàn chạy, đồng thời, cảm giác được tiếng xung rung tai, như để thân vào trong lò lửa. Thân ảnh lui tránh của Lạc Hỏa trên đài đột nhiên tăng tốc, kiếm trong tay vung ra thêm nhiều hỏa diễm, cả người như đoàn lửa tháo chạy lên giữa không, muốn lấy thế thoát khỏi đao thế công kích vĩnh viễn không hết của Hy Bình, từ đấy tiến hành phản kích. Lạc Hỏa người đến giữa không trung, lại như hỏa cầu lăn chuyển phương hướng, hướng đấy lăn bắn xuống, nhưng Hy Bình vốn phải trên lôi đài lại không thấy tung tích. Lạc Hỏa trong lòng rất sợ, lập tức cảm giác được khoảng không phía trên bản thân tiếng sét ấm vang, đao kình như núi ép xuống. Hắn mạnh mẽ ở không trung đảo ngược thân lại, vừa nhìn, đao của Hy Bình đã hướng đến đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Nguyên lai Hy Bình khi Lạc Hỏa tháo chạy lên trên, tiếp đó lôi kéo đao thế, thiểm điện chi túc thuận thế mà đi, phát sau đến trước, trong nháy mắt vượt qua Lạc Hỏa, hơn nữa từ phía trên hắn bổ thẳng xuống một đao. Sau khi Lạc Hỏa rất kinh hãi, kiếm cùng bao kiếm trong hai tay đồng thời giơ quá đầu dao chéo một nơi, thế này hướng tới Hy Bình đương đầu một đao bổ xuống đó. Đao, kiếm, bao vừa tiếp xúc, cường quang bạo trướng, khí thế mạnh mẽ cùng sức nóng hướng tới xung quanh bành trướng, quần hùng bị bức bách lùi lại rất nhiều bước. Lạc Hỏa ngực chấn động, hai cánh tay như giật điện tê lên, thân thể nhận lấy áp lực cường đại trùng kích mà nhanh chóng rơi xuống. Phút chốc, tiếng sấm cùng sức nóng đồng thời biến mất. Chỉ thấy lôi hỏa sắc diện trắng bệch đứng trên lôi đài, hai tay phân biệt nắm kiếm cùng bao kiếm yếu đuối rủ xuống. Liệt dương chân đao của Hy Bình như thái sơn áp đỉnh dừng lại cách đỉnh đầu hắn hai ly. Lạc Hỏa bại. Hy Bình quay đao vào bao, một nhân ảnh như điện bắn tới hắn, lại là Từ Phiêu Nhiên của Thiên Phong Bảo. Ông ta chăm chú nhìn Hy Bình lạnh lẽo nói, ngươi là người gì của huyết ma? Huyết ma, quần hùng kinh hãi thất sắc. Mấy nhân ảnh nhanh chóng bắn tới Hy Bình, tới tấp rút kiếm vây lấy Từ Phiêu Nhiên, lại là Lôi Phượng, Lôi Long, Lãnh Như Băng cùng Tứ Cẩu. Ngay cả Hoa Tiểu Ba cũng theo sau một bước, hướng tới Từ Phiêu Nhiên chừng mắt nên biết, Hy Bình thời khắc này chính là người Hoa Tiểu Ba sùng bái nhất, ai dám động tới thần tượng Kiên Thư Phu của ta chứ? Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Uy cũng nhanh chóng vọt qua, khi hai bên đang chuẩn bị giao chiến, Hy Bình nhìn Từ Phiêu Nhiên một cái, cười lạnh ra tiếng, hướng tới Độc Cô Kỳ đi tới. Hắn bế Độc Cô Kỳ từ trên ghế lên, kiên quyết nói, theo ta đi. Độc Cô Phách lại không có ngăn cản. Hy Bình quay đầu nhìn nhân mã hai bên trên đài, rất không quan tâm nói, Phượng Nhi, nơi đây không có chuyện của chúng ta quay về. Nói xong, hắn bế Độc Cô Kỳ nhảy xuống lôi đài, tay chống không bế Tuyết Nhi lên, thẳng tiến rời khỏi võ phong đường. Sau khi Hy Bình đám người này rời khỏi, Độc Cô Phách ra tuyên bố kết quả cuối cùng, đồng thời chuẩn bị ngày mai vì ba tôn nữ cử hành hôn lễ. Sau đó, mọi người liền đều tự tản mạn rời đi. Độc Cô Phác dẫn theo Độc Cô Ưng Phu Phụ, Độc Cô Minh, Phong Tự Lai, Âu Dương Nam Thiên quay vào trong nội sảnh của võ đầu môn. Nói thực, hôm nay tuy xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, Độc Cô Phách còn cao hứng nhiều hơn là tất cả tình cảm khác. Lôi kiếp đao pháp quá bá đạo, Độc Cô Phách thở dài nói. Độc Cô Minh không thông suốt hỏi, bình thường thấy hắn giống như một điểm võ công đều không biết, thế nào liền đột nhiên biến đến đáng sợ như thế chứ? Độc Cô Phách đáp. Gia Gia cũng không minh bạch, Gia Gia chỉ biết đây là lôi kiếp đao pháp 80 năm trước uy chấn Đại Giang Nam Bắc, là đao pháp tổ truyền của Lôi Gia Gia ngươi. Từ lúc phụ thân Lôi Liệt của Lôi Gia Gia ngươi sáng tạo đao pháp này, trừ Lôi Liệt ra thì không có bất kỳ một người nào có thể luyện thành, không ngờ hiện giờ từ trong tay tên tiểu tử hồ đồ dùng ra, không trách được Lôi Lão Ca có thể đem tôn nữ gả cho hắn, quả nhiên là nhãn quang độc đáo. Bất quá! Hiện tại cũng thành tôn nữ tế của Độc Cô Phách ta ông ta trong lòng thêm một câu. Âu Dương Nam Thiên thở dài nói, Lôi Lão Ca không thẹn là đại ca của chúng ta,
có thể bồi dưỡng ra chủng loại đặc biệt thế này. Độc Cô Minh liền nói, tiểu tôn hôm qua cùng tứ cầu đánh một trường, dùng 6-7 thành công lực mới đánh bại hắn. Độc Cô Phách chăm chú nhìn hắn rất lâu, hỏi, hắn dùng là võ công gì? Độc Cô Minh đáp, hắn dùng là một cây kim thương, khi tiểu tôn cùng hắn đối trưởng, trưởng kình của hắn cường đại vô bì, ngưng mà không tán. Âu Dương Nam Thiên kinh ngạc nói, đây là phách phương thương của Lương Tiêu cùng oanh thiên trưởng của Vương Mãnh, xem ra một đám bọn chúng tuy là trẻ tuổi, võ công lại không thể xem thường, nhìn ra được võ công của Lôi Phượng cùng Lãnh Như Băng chỉ cao không thấp, tổng thể thực lực của bọn chúng không yếu nha. Độc Cô Phách nói, ta vốn cho rằng Hoàng Hy Bình đó chỉ là một đồ bị thịt, lại chuyên thích làm những trò giống tuếch, bởi vậy lúc ban đầu rất có chút ý kiến, giờ đây xem ra hắn còn xứng làm tôn nữ tế của Độc Cô Phách ta. Độc Cô Minh lại nói, ra ra, từ từ cùng Ái Vũ xem chừng đều cùng hắn. Độc Cô Phách hướng về hắn xua tay, ngăn hắn nói tiếp, sau đó nói, cái này ta rõ ràng, không biết tiểu tử này dùng thủ pháp gì, thân tôn nữ ngoại tôn nữ của ta đều bị hắn dụ dỗ, ngoài ra còn có một đám nữ hoa hoa xinh đẹp, ai, người trẻ tuổi bao giờ cũng phong lưu. Thê tử của Độc Cô Ưng Ngũ Tú Vân đột nhiên yếu ớt nói, tiểu tức có thể lý giải bọn chúng. Hoàng Hy Bình đó là nam nhân có mị lực nhất tiểu tức từng thấy qua, khi hắn cùng Lạc Hỏa đối trận, tiểu tức đều tim đập thình thịch. Mọi người thần tình dị dạng nhìn bà ta lại thản nhiên đối diện, giống như câu nói của bà ta là tự nhiên nhất trên đời, mọi người cũng dường như ngộ ra gì. Đích xác, nhớ lúc ấy có những thiếu nữ cùng nha hoàn quan khán lại có thể vì hắn choáng ngã, liền biết mị lực cùng phách lực của người này không thể đề kháng như thế nào, quả thật có thể được xưng là thiên địch của nữ nhân. Thiên địch của nữ nhân, Độc Cô Minh hoảng hồn, hai nữ nhân của Minh Nguyệt Phong, có thể cũng bị hắn câu hồn đi không? Lo lắng của Độc Cô Minh tạm thời dư thừa, lưỡng nữ của Minh Nguyệt Phong tịnh không có bị Hy Bình câu hồn đi, mà là đi về trong phòng của bọn họ. Lúc này, Bảo Nguyệt hỏi Mộng Hương, tiểu thư, khi tên vô lại đó cùng Lạc Hỏa đối trận, làm thế nào có thể biến thành giống một người như thế? Mộng Hương không có đáp nàng ta, lại hỏi, Bảo Nguyệt, muội có phát giác hắn ta giống một người không? Bảo Nguyệt nhất thời nghĩ không ra, hỏi, giống ai? Mộng Hương xa xôi nói, ta luôn luôn cảm thấy hắn cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không được hắn giống ai, hoặc giả sau này ta có thể nắm bắt rõ ràng loại cảm giác này. Bảo Nguyệt lại hỏi, tiểu thư, huyết ma là người gì thế? Mộng Hương đáp, sư phụ chưa hề đề cập qua người này, ta đối với rất nhiều người trong võ lâm đều rõ cả. Duy độc đối với huyết ma biết rất ít, chỉ biết hắn là một đại ma nhân 20 năm trước oanh động võ lâm. Bảo Nguyệt trầm tư một hồi, nói, vậy, Từ Phiêu Nhiên vì sao có thể hỏi quan hệ của hắn với huyết ma chứ? Mộng Hương mắt hàm thiếu ý nhìn Bảo Nguyệt, hỏi, hắn là ai? Bảo Nguyệt ngẩn người, không chịu giận dữ nói, tiểu thư. Từ Phiêu Nhiên thần sắc nghiêm túc trong phòng thong thả qua đi lại, Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Huy trong phòng ông ta giống hệt là thần sắc ngưng trọng. Từ Thanh Vân phá vỡ chấm mặc, hỏi, phụ thân, người nói hắn giống đại cửu nhân huyết ma của chúng ta sao? Từ Phiêu Nhiên hít dài một hơi miệng, đáp, khi ta vừa thấy hắn liền cảm giác được rất quen thuộc, hiện giờ nhớ lại, hình dáng của hắn rất giống huyết ma, cho người cảm giác trầm trọng như núi, đồng thời có nhịp bước kiên định như sắt, đây là ấn tượng cường liệt huyết ma lưu cho mỗi một người nhìn thấy qua hắn. Nhưng, khuôn mặt của hắn rất không giống, huyết ma không có tuấn mỹ của hắn. Cũng tuyệt không thể cười với người, ta trước giờ chưa có nghe nói huyết ma cười qua, một đời hắn ta là một truyền thuyết tàn khốc, chính là một dạng giống như huyết sát chân quân sư phụ hắn. Khoảnh khắc Hy Bình đánh bại Lạc Hỏa, mặt hướng tới ta, nhãn thần của hắn cùng huyết ma giống nhau vô cùng, tuy trong nhãn thần đó nhiều hơn một chút nguyên tố tồn tại ta không rõ, nhưng có thể nói, hắn cùng huyết ma không giống có quan hệ tầm thường. Triệu Tử Uy hỏi, Từ Thức, người chi rằng hắn là đồ đệ của huyết ma sao? Từ Phiêu Nhiên đáp, cũng có khả năng là nhi tử của huyết ma. Từ Thanh Vân hoài nghi hỏi, phục thân, đây có khả năng sao? Huyết ma họ Lâm, hắn họ Hoàng mà. Từ Phiêu Nhiên lẩm bẩm nói, chỉ mong là ta sai. Hy Bình sau khi đánh bại Lạc Hỏa, ấm Tuyết Nhi, ôm Độc Cô Kỳ, dẫn theo một đám người trở về túy nhân cư. Nguyên nhân rất nhiều người tối qua không được ngủ ngon, Lôi Long, Bích Nhu, Tứ Cẩu, Lan Hoa đều từng người quay về trong phòng của bọn họ bổ sung giấc ngủ. Hoa Tiểu Ba tinh thần ngược lại tốt, chỉ là chúng nữ không đồng ý hắn lưu lại trong phòng Lôi Phượng, hắn không có nơi để đi, liền cũng quay về đang thân cư thất của mình che đầu ngủ ngon.
Trong phòng Lôi Phượng chật ních người. Phòng Ái Vũ cùng Hoa Tiểu Ba nằm trên giường, Hy Bình bế Tuyết Nhi ngồi ở mép giường. Bốn nữ nhân ngồi vây quanh cái bàn dùng nhãn thần thấy quái vật nhìn chăm chằm Hy Bình. Hy Bình vừa làm trò với Tuyết Nhi, vừa hướng tới bọn họ hỏi, các nàng nhìn đủ chưa? Lãnh Như Băng hỏi, chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Hy Bình cười cười, nói, Băng Băng, nàng qua đây. Bàn tay hắn vỗ vỗ mép giường, ý Lãnh Như Băng qua cùng hắn ngồi một chỗ. Lãnh Như Băng hờ hững hỏi, chàng không phải lại muốn giở trò với người ta đấy chứ? Hy Bình không có ý tốt nói, thực sự không qua sao? Tư Tư, nàng tới đây. Đỗ Tư Tư cũng do dự không quyết, Tuyết Nhi lên tiếng phụ họa nói, mẫu thân, phụ thân kêu người qua, mẫu thân mau qua đi. Đỗ Tư Tư thẹn đỏ gương mặt, cúi cá đầu đẹp đi qua, đến được trước mặt Hy Bình, bị hắn một tay ôm ngồi xuống bên cạnh. Sau đấy, Hy Bình đem Tuyết Nhi giao cho nàng bế, bản thân đứng lên hướng tới Lãnh Như Băng đi lại, bế Lãnh Như Băng lại trở về ngồi cạnh mép giường. Hắn bế Lãnh Như Băng mỹ nhân nhi này ngồi nghiêng trên hai chân, hôn khắp nơi thịnh vượng. Cười hỏi, Băng Băng, bộ dạng này đủ đàng hoàng chưa? Lãnh Như Băng quả thật không có mặt nhìn người, vùi đầu vào lòng ngực hắn, cũng không khôi phục lại bộ dạng lạnh băng băng đó của nàng. Trước mặt bất luận người nào, nàng đều có thể bảo trì thần sắc giống như lãnh tĩnh và băng xương của nàng, nhưng chỉ cần vừa đối diện Hy Bình, tất cả băng giá của nàng đều bị đá nát. Lôi Phượng hỏi, Hy Bình, chàng thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như thế chứ? Hy Bình tự đại đáp, ta ban đầu đã thiên hạ vô địch. Độc Cô Kỳ giận nói, chàng còn nói. Lúc chàng bị lạc hỏa đá bay đi, người ta rất lo lắng vì chàng. Hy Bình cười nói, đó là ta nhường hắn. Vì chứng tỏ bản sắc cao thủ của ta, trước khi đánh người, ta đều có thể nhường đối thủ một hai chiêu. Hắn nói đến rất là thuyết phục nhất hồi sự. Như thế, hắn vĩnh viễn đều không thể thừa nhận hắn bị người khác đá bay, dù cho thừa nhận. Cũng là thừa nhận hắn là cố ý để người khác đem hắn đá bay, nếu không phải hắn thả cho, ai có thể đá bay hắn quyền thần này chứ? Các nữ nhân cười cũng không được chửi cũng không xong. Lãnh Như Băng nói không sai, người này bình thường thì giống như tên vô lại hoặc giả tiểu hài, da mặt dày đến chết người, hoặc giả căn bản không biết tu sĩ là thứ gì. Nhưng, đúng là một người thế này, tại loại thời khắc nào đó, lại có lãnh tuấn như hắc thiết cùng lực lượng bất khả tư nghị. Song vô luận hắn là một loại đặc chất nào, đều là bọn họ vô phương kháng cự. Lôi Phượng cười hỏi, chàng không có chờ Độc Cô Gia Gia nói một tiếng liền đem tôn nữ nhi xinh đẹp của Gia Gia ôm đi, chàng không sợ Gia Gia nổi giận hay sao? Hy Bình nói, dù sao ông ta cũng đều đã tức giận, lại giận nhiều thêm một chút cũng không sao cả. Kỳ kỳ của ta đều không giận, bị ta bế đi lại không phải ông ta nổi giận đường nào chứ? Độc Cô Kỳ cả mặt ủ rủ nói, ai nói thiếp không có giận chứ? Thiếp hận không thể đánh chàng một trận, chàng biết hay không, thiếp rất lo chàng không tới a. Hy Bình kêu oan nói, nàng lại không phải không biết, ta đêm qua tăng ca, một đêm không được ngủ, lúc trời sáng mới vừa ngủ, liền bị biểu thư nàng gọi tỉnh. Này, Tư Tư, không phải thế này sao? Đỗ Tư Tư nghe hắn vừa nói, tự nhiên nhớ tới chuyện y phục vì hắn sáng sớm. Hai con mắt xinh đẹp u oán chừng mắt nhìn hắn, thiếp không biết. Hy Bình tâm thần vì thế liền say, thực sự muốn ôm nàng làm một trường lớn. Độc Cô Kỳ không hiểu hỏi lại, tăng ca. Hy Bình cười giải thích, tối qua ta đem bốn người bọn họ đánh một trận, nàng không nhìn thấy Ái Vũ cùng Tiểu Mạn ngủ không đủ thêm mê mỏi quá độ sao. Tuyết Nhi tự ra vẻ thông minh nói, phải nha, tối qua phụ thân đánh các A-di đến rất thảm, A-di kêu không ngừng. Hải Tuyết Nhi đã không có ngủ ngon giấc ra. Xì vài tiếng, chúng nữ cười lên. Độc Cô Kỳ cuối cùng minh bạch toàn bộ, sắc mặt Phượng Hồng Nguyết nhìn Hy Bình, cúi đầu không nói. Cái gì mà, nguyên cả đêm, kêu không ngừng, không trách được bộ dạng gai người bọn hữu khí vô lực, nguyên là oan gia này. Đến lúc ta có lẽ cũng giống như bọn họ hay không? Đấy, không làm, xấu hổ muốn chết. A ra, Hy Bình kêu thảm một tiếng. Nguyên lai là bị Hoa Tiểu Mạn cắn một phát vào eo hắn. Hy Bình nói, Tiểu Mạn, nàng đêm qua cắn còn chưa đủ sao? Nhìn không ra nàng nhỏ tuổi nhất, lại là hung nhất, tối nay phải chơi đùa nàng đến cả sức lực cắn người đều không có mới được, hì hì. A, Tiểu Mạn, tự nhiên lại là nụ hôn môi đỏ của sói. Lãnh Như Băng trong lòng hắn cười đến thân người xinh đẹp rung loạn, nói Tiểu Mạn, hôn hắn thêm vài cái. Lôi Phượng hỏi, Hy Bình.
Độc Cô Gia Gia Tịnh Không làm sao hoan nghênh chúng ta, ngày mai về Tiêu Cục nha. Lãnh Như Băng hỏi, về Tiêu Cục. Lôi Phượng hỏi, không về Tiêu Cục có thể đi đâu chứ? Mẫu Lang Hoa Tiểu Mạn trên giường nói, Phượng Thư, về Trường Xuân Đường bọn muội đi. Lôi Phượng nghĩ một hồi, nói cũng tốt, Kỳ Kỳ, muội trước tiên quay về thu thập hành lý, chúng ta ngày mai liền rời đi. Thi Bình, chàng cũng theo Kỳ Kỳ qua đi. Thi Bình giật mình hỏi, vì sao? Nàng không biết Độc Cô lão đầu ghét ta nhất sao? Lôi Phượng nói, ghét thì cứ ghét, nhưng chúng ta phải đi, thăm hỏi còn là phải làm. Ngoài ra, chàng hiện tại còn là tôn nữ tế của Gia Gia, càng thêm phải đi. Độc Cô Kỳ nói, cũng có thể Gia Gia Tịnh Không chán ghét chàng. Thi Bình đành chịu nói, tốt thôi, nhưng, chuyện thanh minh trước, nếu ta không cao hứng, ai ta đều không nể mặt, liền quay đầu đi. Nói xong, hắn đem Lãnh Như Băng trong lòng hôn rồi lại hôn, sau khi bỏ nàng ta ra bỏ đến trên người Hoa Tiểu Mạn động tay động miệng, cả phòng Ái Vũ đang ngủ cũng không bỏ qua. Tự nhiên, Đỗ Từ Từ bế Tuyết Nhi cũng được hắn hôn đến cơ hồ cả sức lực bế Tuyết Nhi đều biến mất. Thi Bình xuống giường, đi đến đứng trước mặt Lôi Phượng, nói, nữ hoàng của ta, người giao cho thần nhiệm vụ gian khổ thế này, không cho thần một chút khích lệ cùng động lực ư. Lôi Phượng đứng lên gần như cao bằng với Hy Bình, trên mặt hắn ta hôn nhẹ một cái, vừa muốn rời đi, lại bị hắn ôm cứng, hôn mãnh liệt không nghỉ. Sau khi làm xong việc oanh liệt này, Hy Bình mới ôm thân người xinh đẹp gầy nhỏ của Độc Cô Kỳ rời đi. Hy Bình ôm ôm hôn hôn với Độc Cô Kỳ đi qua hoa viên của võ đầu Diễm Đạm Xuân. Hắn thấy được Độc Cô Minh, Từ Thanh Vân với Triệu Tử Huy ba người đang cùng Minh Nguyệt Phong lưỡng nữ trong hoa viên tán gẫu, tức thì cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hai nữ nhân này thực sự rất xinh đẹp sao? Từ Thanh Vân cùng Triệu Tử Huy lại có thể thí xả vứt bỏ mỹ nhân nhi mới giành được, lại tán hai nữ nhân dám thúi này sao? Năm người trong hoa viên cũng nhìn thấy Hy Bình, nhưng giả như không thấy được, chẳng muốn để ý tới hắn. Hy Bình trong lòng cười thầm tốc, các người không lý tới ta. Ta vẫn cứ phải quấy rầy cùng các người, xem các người có gì đánh giám. Hắn cười nói, nào, ba vị xuất ca, còn không có đem hai người bọn chúng cua tới tay sao? Độc Cô Minh nói, chúng ta không có sự thô bỉ như thế của người, động một tí liền là ngâm phao chúng ta cùng Mộng Hương tiểu thư chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm. Thi Bình nói, ô, thuần khiết như vậy, Kỳ Kỳ này, lão ca này của nàng thực sự thất bại. Trong lòng rõ ràng muốn đem hai nữ nhân dám thúi này chơi đùa trên giường, nhưng lại không dám thừa nhận. Dừng lại một tí lại nói, Độc Cô Minh, tình địch của ngươi thực sự không ít nha. Xem ngươi là phận trên ca ca của Kỳ Kỳ của ta, để ta dạy ngươi hai ngón, như thế nào? Độc Cô Minh vừa nghe, thực là đọng khí cả một bụng. Thi Bình đang nói đến chỗ đau của Độc Cô Minh, hắn vốn nghĩ Tử Triệu hai người sau khi cưới được hai muội muội của hắn. Có thể để ra một con đường lớn sáng sủa, để hắn thẳng chạy trăng sáng, ai biết hai tên này còn là giống như khi xưa, cùng hắn thế chân vạc tam quốc, chỉ là tranh đoạt không phải giang sơn, lại là mỹ nữ. Mẹ, thực sự là thua muội lại còn lỗ binh. Thế nhưng, hắn vẫn cứ hùng tâm hừng hực, thề rằng phải từ trong cục diện tam quốc đỉnh lập, giết ra một con đường máu, thẳng chạy trăng sáng, mang Thường Nga tiên tử lần nữa trở về nhân gian. Cũng không nghĩ, Độc Cô Minh ta là ai. Hắn có chút đắc ý lại từ suy nghĩ khóe miệng tự nhiên cong lên, rất có sắc thái bất khả nhất thế. Xem đây, Thi Bình đem Độc Cô Kỳ trong lòng mãnh liệt hôn, hôn đến sau khi nàng ta toàn thân không có sức lực, thả nàng ta ra, cười nói, cô gái coi trọng đơn đao thẳng vào, nếu đem khí khái nam tử xuất ra, dám nghĩ dám làm, có cơ hội liền tuyệt không bỏ qua, sau lại bàn tiếp, nào có giống các ngươi thế này chứ. Sáng đến chiều theo sau mông bọn chúng, đội dám mà dùng. Năm người giống như ngây ngốc nhìn hắn, trên đời này lại có thể có người không biết tu sĩ như thế sao? Ánh mắt trong veo của Bảo Nguyệt hiển nhiên thêm một tầng sắc thái phẫn nộ, ngăn cánh bởi mạng che mắng, vô sỉ. Thi Bình nói, ta hiện tại thì muốn chứng minh với người ta là có sỉ răng. Hắn nhe răng múa vuốt, rất giống một con sói đói, chuẩn bị bổ đến một con cừu nhỏ, nhưng lại bị người chăn cừu cường tráng ngăn cản. Độc Cô Kỳ từ phía sau ôm eo hắn, nói, Thi Bình. Đừng cùng những nữ nhân tự mệnh thanh cao đó tranh chấp, chúng ta đi thôi. Câu nói này rất hợp với khẩu vị của Hy Bình, hắn kéo Độc Cô Kỳ từ phía sau ra, liền ôm hôn loạn cả lên, kêu to nói, Kỳ Kỳ, nói hay, nữ nhân dám thúi như thế, cho ta cũng không cần. Vẫn còn Kỳ Kỳ của ta giỏi, vừa thơm vừa ngọt vừa ôn nhu.
Hắn ôm Độc Cô Kỳ rời khỏi. Hắn ung ung dung dung tới, lại vui vui vẻ vẻ đi, nhưng lưu cho người khác phẫn nộ dài lâu. Bảo Nguyệt lúc này hận không thể xé cái miệng của hắn ra, còn có nữ nhân của hắn càng là không thể tha thứ. Ba vị công tử kiêm hộ hoa sứ giả tự nhiên cũng vì đóa hoa bản thân coi được nói đến không đáng một đồng tiền mã phẫn nộ. Thế nhưng, không thể phủ nhận, trong phẫn nộ cũng một chút vui sướng hà, may mà hắn không có chú ý hai đóa hoa này, nếu không chẳng lẽ hắn muốn cùng bọn họ tranh hái sao? Hy Bình cho rằng Độc Cô Phách phải cho hắn nhìn sắc mặt, ra ngoài ý liệu của hắn, Độc Cô Phách thấy hắn lại cao hứng phi thường, xem ông ta thì giống như thấy được bảo bối. Hận không thể đem hắn rút nhỏ lại cho vào lòng bàn tay từ từ thưởng thức, phương pháp có thể giải được ham thích trong lòng. Hy Bình lúc này cảm giác bản thân biến thành mặt trăng trên trời. Không, là thái dương trên trời, đang ánh sáng rực rỡ soi sáng thế gian, mà người của mặt đất vì sự tỏa sáng của hắn biến đến cực kỳ khả ái. Trong đó, vị lão đầu kêu là Độc Cô Phách trước mặt là một ví dụ rất tốt. Bạn coi, ông ta dưới sự tỏa sáng của Hoàng Hy Bình ta, mặt mày hồng hào. Diện mạo từ thiện, khả ái bao nhiêu, liền giống Nguyệt Lão a, không sai, Nguyệt Lão ở trên mặt trăng vừa tối vừa lạnh không phải bởi vì sự soi sáng của Hoàng Thái Dương ta đây mới biến thành khả ái sáng ngời sao. Hy Bình, Hy Bình, hắn bị kêu gọi của Độc Cô Kỳ trở về hiện thực, nghe nàng tiếp tục nói, ra ra cùng chàng chàng nói chuyện kia. Phải rồi, ta thế nào không nghe được chứ? Ừ, có thể sau khi lão đầu biến thành khả ái, thanh âm cũng biến đến quá ôn nhu. Thực phải nghe cẩn thận. Độc Cô Phách hỏi, ngày mai chính là vì cháu, Thanh Vân, Tử Uy cùng ba thư muội bọn chúng cử hành hôn sự, cháu có ý kiến gì không? Hy Bình kêu to, đương nhiên có ý kiến, cháu cùng Phượng Nhi bọn họ không có cử hành hôn lễ, và lại chúng cháu quyết định ngày mai về Trường Xuân Đường, hôn sự sau này làm lại, Kỳ Kỳ sẽ theo cháu đi. Độc Cô Phách lại không miễn cưỡng, có chút thất vọng nói, cháu muốn như thế, ra ra cũng không miễn cưỡng cháu. Hy Bình cười dài nói, ra ra, như quả không có việc, cháu nên đi về. Độc Cô Phách thở dài nói, ừ. Phong Tự Lai lại kéo Hy Bình sang một bên, nói tiểu tử, ngươi phải đối với nữ nhi của ta tốt một chút, nếu không ta không thể bỏ qua cho ngươi, rõ chưa? Hy Bình đáp, nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, tiểu tế đối với nữ nhân trước đến nay đều rất tốt, huống chi Ái Vũ là nữ nhân của tiểu tế chứ. Phong Tự Lai vỗ vỗ vai hắn. Cười nói, như quả ngươi ở Trường Xuân Đường chán, thì dẫn theo Ái Vũ cùng một đám tiểu nương tử của ngươi đến cái bang thăm hỏi lão trượng ta đây. Mẹ, diễm phúc của tiểu tử trái lại không tệ, nhưng đừng kêu Ái Vũ sống quá. Hy Bình cảm thấy rất bất ngờ hỏi, oa, nhạc phụ, loại lời này người cũng có thể nói ra miệng sao? Phong Tự Lai ngượng ngùng nói, bình thường thôi, mọi người đều là nam nhân mà. Hy Bình nói, người thực đang hoài nghi năng lực của nữ tế người ra. Phong Tự Lai cười nói, tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Hy Bình nói, đây còn gần giống. Tiếp đấy, hắn lại bái kiến Âu Dương Nam Thiên, Độc Cô Ưng phu phụ, cùng bọn họ lôi ra một chút chuyện nhà, kế cáo từ quay về. Hy Bình không ngờ Lôi Phượng với Lãnh Như Băng lại cự tuyệt cùng hắn thân mật, lý do là bọn họ quá mệt mỏi, như quả đêm nay lại theo hắn ngủ chung một chỗ, ngày mai nhất định không rời khỏi giường, ngày mai còn phải lên đường. Mà Phong Hoa Lưỡng Nữ cũng không được. Thương tích đêm qua chưa lành, nào có thể lại thêm thương mới chứ? Đi đâu ngủ đây? Tóm lại không thể kêu ta ngủ trên sàn nhà chứ? Lôi Phượng không hiểu ra sao cả. Lãnh Như Băng cười nói, chàng không phải trước đây ngủ rất ngon sao? Kỳ thật sàn nhà cũng là một nơi không tệ, chàng nên tiếp tục phát dương truyền thống tốt đẹp của chàng chứ? Hy Bình không nữ nhân này đều biến thành băng băng của hắn, còn kêu hắn ngủ trên sàn nhà, thiên lý ở đâu chứ? Hắn mặt mày tang khổ hỏi, băng băng, ta tối nay không động tới các nàng, được hay không? Lãnh Như Băng nói, không được, tên vô lại này của chàng, vừa lên liền lại có thể làm bọn thiếp đến. Đột nhiên phát hiện không biết nói thế nào, mặt liền đỏ, dậm chân nói, làm đến. Thì là cái đó. Lôi Phượng cười nói, Hy Bình, chàng đến trong phòng tư tư ngủ. Thiếp cùng chàng qua, thuận tiện đem Tuyết Nhi bế qua lại, nếu không chàng chính là không cách nào dở trò xấu. Hy Bình ôm nàng lên gặm loạn, nói, nàng thực sự là Phượng Nhi tốt của ta. Hy Bình ôm Lôi Phượng, đi đến trước phòng Đỗ Tư Tư. Lôi Phượng kêu, Tư Tư, là muội với Hy Bình. Đỗ Tư Tư mở cửa để bọn họ vào trong phòng, Tuyết Nhi còn chưa ngủ,
nằm trên giường kêu ầm, phụ thân, lại đây, bế Tuyết Nhi đi ngủ. Lôi Phượng đi qua, bế cô bé lên, hỏi, Tuyết Nhi, Phượng Di bế cháu ngủ, được không? Tuyết Nhi hỏi, phụ thân cũng cùng Phượng Di ngủ chung sao? Lôi Phượng đáp, phụ thân tối nay cùng mẫu thân ngủ, Tuyết Nhi ngoan, chúng ta đi nhé, Phượng Di có thể giống như mẫu thân yêu thương Tuyết Nhi. Tuyết Nhi kêu lên, Phượng Di, Tuyết Nhi cũng muốn cùng phụ thân mẫu thân ngủ ư. Lôi Phượng chợt thấy đau đầu, nói, ngoan, Tuyết Nhi tối nay như quả ngủ ở đây, phụ thân mẫu thân có thể không vui, chẳng lẽ Tuyết Nhi muốn làm một đứa trẻ hư khiến phụ thân mẫu thân không vui sao? Tuyết Nhi ngẫm nghĩ, khuôn mặt nhỏ xoay qua nhìn nhìn Hy Bình lại nhìn nhìn Đỗ Tư Tư, sau đó mới hướng tới Lôi Phượng nói, Phượng Di, Tuyết Nhi là hài tử ngoan ư, Tuyết Nhi theo Phượng Di ngủ, không làm hài tử hư. Lôi Phượng thở phào một hơi cuối cùng cũng dỗ dành xong tiểu ma vương này. Nàng cười nói, Tuyết Nhi thực ngoan, chúng ta đi. Bế Tuyết Nhi xong liền đi ra khỏi cửa. Đỗ Tư Tư khóa trái cửa, quay đầu thấy Hy Bình chính giống như một con dã lang chăm chú nhìn nàng. Hai con mắt miêu tả rất nhiều khiến nữ nhân vừa nhìn liền minh bạch chuyện gì, nàng vừa xấu hổ vừa vui mừng, cúi đầu không nói. Hy Bình nâng mặt nàng lên, đây là một gương mặt mê người, trên khuôn mặt thiếu phụ thành thục này người nhất là đôi mắt đó, trong ánh mắt chất chứa u oán vô cùng vô tận, khiến mỗi nam nhân nhìn thấy đều sinh ra lòng liên ái cùng bảo hộ đối với nàng. Hắn hôn nhẹ cánh môi hồng của nàng, nói ta rất nhớ nhung cơ thể lõa lồ của nàng. Ta từng đã nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của nàng mặc y phục, đến hiện tại còn đem mỗi một động tác của nàng ghi lại trong lòng, tối nay ta muốn xem coi dáng dấp của nàng thoát y có phải cũng rất đẹp hay không. Sắc mặt Đỗ Tư Tư liềm tối, u oán trong mắt càng đậm, nàng nhẹ nhàng nói, Hy Bình, thiếp tạm thời không muốn cùng chàng. Thiếp còn không quên được hắn, thiếp. Cái gì? Hy Bình nắm chặt lấy hai vai nàng ta, tựa hồ mất đi khống chế hỏi, hắn. Hắn là ai? Nói cho ta hay, trong lòng nàng còn có bao nhiêu nam nhân khác. Đỗ Tư Tư kìm nén nước mắt gần như tuôn trào ra, nói, Hy Bình, chàng nắm đau tiếp. Hy Bình kinh hãi, phát giác bản thân thực sự dùng lực quá độ, nguyên lai bản thân thực sự rất để ý thiếu phụ mỹ lệ thê oán này. Hắn thả Đỗ Tư Tư ra, cười như tự giễu cợt, có chút áy náy nói, xin lỗi, ta quá kích động, nàng có bao nhiêu nam nhân là tự do của nàng, ta không nên hỏi tới. Ừ, Tư Tư, để một lần, được không? Chàng muốn làm mà, Đỗ Tư Tư thấy hắn muốn đi, không khỏi phân trần ngăn cản. Hy Bình nhìn nàng rất lâu, nói, buổi sáng nàng nói, ta nếu muốn nàng, không cần phải bất luận lý do gì. Đêm nay ta tới, nàng lại bởi vì một nam nhân khác cự tuyệt ta. Ta luôn trực giác được trong lòng nàng che giấu một bí mật, nguyên lai là như thế. Ta phải đi về, ta không thích hợp lưu tại nơi đây, không phải sao? Nói xong, né qua Đỗ Tư Tư, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa. Đỗ Tư Tư như mất hồn đóng cửa lại, ngồi tựa trên đất, nước mắt từ trong hai con mắt u oán chảy ra. Hy Bình sau khi nhịn nỗi đau trong lòng rời khỏi cửa phòng, trong mắt có loại cảm giác có cát, hắn muốn quay người lại ôm lấy Đỗ Tư Tư, nói hắn không muốn đi, nhưng hắn vẫn đi. Hắn có lý do của hắn biết Đỗ Tư Tư không hướng vào hắn. Hắn không thể đối đãi giống như lãnh như băng với nữ nhân xấu xí đó cũng cường ngạnh tới thế, hắn cho phép bản thân ôm loạn hôn loạn nữ nhân, nhưng dưới tình huống thông thường, hắn không thể cưỡng bách một nữ nhân không yêu hắn cùng hắn hoàn hảo, đây là một chút điểm nguyên tắc làm người của hắn. Nếu Đỗ Tư Tư trong lòng thích là một nam nhân khác, hắn không có lý do không để nàng ta đi thích người khác. Hắn biết rõ, Đỗ Tư Tư vẫn còn có thể theo hắn, nhưng kiểu đấy nàng ta có thể vui vẻ sao? Nàng ta ban đầu đã rất đáng thương, Hoàng Hy Bình ta tuy hiếu sắc vô sĩ tài giỏi, lại cũng còn là một nam nhân. Một nam nhân, có những chuyện nào có thể làm, những chuyện nào không thể làm, ta vẫn còn biết, để một nữ nhân khó chịu không phải sở trường của loại nam nhân ta đây, chỉ bằng dứt khoát bỏ qua nàng ta. Tuy như vậy có chút đau đớn cũng có chút đáng tiếc, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Ai, nguyên nghĩ nàng ta có thể có một chút điểm hứng thú như thế với họ Hoàng ta. Xem ra là ta tự tác đa tình. Bỏ đi, ngày mai sau khi tỉnh lại, lão tử liền gì đều quên đi. À, chỗ đó của Phượng Nhi cùng băng băng đi không được, bọn họ nếu hỏi ra, đồ đệ của nhất đại tình thánh ta đây lại có thể bị nữ nhân cự tuyệt, còn có thể diện gì. Nhắm đến chỗ đó của Ái Vũ cùng Tiểu Mạn nằm một đêm thôi. Hy Bình gõ vang cửa phòng, đợi rất lâu, Hoa Tiểu Mạn mới ra mở cửa,
Hy Bình nhỏ giọng oán trách hỏi, Tiểu Mạn, thế nào chậm như vậy chứ? Hoa Tiểu Mạn trừng mắt nhìn hắn, giận dữ nói, người ta hành động không thuận tiện mà. Vậy thì để ta bế nàng đi. Sau khi hắn đóng cửa, liền bế Hoa Tiểu Mạn lên đi. Hoa Tiểu Mạn kinh sợ nói, chàng không ở bên Phượng Thư ngủ ư. Thiếp cùng Ái Vũ còn chưa có hồi phục, chàng chẳng lẽ lại muốn. Hy Bình cười nói, đừng khẩn trương, ta là có tiết chế, đêm nay ta chỉ muốn ôm các nàng ngủ một giấc ngon, chẳng lẽ các nàng không muốn ôm một mỹ nam tử ta đây ngủ sao? Nói xong, hắn lên giường, đem Phong Ái Vũ vừa tỉnh ôm trong lòng, tay còn lại ôm Hoa Tiểu Mạn, khoan khái đến rên rỉ nói, may mà các nàng không có đuổi ta đi. Nửa bên thân người của Hoa Tiểu Mạn ép lên ngực hắn, hỏi ca, ai cam lòng đuổi huynh đi thế? Hy Bình đột nhiên kích động hôn nàng, nói Tiểu Mạn, muội mới rồi gọi thực rất êm tai, sau này nên kêu huynh như vậy. Tiểu Ái Vũ, nàng cũng gọi một tiếng cho huynh nghe chứ. Ca, môi của Phong Ái Vũ nhẹ nhàng đụng vào lỗ tai của Hy Bình, lúc này cái lưỡi nhọn tinh xảo của nàng đang khiêu khích vành tai của hắn. Hy Bình chỉ cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa thư thái, nhịn không được hỏi, Tiểu Ái Vũ, muội là lại muốn phải không? Phong Ái Vũ lập tức để đôi môi rời khỏi tai hắn, sợ sệt nói, không dám. Cánh môi ôn nhuận của nàng một khắc sau liền lại in ở cổ Hy Bình. Hy Bình khóc cười không được, tiểu ni tử, bé gái này, chỉ cần tỉnh liền không thể an phận. Hắn không nặng không nhẹ vỗ lên mông Phong Ái Vũ một cái, nàng ta giận dữ nói, không cần đánh mông muội mà. Tay Hy Bình lưu lại trên cái mông cao vểnh, hơn nữa lại sung mãn đàn hồi của nàng ta nhẹ nhẹ xoa nắn, hỏi, dễ chịu không? Ừ, Phong Ái Vũ rên rỉ hưởng thụ vuốt ve của hắn. Hoa Tiểu Mạn cũng lại dự cuộc vui, đem đôi môi đưa đến trên cánh môi dày của Hy Bình, hai người miệng lưỡi triền miên. Sau khi phân khai, Hy Bình nói, Tiểu Mạn, huynh nhớ chúng ta là một lần hôn mà định tình, muội thực sự vừa dũng cảm vừa ngọt ngào, không trách hôm đó ta có thể hôn muội hôn đến nghiện. Hoa Tiểu Mạn tức giận nói, còn nói, sau khi huynh dở trò xấu, ném người ta xuống liền chạy, muội khi đó toàn thân vô lực ngồi trên đất, huynh cũng quay đầu đỡ người ta một cái. Tên vô lại huynh đây, muội vốn phải hận huynh, thế nhưng khi Sửu lão quỷ huynh đây đem băng băng từ trước mắt người ta ôm đi, không biết thế nào, trong lòng muội cảm thấy rất tủi thân, thực muốn khóc. Hy Bình nói, huynh còn kỳ quái muội sáng sớm hôm đó thế nào con mắt vừa đỏ vừa xấu, nguyên lai là tại vì huynh mà khóc. Hoa Tiểu Mạn giận dữ nói, còn không phải chàng hại sao? Muội đêm đó đều không có ngủ, trời vừa sáng liền đến trước cửa phòng huynh. Sau khi huynh đi ra, muội cho rằng huynh có thể hướng tới người ta nói vài câu xin lỗi hoặc là lời an ủi, nào biết huynh đối với yêu thương quan tâm của người ta không để ý tới, còn nói liền muốn đi. Muội vừa nghe, đầu óc một mảng trắng không, chỉ muốn giữ huynh lại, chỉ cần huynh đồng ý lưu lại, huynh muốn hôn hoặc giả làm gì với muội, muội đều nguyện ý, nhưng huynh cuối cùng không ngờ bỏ chạy, muội mới minh bạch, nguyên lai trong lòng muội đã có huynh. Hy Bình kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ? Huynh cưỡng hôn muội. Hơn nữa lúc đó huynh vừa già vừa xấu, muội không hận huynh, trái lại yêu huynh sao? Hoa Tiểu Mạn đáp, muội không biết vì sao, cũng có thể bởi vì khi huynh hôn muội hôn đến rất đồng tình cũng rất ôn nhu, khi huynh ôm muội mạnh mẽ nhưng lại không thô lỗ, mỗi nữ nhân đều thích nam nhân mạnh mẽ mà lại ôn nhu, muội lúc đó trong lòng huynh cảm thụ được hành động ôm nhau một nữ nhân mong đợi, nữ nhân vĩnh viễn đều mộng tưởng tựa vào ngực nam nhân cường tráng mà ôn tồn, đây là chuyện nam nhân các huynh không cách nào lý giải được. Nàng ta nói tiếp, huynh trong lòng muội, tịnh không phải thực sự vừa già vừa xấu, bởi vì muội biết huynh dịch dung, nhưng muội không ngờ huynh là tuấn mỹ thế này, tuấn mỹ đến khiến mỗi nữ nhân thấy đều có thể tim đập nhanh thêm. Khi muội trong yến tiệc lần đầu thấy được chân diện mục của huynh, muội đột nhiên rất muốn huynh biến về xấu xí như thế như trước kia, bởi vì muội sợ huynh nam nhân tuấn mỹ như vậy có thể mời gọi rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng huynh là một nam nhân cường tráng vô bì. Nữ nhân có lẽ yêu thích nam nhân tuấn mỹ nhưng nữ nhân thực sự yêu lại là nam nhân cường tráng. Mà huynh, vô luận là tại một phương diện nào đều là mạnh mẽ ưu việt, ca của muội, muội yêu huynh. Hy Bình có chút cảm động, nói, huynh cũng yêu muội, huynh đồng thời cũng yêu rất nhiều nữ nhân, huynh không dám nói có thể cho muội toàn bộ tình yêu, nhưng dám nói ta thực sự thích muội, có thể cho muội toàn bộ vui sướng. Ngủ thôi, chúng ta ngày mai còn phải dậy sớm. Hoa Tiểu Mạn hỏi, lại hôn Tiểu Mạn chứ? Sau khi Hy Bình cùng nàng hôn qua,
phát hiện Ái Vũ sớm trong sự xoa nắn của hắn, đã tiến vào trong giấc ngủ. Hai người nhìn nhau cười, cũng theo đó ngủ. Khi Lôi Phượng bế Tuyết Nhi gõ cửa phòng Đỗ Tư Tư, thấy có mỗi mình Đỗ Tư Tư ngồi trong đó, ngạc nhiên hỏi, chàng đâu? Đỗ Tư Tư khẽ lắc đầu, không nói gì ôm lấy Tuyết Nhi, hai mắt mọng đỏ ngân ngấn lệ hoa. Lôi Phượng thấy tình hình bất thường, cũng không nói gì, bước ra khỏi phòng Đỗ Tư Tư, gõ cửa Lôi Phong nhị nữ. Hy Bình mở cửa. Lôi Phượng nói, sao chàng không ở bên phòng Đỗ Tư Tư? Hy Bình cười khổ, nàng ấy bảo trong lòng đã có nam nhân khác, nàng nói xem, ta có tư cách gì mà lưu lại bên đó chứ? Lôi Phượng hiểu rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không muốn truy cứu, liền nói lảng sang chuyện khác, thiếp đi kêu họ chuẩn bị, đợi sau khi chúng ta từ biệt Độc Cô rồi sẽ đi đến Trường Xuân Đường. Bọn Tiểu Mạn họ có thể đi được không? Hy Bình cười nói, về chuyện này nàng không cần phải lo lắng, mua vài cỗ xe là đi được thôi, ta là Sa Phu đệ nhất lưu đấy. Sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị, đoàn người của Hy Bình ly khai Túy Nhân Cư, đi vào trong sảnh cáo biệt, nhân tiện dắt theo Độc Cô Kỳ. Lúc từ biệt, ngoài Độc Cô Minh vì ghen mà không tới, còn đâu tất cả mọi người trong Độc Cô gia đều tề tựu đông đủ. Độc Cô Phách không thể giữ Hy Bình ở lại thêm vài ngày, tự nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hai cha con Phong Tự Lai và Phong Ái Vũ quyến luyến không muốn lìa xa. Nàng ở trong lòng phụ thân khóc lóc hồi lâu rồi lại đi đến bên Lôi Phượng gục đầu khóc tiếp. Hy Bình bế lấy Tuyết Nhi từ người Đỗ Tư Tư, hôn lên đôi má hồng hồng của nó, nói, phụ thân đi đây, Tuyết Nhi sau này phải luôn nghe lời mẫu thân đấy nhé. Tuyết Nhi khóc to, Tuyết Nhi muốn đi cùng với phụ thân cơ, Tuyết Nhi không muốn rời xa phụ thân đâu. Hy Bình làm bộ tức giận nói, Tuyết Nhi nếu không nghe lời, phụ thân sẽ không cần Tuyết Nhi nữa đâu. Tuyết Nhi nức nở khóc, Tuyết Nhi sẽ nghe lời. Hy Bình nói, ngoan, phụ thân sẽ nhanh quay về với Tuyết Nhi. Hắn hôn con bé thêm hai cái nữa rồi đưa lại cho Đỗ Tư Tư. Phụ thân, người vẫn chưa hôn mẫu thân kìa. Tuyết Nhi nhắc nhở hắn, làm như việc này hết sức quan trọng. Hy Bình nhìn Đỗ Tư Tư, trong lòng cảm thấy đau đớn, ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi khẽ nói vào tai nàng, hãy quên ta đi. Sau đó hắn buông nàng ra, ngoảng đầu nhìn những người khác rồi từ từ bước ra cửa. Tuyết Nhi đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt lệ đang lăn trên má Đỗ Tư Tư, mẫu thân lại rơi nước mắt rồi. Đang lúc Đỗ Tư Tư nhìn theo bóng dáng Hy Bình đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, nàng thật sự muốn vứt bỏ tất cả để đuổi theo hắn, xin hắn mang nàng đi theo, thế nhưng, hắn có còn cần nàng nữa không? Nếu đêm qua nàng không cự tuyệt hắn, hiện tại có lẽ đã là nữ nhân của hắn, hôm nay sẽ được cùng hắn bước đi. Bây giờ đã mất hắn, hoặc giả là đã vĩnh viễn mất hắn rồi, hắn không biết có còn quay lại nữa hay không. Hắn muốn nàng quên đi hắn, nàng sao có thể quên được hắn cơ chứ? Lẽ nào hắn không biết rằng hắn là chỗ dựa duy nhất của nàng hay sao? Đỗ Tư Tư nghĩ đến đó, cảm thấy trong lòng buồn bã, nàng thầm oán trách, chàng nói rằng chàng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người mình yêu, vậy sao chàng lại làm thiếp đau khổ? Thiếp không quên được nam nhân đó, bởi vì hắn là... Thế nhưng thiếp cũng không thể quên được chàng. Hy Bình, chàng sao có thể nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ tất cả nam nhân bọn chàng đều là thế sao? Chàng và hắn đều như vậy, Tư Tư hận chàng. Mẫu thân, phụ thân khi nào thì quay về? Lời nói của Tuyết Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ Tư Tư. Nàng cố nén lòng, nói, nếu Tuyết Nhi ngoan, phụ thân sẽ nhanh chóng quay lại gặp Tuyết Nhi. Nàng lừa dối Tuyết Nhi, cũng lừa dối chính bản thân mình. Đỗ Tư Tư ở lại võ đầu môn tham gia tiệc cưới của hai vị biểu muội, sau đó cũng khởi trình quay về Lục Kiếm Trang, vì nàng trên đường đã từng gặp phải phỉ đồ nên Độc Cô Bá hết sức lưu tâm, gọi Độc Cô Minh mang theo 30-40 võ sĩ hộ tống hai mẹ con nàng. Chưa đến một ngày đã về đến Lục Kiếm Trang. Từ trong trang, hai thiếu nữ chạy ra nghênh tiếp họ. Hai thiếu nữ này rất xinh đẹp, trong đó một nàng Mỹ lê như thiên sứ. Tuyết Nhi nhìn thấy họ. Ở trong lòng Tư Tư giơ tay ra gọi to, manh manh a di, tiểu nguy ê a di, mau mau bế Tuyết Nhi đi. Nàng thiếu nữ như thiên sứ bế lấy Tuyết Nhi, nói Tuyết Nhi đến chơi với tằng ngoại công có vui không? Tuyết Nhi trả lời, vui. Thiếu nữ còn lại liền nói, đại tỷ, tỷ sao lại gầy đi nhiều như vậy? Sắc mặt cũng khó coi nữa. Độc Cô đại ca, là huynh ngược đãi đại tỷ của ta phải không? Độc Cô Minh cười nói, manh manh. Ta nào dám ngược đãi biểu tỷ.
ta cũng không biết vì sao tỷ ấy lại thương tâm đến vậy, ăn cũng ít nữa, nên mới biến thành bộ dạng tiểu tụy thế này đấy, ta nhìn thấy vậy cũng buồn lắm. Tiểu Nguyệt, nàng lại còn mắng Độc Cô đại ca nữa là sao? Độc Cô Minh thầm cảm thấy kỳ quái, Tiểu Nguyệt, tiểu nữ quả thật mỹ lệ kinh nhân, lại không còn vẻ niềm nở như ngày xưa nữa, 2 năm trước khi gặp vị đại ca ca này, vẫn còn xà vào lòng làm nũng, 2 năm không gặp, giờ lại lạnh nhạt, phải chăng vì nàng đã lớn nên cảm thấy ngại ngùng. Tiểu Nguyệt đang bế Tuyết Nhi nói, Độc Cô đại ca, huynh đã lâu lắm rồi không đến thăm Nguyệt Nhi. Độc Cô Minh cười lớn, đây chẳng phải là đã đến rồi sao? Nàng có hay nhớ đến ta không? Manh manh nói, ai thèm nhớ huynh? Xú Mỹ, ta và Tiểu Nguyệt sớm đã có người trong tim rồi. Phải vậy không, Tiểu Nguyệt? Khuôn mặt tròn tròn trắng ngần của Tiểu Nguyệt đỏ hơn thoa phấn hồng, dùng thần thái như thể lại ông tôi ở bụi này thử địa vô ngân tam bách lưỡng bằng ở đây không có 300 lạng bạc giận dỗi nói, không có đâu. Độc Vô Minh vờ như thất vọng nói, ai, xem ra ta không có cơ hội rồi. Hắn không khỏi có cảm giác như mất đi một cái gì đấy, người hắn nghĩ tới nhiều nhất trong lúc này là Mộng Hương của Minh Nguyệt Phong. Mộng Hương sau khi Hy Bình rời khỏi 2 ngày thì cũng ly khai võ đổ môn, điều này khiến hắn hết sức nản lòng, nhưng cũng có một điều khác đáng để cao hứng, đó là Từ Triệu hai người cũng như hắn đều không chiếm được lòng mỹ nhân. Hai tình địch này đã lấy muội muội của hắn làm vợ, nhưng vẫn cô chịu nhường, ngoan cố muốn cùng hắn tranh cướp đến cùng, không cho thằng anh vợ này chút thể diện nào cả, con mẹ nó. Manh manh cười nói, huynh lẽ ra không có cơ hội đâu. Chúng nhân vừa đi vừa nói, Tuyết Nhi trong lòng Tiểu Nguyệt vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xinh hát to, bươm bướm, gió thổi, bươm bướm bay. Tuyết Nhi, bài ca này là ai dạy con hát? Tuyệt Nguyệt thần tình kích động hỏi. Tuyết Nhi nói, là phụ thân Tuyết Nhi hay hát đó. Manh manh và Tiểu Nguyệt đồng thời quay sang Đỗ Tư Tư, nói, phụ thân. Đỗ Tư Tư trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nói, chàng ấy tên là Hoàng Hy Bình. Hoàng Hy Bình, đại ca, Tiểu Nguyệt vui mừng hét lên. Độc Cô Minh nói, Tiểu Nguyệt, không thể nào, tên hỗn đản Hoàng Hy Bình đó là đại ca của muội ư. Muội lôi đâu ra một đại ca như thế vậy, Đại Hải không phải là đại ca của muội sao? Tiểu Nguyệt nói, Đại Hải là nhị ca, còn Hy Bình là đại ca. Manh manh ngờ vực nói, người đồng danh đồng tính khắp nơi đều có mà. Tiểu Nguyệt nói, bài ca Tuyết Nhi hát chính là bài mà đại ca thường hát mà. Chính chàng tự mình sáng tác ra bài hát đó. Tuyết Nhi kháng nghị, tứ cầu thúc thúc cũng hay hát nữa. Tiểu Nguyệt vui mừng nói, vậy thì tuyệt đối không sai được, trong thôn của chúng ta cũng có một tứ cầu, hắn vẫn thường hay đánh nhau với đại ca. Tuyết Nhi, đại ca đang ở đâu? Tuyết Nhi ngơ ngẩn hỏi, Tiểu Nguyệt a di, Tuyết Nhi không có đại ca. Tiểu Nguyệt đành hỏi lại, phụ thân của con ở đâu? Tuyết Nhi buồn bã nói, Tuyết Nhi không biết. Chàng đang ở trường Xuân Đường, Đỗ Tư Tư trả lời. Nàng không ngờ rằng Hy Bình lại chính là đại ca của sư đệ và sư muội, nhưng mà họ đâu có điểm nào giống nhau đâu. Đại Hải tuy cũng rất anh tuấn, nhưng hai người bất luận là vẻ ngoài hay tính cách đến một điểm tương đồng cũng không có, sao có thể là thân huynh đệ được chứ? Trường Xuân Đường, Manh Manh và Tiểu Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Khi cả bọn Hy Bình về tới trường Xuân Đường, vợ chồng Hoa Sơ Khai đã ở đó rồi. Cơ bản mà nói, Hoa Sơ Khai cảm thấy hài lòng với người con rể này. Đương nhiên, những lúc mà Hy Bình với Tứ Cẩu cùng mở hội âm nhạc với Hoa Tiểu Ba, hai vợ chồng cũng có một chút ít ý kiến. Thế nhưng, nhân vật chính của cái hội âm nhạc này, một là con rể, một là con gái, trên thực tế rất khó để nói, đành phải trốn rồi lại trốn, những lúc trốn không được thì chỉ còn cách là nghe cái thể loại âm nhạc khác thường này, hay hay không hay là một chuyện, lúc chứng kiến thì thấy tức cười. Thế là đành coi nó như một thú vui quen thuộc. Hoa Sơ Khai đã đặc biệt dành cho bọn họ một cái lạc đình lớn để ở, tên gọi là Nhạc Hoa Viên. Lôi Long phu thê và Tứ Cẩu phu thê lại không muốn Hy Bình cùng ở một lạc viện với mình, mỗi bên đều muốn một căn phòng rộng, bọn họ không thể nào chịu nổi cái âm thanh rung động lòng người mà Hy Bình cùng nữ nhân của hắn tạo ra mỗi đêm. Nữ nhân của Hy Bình vốn là mỗi người ở một phòng. Nhưng Hy Bình thấy thế này thì mỗi tối cứ phải trần truồng mà chạy từ phòng này sang phòng khác, bèn lệnh cho người làm một cái giường to hơn 10 người nằm, đặt trong một căn phòng lớn nhất ở Nhạc Hoa Viên, cho tất cả nữ nhân đều nằm trên đó, thế là hắn ta mỗi tối không phải phiền hà chạy đi chạy lại, hắn muốn ai hoặc là ai muốn hắn ta thì hắn trèo lên người đó hoặc người đó trèo lên hắn.
cả nam nữ nhân đều có được cái thỏa mãn lớn nhất, bọn họ làm thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao mà khi làm cái việc này, hắn gần như là không biết mệt mỏi, mà càng lúc càng mạnh, thật đúng là không thể nào lý giải. Nhưng ngày tháng hỗn loạn nơi này, thời gian trôi qua một cách không ý thức. Hy Bình nhiều lúc cũng nghĩ tới cái công phu quyền cước không ra sao của mình, bèn nhớ lại những chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra để tránh cái cảnh sau này bị người khác xuất một cước đá bay sang một bên mà hóng mát. Tứ Cẩu gần đây lại đang tương tư một nữ nhân vốn là hầu gái của Hoa Tiểu Mạn, tên gọi Oanh Thúy, tuy không xinh đẹp bằng Lan Hoa, nhưng cũng có vài phần tư sắc hơn người. Lan Hoa quả nhiên không thèm quan tâm mấy cái chuyện tình cảm phong lưu này, cũng không thể cưỡng lại những lời cầu khẩn khổ não cùng những lời dụ dỗ ngon ngọt những khi hắn quấn lấy bên mình nên giúp hắn ta bày mưu tính kế, Tứ Cẩu cuối cùng cũng ôm được người đẹp mang về. Thế là đến đêm, tên tiểu tử này cũng học được cái thế tay ôm tay khoác của Hy Bình. Về phương diện này, hắn không thể sánh được với khả năng gần như là vô hạn của Hy Bình, nhưng nếu so với người bình thường thì cũng được xếp vào loại cường tráng. Thế nên vẫn có thể cùng làm cho Lan Hoa và Oanh Thúy được thỏa mãn. Chỉ có một điều là mỗi khi làm xong thì hắn mệt tới mức không muốn làm gì, cứ một hồi lại treo biển ngừng chiến, nhưng khi đã dưỡng mệt xong thì hắn lại có thể tiếp tục chứng minh bản lĩnh của mình trên hai cơ thể nữ nhân, hắn gần như không thấy thỏa mãn khi chỉ có hai nữ nhân, còn có thể cưới về thêm 5-10 người nữa. Thế nhưng từ trước tới nay, cái lôi long muốn chứng minh lại là sự thanh bạch, thế nên không tìm thêm người con gái khác. Cũng không có cái ý nghĩ đó, tâm ý của hắn ta đều gửi vào một mình Bích Nhu, để nàng khỏi phải ăn giấm chua. Cứ thế nửa tháng đã trôi qua. Một ngày, Trường Xuân Đứa Ưng xuất hiện một đám khách không mời mà tới. Hy Bình cùng mọi người ra xem, lại chính là mẹ con Đỗ Tư Tư cùng với Độc Cô Minh cùng với một người thanh niên tướng mạo giống với cha y và một nữ nhân trông giống mẹ y nhưng xinh đẹp hơn nhiều, và... Minh Minh! Không phải là cô ta dẫn tới sư muội xấu xí đến tìm ta đấy chứ? Thảm rồi, thảm rồi. Phụ thân Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Hy Bình liền vùng ra khỏi lòng của Đỗ Tư Tư, chạy lại phía hắn. Hy Bình ôm nó trong lòng một lúc, nói Tuyết Nhi có nhớ phụ thân không? Tuyết Nhi đáp, nhớ. Lúc này hai người đàn ông đàn bà kia tiến lại trước mặt Hy Bình, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Người thiếu nữ nói, đại ca, có đúng là huynh đấy không? Hy Bình ngây người ra, trong lòng vừa kinh động vừa vui, đáp muội là Tiểu Nguyệt, đệ là Đại Hải. Hèn chi hắn thấy quen mắt vậy. Tiểu Nguyệt xà vào lòng hắn vừa khóc vừa nói, đại ca, thì ra chính là huynh. Huynh làm thế nào mà trở nên to lớn đẹp trai thế này? Tiểu Nguyệt không nhận ra huynh nữa rồi. Muội về nhà, phụ mẫu nói huynh đến Viễn Dương Tiêu Cục, vậy mà khi đến đó bọn họ bảo huynh đã đi rồi. Thật không ngờ lại gặp được huynh nơi này, đại ca. Hai huynh muội họ kẹp lấy Tuyết Nhi ở giữa, Tuyết Nhi nhìn thấy Tiểu Nguyệt khóc cũng rơi lệ theo. Hy Bình nói, Nguyệt Nhi ngốc, không được khóc, đại ca trở thành đẹp trai thế này, muội không vui sao? Muội xem, muội và Đại Hải cũng đã thay đổi rồi đó sao? Nếu như hai người không nhận ra ta cũng không thể nào nhận ra hai người, ha ha. Đại Hải hỏi, đại ca, huynh sao lại ở Trường Xuân Đường này? Hy Bình liếc nhìn Hoa Tiểu Mạn một cái. Đắc ý đáp lại, ta chính là rể quý của Trường Xuân Đường, nói như vậy, đệ cũng hiểu chứ. Đại Hải nói, dạ hiểu. Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, đại ca, huynh là con rể của Trường Xuân Đường. Hy Bình nói, muội không tin ư. Tiểu Nguyệt nói, không, Nguyệt Nhi vui lắm. Đại ca, mau giới thiệu đại tẩu cho muội biết nào. Hy Bình liền lần lượt giới thiệu bọn Lôi Phụng Ngũ Nữ cho họ, lúc giới thiệu đến Lãnh Như Băng, Tiểu Nguyệt mặt biến sắc. Giật giọng hỏi, đại ca, huynh không cần cô ấy. Hy Bình xoa trán đáp, làm sao vậy Nguyệt Nhi? Sắc mặt Nguyệt Nhi chuyển sang màu đỏ, nói, Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng ta thường đi cùng một người đàn ông vừa già vừa xấu, lại hay ôm ôm ấp ấp, còn tên kia còn lừa Nguyệt Nhi. Hu hu, cái gì, câu nói của Tiểu Nguyệt đối với Hy Bình mà nói chẳng khác gì sấm đánh ngang tai, thân hình to lớn của hắn gần như không còn đứng vững nổi, mắt mở to nhìn Tiểu Nguyệt đằng trước. Nhìn đôi mắt đẫm lệ vừa thân thuộc vừa xa lạ lại giống như một cơn ác mộng, bỗng chốc hắn hiểu ra tại sao Tiểu Nguyệt lại đi cùng Minh Minh, lại càng rõ hơn Tiểu Nguyệt chính là nữ nhân xấu xí Hiểu Hiểu. Hắn không ngờ lại từng làm qua chuyện loạn luân với chính muội muội mình. Lão thiên gia a, người đối với Hoàng Hy Bình ta thật quá tàn nhẫn, người muốn trừng phạt ta theo lối dâm côn, cũng không nên dùng cái cách khắc nghiệt thế này được.
đại ca, huynh làm sao vậy, huynh giận muội đó ư? Tiểu Nguyệt lay lay Hy Bình đang ôm lấy hai cánh tay của Tuyết Nhi. Hy Bình đến lúc này mới như vừa mới mơ ngủ dậy, lấy hết sức nén chặt cảm xúc, làm ra vẻ như không có chuyện gì đáp, làm sao thế được, huynh lẽ nào lại giận Nguyệt Nhi được, cả đời này cũng không bao giờ. À, ta có chút việc phải đi một chút, muội ở đây nói chuyện cùng các vị đại tẩu một lát, ta sẽ quay lại ngay. Hắn giao Tuyết Nhi lại cho Tiểu Nguyệt bế, quay đầu bước đi lảo đảo rời khỏi đại sảnh. Hy Bình hồn phiêu phách lạc về đến phòng, nhoài người ra giường khóc lóc thảm thiết, nắm chặt quyền đấm liên tiếp lên bản giường, một hồi lâu sau đó dần dần tĩnh tâm lại, đứng dậy khỏi giường, quay người định quay trở lại đại sảnh thì nhìn thấy một khuôn mặt cũng đang ướt đẫm lệ của Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng mặc kệ cho nước mắt chảy trên mặt cũng không cần lấy tay lau đi, chỉ nói, thiếp sợ rằng chàng xảy ra chuyện, mọi chuyện của chàng thiếp đều biết rõ, thiếp biết Tiểu Nguyệt chính là Hiểu Hiểu, thiếp biết trong lòng chàng buồn thế nào. Nhưng, chàng thử nghĩ xem, nếu như lúc đó chàng không làm như vậy, Tiểu Nguyệt sẽ không còn đường sống. Hy Bình bỗng nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, đau khổ đáp, đừng nói nữa, xin nàng đừng nói nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao lại là Tiểu Nguyệt cơ chứ? Tại sao? Lãnh Như Băng lại phía hắn, ôm chặt lấy cái thân hình đang run lên cầm cập kia, nói, Hy Bình, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Thiếp biết chàng rất đau khổ. Nhưng xin chàng đừng tự trách mình như vậy, người đáng trách chính là Thi Trúc Sinh. Chàng cứ thế này, thiếp nhìn thấy mà lòng quặn đau. Hy Bình hét lớn, Thi Trúc Sinh. Vậy mà ngay sau đó hắn lại ý thức được chính hắn mới là người gây ra tội ác này, tuy rằng Thi Trúc Sinh là người hối thúc hắn giao hợp với Tiểu Nguyệt, tội không thể thứ, nhưng đối với chính bản thân cũng không phải là không thể tha thứ sao. Lòng hắn càng lúc càng thêm đau đớn, hắn không thể nào tha thứ mình cho việc đã cùng Tiểu Muội loạn luân. Tiểu Muội hắn, nếu như không vì gặp chuyện này thì đã là một con người thuần khiết biết bao, rất mỹ lệ, rất khả ái. Nếu như cho nàng ấy biết người đàn ông vừa già vừa xấu mà đã cướp đi trinh tiết của mình lại chính là đại ca, nàng ấy liệu có còn mặt mũi nào để sống tiếp? Không, hỡi ông trời, ông không thể để cho Tiểu Nguyệt chịu đựng sự đau khổ này. Không thể để Tiểu Nguyệt biết được chân tướng, tuyệt đối không thể, tất cả những đau khổ đó hãy để tên khốn nạn ta chịu đựng là đủ rồi. Hãy tha cho Tiểu Nguyệt. Lãnh Như Băng thương xót vuốt ve khuôn mặt khôi ngô này đã biến dạng của Hy Bình. Hy Bình, đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, tạm thời cứ để nó như thế, đừng để bọn họ biết chuyện xảy ra giữa chàng và Tiểu Nguyệt. Bọn họ đều yêu chàng, nếu như nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của chàng mà lại không biết nguyên nhân vì sao, bọn họ sẽ nghĩ gì? Chuyện này không thể để nhiều người biết, hãy lau sạch nước mắt, thiếp giúp chàng trang điểm lại. Rồi hãy đi ra, nhìn tóc chàng rối bời kìa. Sảnh lớn của Trường Xuân Đường Hoa Đà sảnh, từ lúc Hy Bình rời khỏi trở nên náo nhiệt. Tiểu Nguyệt hoan hỉ nói chuyện ra thường cùng 5-6 vị đại tẩu, nàng không ngờ rằng đại ca mình lại lợi hại đến thế, cố nhiên có thể cưới một lúc nhiều vợ xinh thế này, trong đó xinh đẹp nhất phải kể Lãnh Như Băng. Nhưng vị đại tẩu này vừa mới gặp mặt đã vội vàng cùng với đại ca rời khỏi đại sảnh. Nàng quả thật không hiểu làm cách nào Lãnh Như Băng làm thế nào lại trở thành nữ nhân của đại ca. Thì chẳng phải là ở cùng với cái lão già xấu xí kia sao? Cái lão già đáng ghét đó đi đâu mất rồi? Lôi Phụng Đẳng nữ cũng rất thích em gái xinh đẹp của Hy Bình, đúng là đại ca đẹp trai, muội muội cũng xinh gái. Sắc đẹp của Tiểu Nguyệt trong đám con gái không nghi ngờ gì nữa phải là số 1 số 2, trừ Lãnh Như Băng ra thì khó ai bì kịp. Tứ Cẩu sau khi ôm chầm lấy Đại Hải, không nói thêm câu nào, lao về phái Tiểu Nguyệt, ân cần hỏi Tiểu Nguyệt, nhớ ra ta không? Tiểu Nguyệt lẩm bẩm trong mồm cố ý đáp, không nhớ. Tứ Cẩu đặt tay lên ngực, tự xưng, ta chính là Kim Thương Thủ Tứ Cẩu. Chúng nữ nhìn thấy bộ dạng dương dương tự đắc của hắn không khỏi thùm tỉm cười. Tiểu Nguyệt giật mình nhận ra, a, hóa ra chính là Tứ Cẩu. Ta nhớ nhà ngươi thả con bướm của ta bay mất, lại còn cùng với Đại Phong hợp đánh nhị ca của ta. Tứ Cẩu không ngờ rằng cả những chuyện ngày xưa cũ đó mà nàng cũng có thể nhớ một cách rõ ràng như vậy, bỗng chốc không biết làm thế nào, gãi gãi đầu xong cũng không biết để tay đi đâu cho tiện, mồm lý nhí cái này, cái này. Cả một lúc lâu cũng không nói ra lời. Bản lĩnh nhớ lâu thù dai của nữ nhân quả thật là thiên hạ đệ nhất. Tiểu Nguyệt vừa giận vừa cười, thôi được rồi, ta tha lỗi cho ngươi đó. Tứ Cẩu vô cùng cảm kích, nịnh nọt, không nghĩ rằng nàng hồi nhỏ thường hay khóc nhè. Lớn lên lại xinh đẹp giường này,
xinh đẹp còn hơn cả hai người vợ của ta nhiều. Tiểu Nguyệt, Tứ Cẩu, ngươi cũng có đến hai bà vợ. Đó là hai người nào? À, chính là hai người đó. Tứ Cẩu tay chỉ Hoa Lan và Oanh Thúy, Tiểu Nguyệt liền tiến tới chào hỏi. Cả đại sảnh không khí thật náo nhiệt, tất cả mọi người đều rất vui. Đương nhiên, trong số những người ở đó có hai người tâm tình vô cùng không vui, đó chính là hai chị em nhà họ Đỗ. Đỗ Từ Từ vì Hi Bình từ đầu tới cuối không nhìn nàng tới một lần mà cảm thấy vô cùng đau khổ. Đỗ Manh Manh khi nhìn Hi Bình có một cảm giác rất quen thuộc, nhất là cái dáng nhìn từ đằng sau và đôi mắt rất giống với nam nhân tên Hoàng Nhiêu kia. Mà tất cả biểu hiện của hắn lúc biết Tiểu Nguyệt chính là Hiểu Hiểu đều cho thấy đại ca của Tiểu Nguyệt chính là Hoàng Nhiêu huynh muội hắn đã loạn luân. Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy từ Hi Bình một cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng nàng chỉ cho rằng đó chỉ là cảm giác tình cảm đương nhiên Tiểu Muội sao mà không cảm thấy ở đại ca mình một cảm giác quen thuộc chứ. Nàng không kịp tra cứu và từ đáy lòng cũng không muốn tìm hiểu. Đỗ Manh Manh biết điều này thật là nghiệt ngã, không muốn cho Tiểu Nguyệt biết chuyện này, điều này đối với Tiểu Nguyệt như một đòn đánh chí mạng. Nàng biết Tiểu Nguyệt mồm không nói ra, nhưng trong lòng thì không quên được tên Hoàng Nhiêu kia cũng chính là đại ca nàng Hoàng Hi Bình. Sau chuyện đó, bọn họ về đến Bích Lục Kiếm Trang cũng không nói ra, vợ chồng Đỗ Thanh Phong tuy biết Tiểu Nguyệt sau khi trở về đã hoa tàn nhị héo, nhưng không muốn vạch trần, nên cũng chẳng hỏi han. Đỗ Manh Manh cứ tưởng rằng chuyện này thì chỉ có nàng với Tiểu Nguyệt biết, nhưng cho đến nay, chuyện này càng thêm phức tạp, nàng nên làm thế nào đây? Lúc Hi Bình và Lãnh Như Băng quay lại đại sảnh thì tất mọi người đã làm quen với nhau. Tiểu Nguyệt đang cùng Ái Vũ Phong cười nói vui vẻ, Hi Bình có ý muốn tránh mặt Tiểu Nguyệt, bèn đi đến chỗ Đại Hải bắt chuyện, hai huynh đệ lâu năm không gặp mặt tự nhiên có bao điều để nói. Hi Bình đối với người đứng bên cạnh Hoàng Đại Hải là Đỗ Manh Manh cũng trình là Minh Minh cảm thấy không chút tự nhiên, nhưng cũng không thể không giơ mặt đón nhận cái ánh mắt dị thường từ nàng. Đại Hải cùng hắn kể lại những chuyện đã xảy ra từ khi ly biệt. Hóa ra cái đôi vợ chồng năm đó đã mang theo bọn họ chính là Đỗ Thanh Phong và Vương Ngọc Phân của Bích Lục Kiếm Trang, Đại Hải chính là đệ tử độc môn của Đỗ Thanh Phong, một trong võ lâm thất công tử. Hi Bình cũng kể ra đại khái những chặng đường đã qua. Rất nhiều sự tình đã giấu đi không nói, như những chuyện chim chuột nam nữ, chuyện cùng với Lãnh Như Băng và Trường Xuân Đường đều không nhắc tới. Về cuối hắn ta nói, mẹ nói, đệ lớn lên nhất định sẽ rất có bản lĩnh, quả nhiên mẹ nói đúng, ôi, võ lâm thất công tử, xem ra thật là kỳ diệu. Đại Hải đáp, đại ca, huynh đánh bại Lạc Hỏa mới thật là có bản lĩnh a. Hi Bình nghe thấy vậy, gần như đối với chuyện Tiểu Nguyệt cũng vứt sang một bên, Lạc Hỏa thì đã là cái gì? Lão đây lúc đánh nhau thì nó vẫn đang mặc tã. Nói xong, nhìn thấy Đỗ Manh Manh trừng mắt lên nhìn hắn, hắn lập tức nghĩ tới Tiểu Nguyệt, lòng lại trùng xuống, đầu cúi xuống, chút đắc ý vừa có được Đại Hải gợi lên khi nói chuyện đả võ uy mãnh đã biến mất theo cái ánh mắt hướng xuống đất. Đại Hải cảm thấy đại ca này ngoài cái tướng mạo biến đổi ít nhiều, còn ngoài ra so với hồi bé thì chẳng khác gì, cười, đại ca, huynh thật chẳng khác tí nào. Tứ Cẩu xen vào, không đúng. Hắn cái gì cũng đã, trừ tính cách và lúc đánh nhau hay lừa gạt người khác là không có gì thay đổi thôi. Hắn nhớ lại cái lần về Hoàn Sơn thôn bị Hi Bình quay cho như một con gà say, lại tức điên lên. Tiểu Nguyệt lúc này cũng rời phòng Ái Vũ để đi lại chỗ bọn họ, nàng vừa lại gần đã xà vào lòng Hi Bình. Hi Bình ôm nàng mà giống như đang ôm một con nhím đầy gai, toàn thân cảm thấy nhói đau, thế nhưng lại không nỡ đẩy nàng ra, gượng cười nói, Nguyệt Nhi. Muội không tâm sự cùng với đại tẩu sao? Tuyệt Ngụy ê trong lòng hắn nũng nịu, Nguyệt Nhi lâu lắm rồi chưa được gặp đại ca mà. Hi Bình giả vờ như vô tình, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nói, Nguyệt Nhi đã lớn như vậy rồi, lại vẫn còn giống như một tiểu hài tử thích xúc trong lòng đại ca mà nũng nịu, người khác nhìn thấy sẽ chê cười Nguyệt Nhi đó. Thật sao, trên mặt Nguyệt Nhi hiện ra chút thất vọng, nàng chỉ thích tựa vào bộ ngực vạm vỡ và ấm áp của đại ca mà nũng nịu thôi. Lão bà, ngày hôm nay thật là nhiệt náo. Hoa Sơ Khai phu phụ bước vào đại sảnh. Sơ Khai, đôi nam nữ kia sao trông quen mắt thế nhỉ? À, nhớ ra rồi, sao mà giống thế? Âu Dương Chân bước nhanh đến bên cạnh Đại Hải và Tiểu Nguyệt, mặt đầy vui mừng, nói, xin hỏi hai vị có phải họ Hoàng hay không? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, vâng, sao A Di lại biết? Âu Dương Chân cười nói, phụ mẫu của các ngươi có phải là Hoàng Dương và Xuân Yến không? Tiểu Nguyệt vui mừng nói, đúng rồi a.
bà có quen biết phụ mẫu của chúng tôi ư? Hoa Sơ Khai cười ha hả, đâu chỉ quen biết, hắn còn là sư đệ của lão phu ý chứ. Thi Bình hét lớn, Nhạc phụ thân của con là sư đệ của người. Âu Dương Chân kinh ngạc nói, Thi Bình, con cũng là nhi tử của Hoàng sư đệ ư? Sao không sớm nói cho ta biết? Thi Bình nói, các người không hỏi, ta tất nhiên là không nói rồi. Tiểu Nguyệt cười nói, A Di, anh ấy là đại ca của con. Hoa Sơ Khai đột nhiên cười nói, không sai, không sai, hắn đúng là đại ca của các ngươi. Ai, một chữ nghìn vàng, không tưởng nổi là tự nhiên lại xuất hiện tên tiểu hoa hoa này. Thi Bình vội nói, Nhạc phụ, người nói gì? Hoa Sơ Khai nói, không có gì, không có gì. Phụ mẫu của các ngươi có khỏe không? Tiểu Nguyệt nói, con 3 tháng trước có về nhà một lần, phụ mẫu đều rất khỏe, nhưng không nói gì cả. Âu Dương Chân đưa tay vuốt tóc nàng nói, tên con là gì? Hoàng Tiểu Nguyệt. Âu Dương Chân nói, phụ mẫu các con khu 10 tuổi thì rời xa chúng ta, từ đó bặt vô âm tín, chúng ta đều rất nhớ họ. Họ không nói với các con về chúng ta, tự nhiên là có lý do của mình. Đại Hải cũng đã từng thấy Sơ Khai phu phụ. Sau đó Hoa Gia liền mở tiệc lớn để đám khách nhân tẩy trần. Trong bữa tiệc lại không hề nhìn thấy Hoa Lôi. Thi Bình lại giống như lần trước tại Viễn Dương Tiêu Cục, uống đến bất tỉnh nhân sự, sau đó nằm gục trên bàn mà khóc lớn. Chúng nhân tất cả đều cảm thấy kỳ quái, chỉ có Lãnh Như Băng và Đỗ Manh Manh là hiểu tại sao. Lãnh Như Băng sợ hắn uống rượu say rồi lỡ miệng, vội vàng cùng Phong Ái Vũ đỡ hắn vào phòng. Phong Ái Vũ không dám uống rượu, nàng chỉ mong mau chóng rời khỏi bàn tiệc. Tửu Yến vẫn cứ thế tiếp tục. Sau khi Tửu Yến kết thúc, Tứ Cẩu bị Lan Hoa và Oanh Thúy kéo về phòng. Lôi Long vẫn chưa say, vì suốt bữa tiệc Bích Nhu không ngừng đưa mắt cảnh cáo, làm hắn không dám uống nhiều. Hoàng Đại Hải và Độc Cô Minh cũng đã được Hoa Gia an bài cho gian phòng tốt. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt ngủ chung một phòng. Hoa Tiểu Mạn ban đầu muốn bố trí cho mẹ con Đỗ Tư Tư một gian phòng riêng, nhưng thứ nhất là Tuyết Nhi được muốn ở cùng với phụ thân của nó, thứ hai là Phong Ái Vũ và Độc Cô Kỳ chủ trương nhường mẹ con Đỗ Tư Tư đến ở trong Nhạc Hoa Viên, và lại Đỗ Tư Tư đối với sự sắp xếp này không hề có ý cự tuyệt. Thế nên hai mẹ con Đỗ Tư Tư đến ở tại đó. Trong gian phòng của Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt, Đỗ Manh Manh vì không có tâm tình để uống rượu, cho nên trong tiệc rượu chỉ cụng ly lấy lệ chứ không uống nhiều. Tiểu Nguyệt có phần ngà ngà say, hai má ửng hồng, nàng nằm trên giường lảm nhảm nói, sư tỷ, tỷ có thích đại ca của muội không? À, muội biết tỷ còn thích cả nhị ca nữa. Đại ca lúc trước hơi gầy gò, nhưng hiện tại lại rất cường tráng rồi, Nguyệt Nhi thấy đại ca như vậy vui mừng lắm. Sư tỷ, tên Hoàng Ngưu sao không thấy nhỉ? Hắn không cùng với Băng Băng tới Trường Xuân Đường ư? Hứ, nhất định là Băng Băng sau khi đến Trường Xuân Đường. Nhìn chúng đại ca của muộn liền quảng cái tên Hoàng Ngưu vừa già vừa xấu đó sang một bên. Nguyệt Nhi cao hứng lắm, hắn không thể nào cùng Băng Băng ôm ôm ấp được, hắn trước đây dám ức hiếp Nguyệt Nhi, sau này nếu gặp hắn, muội sẽ gọi đại ca đánh hắn. Tử Ngưu, để xem ngươi còn dám ức hiếp ta nữa không? Ta không còn là con nghé con nữa đâu, nàng hai mắt đã lơ mơ. Đỗ Manh Manh nhìn túy thái kiểu Mỹ của nàng, nghe những lời nói mơ màng trong cơn say ấy. Trong lòng buồn bã, sư muội, quên tên Hoàng Ngưu đó đi. Chỉ có như thế, muội và đại ca của muội mới không phải sống trong thống khổ và day dứt. Hiện tại đại ca của muội thật sự đang rất hối hận, chỉ có tỷ và Băng Băng biết là hắn phải chịu đựng sự dày vò đó thôi, bọn tỷ cũng cảm thấy như vậy, vì rằng tỷ. Chàng đã là đại ca của Đại Hải thì cũng là đại ca của Đỗ Manh Manh. Sư muội, chỉ mong sau khi muội tỉnh lại có thể quên đi những việc trong quá khứ. Như vậy có lẽ muội sẽ có thể sống tốt hơn. Những nỗi thống khổ sẽ không còn nữa. Đỗ Manh Manh đang cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện, song kỳ tích luôn chỉ là sự ngẫu nhiên, nó hiếm khi xuất hiện. Nhưng tấm lòng lương thiện của nàng khiến người ta phải cảm động, có lẽ trời cao sẽ làm gì đó để đáp lại. Tiểu Nguyệt đã ngủ, trong mộng dường như đang vừa yêu vừa hận một người, yêu và hận đan xen nhau trong giấc mơ, đồng thời cũng đan xen trong chính vận mệnh của nàng. Thi Bình thật sự đã say. Trong bữa tiệc, hắn chỉ muốn uống rượu, rồi cứ thế không ngừng uống một mình. Hắn nghĩ rằng, say sẽ giúp hắn tạm thời quên đi tất cả. Hắn đang nằm trên chiếc giường vô cùng thoải mái, miệng làm nhảm gì đó không rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Lôi Phượng Tam Nữ sau khi quay lại,
chứng kiến Hy Bình say ngất ngư như vậy, trong lòng hết sức thương cảm. Lôi Phượng nói, Hy Bình sao lại có thể say đến thế này chứ? Chàng hôm nay dường như có tâm sự gì đó, khuôn mặt trước đây luôn vui tươi sao giờ lại hiên ra vẻ thống khổ như vậy, rốt cuộc là phát sanh chuyện gì cơ chứ? Chúng nữ nhân thấy Lôi Phượng nói quả thật có lý, họ cũng cảm thấy có gì đấy bất thường, thế nhưng lại không nhìn ra bất thường ở chỗ nào. Thế nên không thể trả lời được câu hỏi của Lôi Phượng, và Lãnh Như Băng cũng không định nói cho họ biết chân tướng sự việc. Loại chuyện như thế này, càng ít người biết thì càng tốt. Lãnh Như Băng nói, không có gì đâu, chàng chỉ uống hơi nhiều một chút thôi mà, sáng mai tỉnh rượu là bình thường lại thôi. Chúng nữ nhân đều cảm thấy câu giải thích của nàng có gì đấy gượng ép, thế nhưng cũng chẳng tìm đâu ra câu trả lời nào khác, nên cũng chẳng muốn hỏi thêm chi nữa, và lại chính họ cũng có uống chút rượu nên giờ hơi say chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Lãnh Như Băng lại không hề thấy buồn ngủ. Nàng nghĩ, nếu Hy Bình không xóa bỏ được gánh nặng trong tim, sớm muộn gì chàng cũng sẽ gục ngã. Nàng thật lòng hy vọng Hy Bình hồi phục lại dáng vẻ vô lại trước kia hoặc có thể giống như một hài tử ấu trĩ. Đột nhiên nàng cảm thấy rằng cứ với bộ dạng thế này, chàng thật khiến cho người ta phải lo lắng. Đại Hải và Độc Cô Minh vài ngày sau thì đến chỗ bọn Hy Bình mấy người để từ biệt. Đại Hải nói hắn muốn trở về tu luyện trường xanh kiếm gì đó của hắn, để tháng sau tại cuộc tỷ võ giữa tứ đại thế gia có thể trở thành người chiến thắng. Đỗ Manh Manh cũng muốn cùng Đại Hải quay lại Lục Kiếm Trang, Tiểu Nguyệt thì kiên quyết ở lại. Tâm tình của Hy Bình vẫn cực xấu, hắn cũng buồn giữ họ lại, nói rằng sẽ gặp lại nhau ở cuộc tỷ võ. Còn Độc Cô Minh tuy không nói ra lý do, thế nhưng người tinh mắt chỉ cần nhìn thần tình của hắn cũng biết hắn muốn đi Trích Nguyệt Thâu Hương cưa gái. Hai mẹ con Đỗ Tư Tư đi theo không tiện, thế nên đành ở lại. Sau khi từ biệt bọn Đại Hải, Hy Bình một mình thẫn thờ thả bộ quanh Trường Xuân Đường, và có một người cứ lặng lẽ theo hắn. Người đó chính là Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư rảo bước đi đến trước mặt Hy Bình, hắn giả bộ như không thấy, cứ thế vượt qua nàng tiếp tục tiến về phía trước. Đỗ Tư Tư trong lòng cảm thấy rất đau khổ, tủi thân. Hắn sao lại có thể làm ra vẻ như không thấy nàng cơ chứ? Nàng lại một lần nữa bước lên trước mặt Hy Bình, không nói năng gì, cứ thể nhào vào lòng hắn, khóc, chàng thật sự không cần Đỗ Tư Tư sao? Hy Bình hai mắt vô thần nhìn Đỗ Tư Tư, nàng so với trước đây đã gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy, lại thêm đôi mắt u oán chứa đầy đau thương. Trong lòng hắn sẵn đã ngập tràn sầu khổ, chậm rãi nói, Tư Tư, ta đang có chút phiền muộn, nàng hãy để ta yên tĩnh một mình, được không? Không, chàng đừng đuổi Tư Tư. Nếu như chàng cũng không cần Tư Tư thì không còn ai cần Tư Tư nữa. Nàng ôm chặt lấy Hy Bình, như sợ hắn sẽ đi mất. Hy Bình nói, Tư Tư, nàng nghe lời đi, nếu không ta sẽ giận đấy. Tư Tư, nghe lời Hy Bình đi, hãy để chàng cho chàng yên tĩnh một mình. Giọng nói của Lãnh Như Băng phát ra từ đằng sau Hy Bình. Hy Bình nói, nàng cũng đi đi. Lãnh Như Băng không trực tiếp trả lời Hy Bình, nàng nói với Đỗ Tư Tư, Tư Tư. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Hy Bình sao có thể không cần muội nữa chứ? Muội cứ đi trước, được không? Tỷ nói vài lời với Hy Bình, rồi sẽ bảo chàng đi tìm muội. Đỗ Tư Tư quyến luyến rời khỏi lòng Hy Bình, nàng ngước mắt lên nhìn họ rồi ngoan ngoãn bước đi. Hy Bình nói, cảm ơn. Lãnh Như Băng khẽ nói, ta biết chàng đang rất đau khổ, thế nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chàng có tự dày vò bản thân đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì. Chàng không nghĩ đến bản thân mình, thì cũng phải nghĩ đến bọn thiếp. Bọn họ hiện tại vẫn chưa biết chàng có chuyện gì, nhưng chàng cứ lãnh đạm với họ như vậy trước sau gì họ cũng nhìn ra. Chàng đã không còn là Hoàng Hy Bình của trước kia nữa rồi, chàng hiện tại là nam nhân của 6 nữ nhân, họ cũng như thiếp đều rất yêu chàng, cần đến chàng. Chàng nếu không sống vui vẻ, họ cũng sẽ như chàng mà sống trong đau khổ. Thiếp không dám mong chàng có thể vứt bỏ ngay tất cả. Thiếp chỉ mong chàng hãy chôn chặt chuyện xảy ra giữa chàng và Tiểu Nguyệt ở trong lòng. Thiếp biết rằng chuyện đó rất khó, nhưng thiếp tin chàng sẽ làm được, chàng không phải là hạng người ủy mị, chàng rất kiên cường. Nếu chàng cứ tiếp tục như vậy, người phải đau khổ không chỉ có chàng, còn có thiếp, Phượng Tỷ, Tiểu Mạn, Ái Vũ, Kỳ Kỳ và Tư Tư, thậm chí còn nhiều người khác nữa. Nói xong, nàng u sầu nhìn hắn, quay người bước đi. Hy Bình ở lại phía sau. Trong đầu ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ. Đúng vậy, chuyện này dù sao cũng xảy ra rồi, giờ không có cách chi cứu vẫn, hắn đã có lỗi với Tiểu Nguyệt,
chẳng lẽ còn muốn có lỗi với những nữ nhân khác của hắn nữa sao? Băng băng nói đúng, không thể để cho người khác phải đau khổ nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ trước sau gì cũng phát giác ra sự việc, ta sẽ phải trả lời với họ thế nào? Chẳng lẽ lại nói rằng, ta vì chiếm đoạt trinh tiết của muội muội mình mà trong lòng day dứt đau khổ hay sao? Bất luận thế nào cũng không thể để họ biết chuyện giữa ta và Tiểu Nguyệt. Trước mặt họ, ta phải giống như trước kia, là một kẻ vô lại, vô sỉ, hoang dâm vô độ. Tại nhạc hoa viên, ngoại trừ gian phòng lớn nhất ra còn có cả thảy 6 gian phòng nhỏ, trước đây thì mỗi người ở một phòng. Lãnh Như Băng và Lôi Phượng cùng ở chung một phòng, vì Lãnh Như Băng có thói quen phải có người ôm mới ngủ được, nên những lúc không có Hy Bình, Lôi Phượng phải thế chỗ hắn để Lãnh Như Băng ôm ấp, sờ mó trong lúc say ngủ, cho đến khi thật sự không thể cố nén nhịn được nữa, họ lại gọi Hy Bình qua bày cuộc ái ân. Từ lúc bố trí sắp đặt được chiếc giường lớn tại đại gian, năm nữ nhân không cần phải quay lại khuê phòng của mình nữa, cứ chiều chiều lại cùng với Hy Bình hăng say quần thảo Phượng Loan. Nhưng chiều nay thì lại đặc biệt khác, họ lại phải trở lại gian phòng của mình vì Hy Bình nói hắn muốn cùng Đỗ Tư Tư khiêu vũ giữa màn đêm linh lung, trong ánh đèn mờ ảo. Chúng nữ nhân trước nay vốn luôn cảm thấy bất bình thay cho Đỗ Tư Tư, vì thế nên đương nhiên nguyện ý nhường hắn cho nàng độc chiếm, chỉ mong nàng sẽ sớm trở thành nữ nhân của hắn như bọn họ. Tiểu Nguyệt vì Đỗ Manh Manh đã không còn ở lại trường Xuân Đường nên cũng muốn tới ở trong nhạc hoa viên, Hoa Tiểu Mạn liền sai người hầu dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng dành riêng cho nàng, song Tiểu Nguyệt nói rằng nàng không quen ngủ một mình, vì thế nhất quyết kéo Lãnh Như Băng đến ở chung. Buổi tối lúc đi ngủ, Tiểu Nguyệt ngập ngừng lên tiếng, Lãnh tỷ tỷ, muội muốn. Muội muốn. Lãnh Như Băng thấy biểu tình của nàng như thế liền hỏi, Tiểu Nguyệt, muội muốn nói gì mà lại cứ ấp a ấp úng như vậy? Tiểu Nguyệt cố lấy hết dũng khí nói, muội muốn hỏi, cái lão sắc ma tên gọi là Hoàng Ngưu đó hiện tại đã đi đâu rồi? Lãnh Như Băng tâm thần đại chấn, như có tiếng sét rạch ngang giữa nền trời, song nàng vẫn giữ ngữ điệu hết sức tự nhiên trả lời, sau khi chúng ta và bọn muội chia tay thì bị địa ngục môn tập kích, hắn vì bảo hộ cho tỷ mà bị lũ người ấy sát hại, chính đại ca của muội đã kịp thời xuất hiện cứu tỷ rồi đưa đến trường Xuân Đường. Lúc này, Lãnh Như Băng đành phải nói dối Tiểu Nguyệt. Mặc cho Tiểu Nguyệt dù có yêu hay hận Hoàng Ngưu đi chăng nữa, nàng cũng không thể coi Hoàng Ngưu là tình lang hay kẻ thù, bởi Hoàng Ngưu chính là Hoàng Hy Bình, đại ca của nàng, sự thật ấy quả thực quá ư tàn khốc. Tiểu Nguyệt đột nhiên si ngốc lẩm bẩm nói một mình, thật sao? Hắn vậy là đã chết rồi ư, ta còn muốn gọi đại ca đến đập cho hắn một trận để chút hận cho Nguyệt Nhi. Vì sao lại chết, ta hận ngươi, hận chết ngươi, ngươi chết đi thì càng tốt, ai bảo ngươi không cần ta? Không đếm xỉa gì đến ta, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Hu hu. Tiểu Nguyệt gục trên người Lãnh Như Băng mà khóc, nước mắt rơi như mưa không ngừng lăn trên ngực áo Lãnh Như Băng. Khiến gò ngực săn chắc của nàng trở nên trơn bóng. Lãnh Như Băng cũng không biết phải làm sao để an ủi Tiểu Nguyệt, nàng nghe Tiểu Nguyệt than khóc, thì chợt hiểu ra rằng nàng đối với kẻ đã cướp đoạt trinh tiết của mình là Hoàng Ngưu thì vừa yêu lại vừa hận. Thế nhưng nàng làm sao có thể nói cho Tiểu Nguyệt biết rằng Hoàng Ngưu kia chính là Hy Bình, đại ca của nàng? Không, tuyệt đối không thể. Tiểu Nguyệt cứ thế khóc, nước mắt cứ tuôn mãi không thôi, đột nhiên, nàng bỗng nghe thấy những tiếng kêu rên rỉ như muốn trêu ngươi. Càng lúc lại càng lớn, càng lúc lại càng rõ ràng hơn. Nàng ngẩng đầu lên chăm chú nghe ngóng một hồi, rồi nói ây, âm thanh đó là. Phong Ái Vũ sớm đã bế Tuyết Nhi qua ngủ phòng mình. Đỗ Tư Tư nghe Phong Ái Vũ nói rằng chiều nay Hy Bình muốn ở chung với nàng nên vừa hết sức kinh ngạc lại pha lẫn nét vui mừng. Đã hai ngày nay, Hy Bình luôn tỏ ra hờ hững với nàng, sao bỗng dưng chiều nay đột nhiên lại muốn nàng đến bồi tiếp hắn. Đỗ Tư Tư rụt rè bước đến gõ cửa gian phòng lớn, Hy Bình ra mở cửa, trông thấy nàng thì chỉ khe khẽ cất tiếng, vào đi. Hỏa nhiệt trong tim Đỗ Tư Tư bỗng như vụt tắt theo câu nói lạnh lùng đó, Hy Bình chàng cớ sao lại lãnh đạm với mình như thế. Nàng buồn rầu khóa trái cửa lại, quay đầu lại thì thấy Hy Bình đã nằm trên giường từ lúc nào, đôi mắt rực lên ngọn lửa si mê ngắm nhìn như muốn đốt cháy nàng. Đỗ Tư Tư cảm thấy có chút không tự nhiên, cái nhìn đó khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa vui mừng, lồng ngực phập phồng háo hức. Nàng từng bước tiến tới trước chiếc giường, trong tim đang chờ mong Hy Bình sẽ giống như trước đây, bật ra khỏi giường lao tới cuồng nhiệt ôm hôn. Thế nhưng, nàng đã phải thất vọng. Hy Bình tuy thấy nàng đang bước tới nhưng vẫn tỏ rõ thái độ hờ hững, chẳng hề có lấy một cử động nào.
trong lòng từ từ bỗng dậy lên một nỗi bi thương. Rốt cuộc là thế nào đây? Chẳng lẽ nàng lại đi cầu xin một nam nhân hãy xâm chiếm mình hay sao? Vì sao tự mình lại phải biến thành một kẻ dâm tiện như thế? Huống hồ nam nhân này căn bản không hề cần đến nàng, vậy sao nàng phải mặt dày mà đến với hắn cơ chứ? Nàng cảm thấy điều này thực chẳng khác gì một sự sỉ nhục, lẳng lặng quay đầu bước ra, bước chưa quá ba bước thì nghe thấy tiếng Hy Bình vẳng lên sau lưng, nếu như không có ta, nàng có lẽ sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn, ta không muốn miễn cưỡng giữ nàng phải ở lại. Đỗ Từ Từ trong lòng chấn động, đừng lặng yên tại chỗ. Hy Bình tiếp tục nói, ta biết trong lòng nàng đã có một nam nhân khác, nếu hắn có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, ta mong nàng đừng chọn ta, bên cạnh ta đã có quá nhiều nữ nhân, ta không cách nào tiếp nhận quá nhiều món nợ ân tình như vậy, ta chỉ muốn được bình yên, ngoài ra cái gì ta cũng không cần, không muốn. Thanh âm hắn khẽ run lên. Đỗ Từ Từ quay đầu nhìn Hy Bình, khuôn mặt chán nản kia dưới ánh đèn leo lét bỗng hiện lên nét gì đó khiến người ta phải thương tâm mà nàng trước đây chưa từng một lần nhìn thấy. Nàng không kìm nén nổi bản thân mình nữa, nhào vào lòng Hy Bình, khóc lớn, thiếp không bằng lòng chàng đuổi thiếp đi, trong tim thiếp không hề có nam nhân nào khác, chỉ có mình chàng mà thôi. Hy Bình ôm lấy tấm thân kiều diễm của nàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, an ủi, đừng khóc nữa, ta tin nàng mà. Không, chàng không tin thiếp, chàng nói dối, chàng và hắn đều giống như nhau, đều là những nam nhân phụ tình. Đỗ Từ Từ ai oán trách móc. Hy Bình thật sự không biết nói gì nữa, thừa nhận rằng mình đang dối nàng, thì nàng càng khóc dữ hơn, nếu như nói rằng không hề dối nàng, nàng sẽ lại bảo hắn là kẻ nói dối. Ai, nữ nhân? Đỗ Từ Từ tựa trên ngực Hy Bình khóc lóc một hồi lâu, mãi sau mới nín, chàng trước đây không chịu nghe thiếp nói ra bí mật của mình, hiện tại chàng có muốn nghe hay không? Nếu như nàng muốn nói, Hy Bình nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt đẫm lệ hoa của nàng, xem như là thay cho câu trả lời. Cái hôn nhẹ nhàng ấy khiến Đỗ Từ Từ lòng hoa nở rộ, đôi nhãn tình u oán trách móc nhìn Hy Bình, môi khẽ nở nụ cười ngọt ngào, sau đó hồi tưởng lại, khi thiếp vừa tròn 20 tuổi, vì gia thế hiển hách cùng tạo nghệ kiếm pháp của bản thân, trên giang hồ sớm đã nổi danh với biệt hiệu Bích Ngọc Tiên Nữ, tất nhiên được nhiều võ lâm thanh niên theo đuổi, nhưng thiếp vốn luôn đòi hỏi cao, thế nên mãi vẫn chưa thấy ai vừa mắt, cho đến khi gặp được hắn. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ. Thiếp gặp hắn và chàng đều cùng trong một tình huống. Lúc đó thiếp bị Tam Kiệt đánh bại, khi bọn chúng đang chuẩn bị vũ nhục thiếp thì hắn xuất hiện. Là thiếu nữ lắm mộng mơ hỏi sao thiếp không động tâm cho được cơ chứ. Thiếp trước đây đối với những thanh niên đang theo đuổi mình chẳng hề có lấy một chút động tình, chỉ vì mãi chưa gặp được ai đủ tầm khiến thiếp phải động lòng. Hắn đương nhiên là không giống những nam nhân khác, bởi hắn không những là một người rất tuần tú và phong lưu, lại còn giúp thiếp giữ được sự thanh bạch. Thiếp chỉ trong thời gian ngắn đã vô tình đem lòng yêu hắn. Sau 3 ngày quen nhau, hắn đòi cùng thiếp hoàn hảo, thiếp không ngờ lúc đó đến một ý niệm cự tuyệt cũng không có. Có điều hết sức kỳ quái, trước lúc làm chuyện đó, hắn đưa cho thiếp uống một viên dược hoàn, nói rằng đó là trụ nhan chi bảo tổ truyền nhà hắn, thiếp chẳng hề hoài nghi liền uống ngay. Thế nhưng sau khi thiếp và hắn làm xong chuyện đó, hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, bảo rằng thiếp không nên yêu hắn, mắng thiếp là đồ ti tiện. Hại hắn phải chịu tổn thất trọng đại, thiếp lúc đó vừa tức giận vừa hổ thẹn, thực vô cùng oan ức. Sau đó thiếp biết rằng, nguyên lai viên dược hoàn mà hắn đưa cho thiếp được gọi là địa tạng hoàn, vốn là thứ thuốc giúp hắn tu luyện một loại võ công, vì lúc đó thiếp đã động chân tình với hắn, mà nhiệt tình đang bốc cháy lại tương khắc đối với âm hàn căn tính của dược hoàn, vì vậy tác dụng của dược hoàn chỉ phát huy được một nửa, khiến hắn không thể luyện thành thần công, còn thiếp thì võ công thất tán hoàn toàn. Sau việc này, hắn đã không còn cách nào quay đầu lại. Thiếp những năm đầu còn mong chờ hắn quay lại tìm thiếp, nhưng 7 năm trôi qua, vẫn không hề thấy bóng dáng hắn. Sau này, thiếp mới biết rằng tất cả chuyện đó đều do bàn tay hắn sắp đặt, việc cứu thoát thiếp bất cố chỉ là một màn kịch được chúng cùng nhau phô diễn, là hắn muốn lợi dụng thân thể của thiếp để tu luyện võ công, thực ra thì hắn không hề yêu thiếp. Nói đến đây, nàng ngừng lại ngước nhìn Hy Bình, dưới ánh đèn, đôi mắt nàng long lanh như hai giọt sương lúc bình minh. Hy Bình nhẹ nhàng nói, nếu điều đó khiến nàng đau khổ, nàng không cần phải nói nữa, ta không quan tâm nàng đã từng chung đụng với ai, chỉ cần nàng hiện tại nguyện ý phó thác thân mình cho ta, ta sẽ yêu thương nàng suốt đời. Đỗ Từ Từ tựa vào ngực Hy Bình, tiếp tục kể, sau khi trở về nhà, bụng thiếp cứ to dần, không có cách nào che giấu. Phụ thân chất vấn thiếp,
thiếp chỉ khóc chứ không nói, thế nên người rốt cuộc cũng không hỏi ra được chuyện gì đã xảy ra. Rồi cứ thế, thiếp sinh Tuyết Nhi, từ đó rất ít khi đi ra ngoài. Trong 2-3 năm, thiếp cùng Tuyết Nhi mỗi năm đều đến võ đầu môn để chúc thọ. Không ngờ trong một lần lại tình cờ gặp Địa Kiệt và Thiên Kiệt, chúng nói dối với thiếp rằng hắn rất thương nhớ thiếp và muốn được gặp Tuyết Nhi, bảo thiếp đến gặp hắn. Thiếp vốn vẫn hận hắn, tình cảm đối với hắn sớm cũng đã nguội lạnh, thế nhưng trong tâm vẫn luôn mong muốn có được một chỗ dựa, huống chi hắn còn là phụ thân của con gái thiếp, nếu như có thể. Thiếp tin tưởng, liền giao Tuyết Nhi cho chúng, nào ngờ khi bế được Tuyết Nhi rồi thì bọn chúng liền trở mặt, nói rằng thực ra hắn chỉ cần Tuyết Nhi, còn thiếp thì để mặc cho Nhị Kiệt tùy tiện xử lý. Sau đó chúng dùng Tuyết Nhi để uy hiếp thiếp phải thoát y, đang chuẩn bị. Hu hu, Thi Bình an ủi, đừng khóc, từ từ đừng khóc nữa, Thi Trúc Sinh là loại người không đáng để nàng phải khóc. Đỗ Từ Từ ngạc nhiên hỏi, sao chàng biết hắn là Thi Trúc Sinh? Thi Bình phẫn hận, mẹ nó, chỉ có hắn mới làm ra những chuyện như thế. Băng Băng cũng uống phải cái địa tàng hoàn gì đấy của hắn, tình huống mà nàng và Băng Băng gặp phải không khác nhau bao nhiêu. Và lại Tam Kiệt là thủ hạ của Thi Trúc Sinh, nên ta sớm đã đoán ra người mà nàng đang nói đến chính là hắn, chỉ là ta không muốn ngắt lời nàng, thế nên không nói ra. Nếu sau này để lão tử bắt gặp, ta nhất quyết sẽ đập bẹp cái thằng tiểu tử của hắn. Đỗ Từ Từ kinh ngạc nói, Băng Băng cũng bị hắn. Thi Bình biết nàng đang định nói gì, liền cười xòa, đừng lo, hàn độc của Băng Băng đã được ta giải trừ rồi, nàng ấy trước khi đến với ta vẫn còn là băng thanh ngọc khiết. Đỗ Từ Từ ai oán, bọn họ ai ai cũng đều là băng thanh ngọc khiết, chỉ có thiếp L.A. hoa tàn liễu rủ, có phải chàng vốn ghét bỏ thiếp lắm phải không? Thi Bình vội đáp, sao có thể như vậy được? Đỗ Từ Từ giận dỗi nói, chàng vì sao chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ta, như vậy chẳng phải là lãnh đạm với thiếp sao? Trong mắt Hi Bình thoáng lộ nét cười, hỏi ta có như vậy à? Đỗ Từ Từ đâm đấm vào ngực hắn, nói, chàng còn dám nói là không có sao? Chàng đã làm tan nát trái tim của người ta, giờ lại dám nói là không có, chàng đúng là tên tiểu vô lại mà. Hi Bình hôn lên môi nàng, trả lời, nàng lần trước chẳng nói rằng trong tim đã có một nam nhân khác, không muốn cùng ta ân ái hay sao? Ta sợ nàng lại giống như lần đó. Nhằm lúc lửa tình của ta đang rực cháy thì dội vào một gáo nước lạnh. Nàng nếu chưa xác định rõ con tim mình thuộc về ai, thì chiều nay ta sẽ không giữ nàng ở lại. Ta không muốn thấy nàng sau này phải hối hận, nàng khiến ta nhìn mà phải đem lòng thương tiếc, nàng đích thực là một nữ nhân như vậy sao Từ Từ? Đỗ Từ Từ trừng mắt nhìn hắn đầy thâm tình, sau đó nhéo hắn một cái thật đau. Thi Bình thét lên oai oái, sao nàng lại dùng chiêu này? Đỗ Từ Từ nói, ai bảo chàng không tin tưởng Từ Từ. Lần trước thiếp nói như vậy, cũng là vì muốn tốt cho chàng, thiếp cho rằng trong tim mình vẫn còn hình bóng hắn, cũng bởi vì hắn là phụ thân của Tuyết Nhi, lại là nam nhân đầu tiên của người ta, thiếp sợ khi cùng chàng hoàn hảo sẽ lại nghĩ tới hắn, cho nên lần đó mới cự tuyệt chàng. Đối với chuyện này nàng không cần phải lo lắng, khi hoàn hảo cùng ta, nàng tuyệt đối sẽ không còn tâm trí nào để tơ tưởng đến nam nhân khác đâu, ôi chao. Đỗ Từ Từ lại nhéo hắn thêm một cái, u oán nhìn hắn, nói, chàng không thể để cho người ta nói hết đã hay sao? Thi Bình vội vàng, nàng nói đi, nàng nói đi. Đỗ Từ Từ liền nói, thiếp thật sự đã từng yêu hắn, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Từ lúc biết được tất cả những trò lừa đảo của hắn, biết hắn không hề yêu thương thiếp, thiếp đã hoàn toàn thất vọng về hắn. Sở dĩ chiều hôm đó thiếp không muốn để chàng yêu thiếp. Vì thiếp biết chàng ngay cả một chút thông cảm với người ta cũng không có, lại còn nhẫn tâm bỏ rơi thiếp, thiếp chỉ muốn cho bản thân thêm chút thời gian để có thể hoàn toàn quên đi hắn, để rồi toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng, chàng đã không cần người ta thì thôi, lại còn bảo người ta hãy quên chàng đi. Hu hu, nàng nói rồi lại khóc, lệ đẫm tràn bờ mi. Thi Bình lại phải an ủi nàng thêm một hồi, sau đó dỗ dành, vậy bây giờ nàng quyết định sẽ quên ai? Đỗ Từ Từ trợn tròn mắt nhìn hắn, nói thiếp trước đây vốn muốn quên chàng đi, nhưng từ lúc chàng ra đi, thiếp mới phát hiện ra rằng người mà thiếp luôn ngày đêm mong nhớ chính là chàng, cứ nghĩ đến chuyện chàng không còn cần Từ Từ nữa là trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên. Thiếp biết dù thiếp có cố gắng làm mọi cách để quên chàng thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều vô ích, chỉ càng lúc càng nhớ thương chàng hơn mà thôi. Trong tim mình, thiếp đã coi chàng là chỗ dựa của hai mẹ con thiếp. Nếu chàng không còn cần mẹ con thiếp nữa, thì hai mẹ con thiếp biết đi đâu.
chàng đã coi Tuyết Nhi là con gái, thì chàng phải thực hiện tốt nghĩa vụ của một người cha, cũng phải là nam nhân của mẫu thân Tuyết Nhi. Một kẻ hỗn đản như chàng, phải chăng đến một chút chức nghiệp đạo đức cũng không có. Hình Bình thở dài, xem ra ta lại có thêm một khoản nghĩa vụ nữa rồi. Đỗ Từ Từ cất giọng u oán, chàng sẽ không lạnh nhạt với Từ Từ nữa đâu, phải không? Hi Bình cảm thấy có chút thương cảm đối với nàng, hắn giờ đã minh bạch tại sao đôi mắt Đỗ Từ Từ lại luôn buồn như thế, cuộc đời nàng quả thật đã phải chịu quá nhiều đau thương. Nhẹ nhàng mân mê mái tóc mây của nàng, hắn ôn nhu nói, ta muốn ngắm nhìn Từ Từ nhảy múa, có được không? Đỗ Từ Từ ngơ ngẩn hỏi, múa điệu gì, mà sao lại múa lúc này? Hi Bình cười nhạt, nói bằng giọng điệu hết sức tự nhiên, múa thoát y. Chàng, Đỗ Từ Từ bất thình lình lấy hết sức bình sinh nhéo Hi Bình một cái thật đau, khiến Hi Bình phải hét lên, Từ Từ, nàng không muốn múa thì thôi, ái chao ôi đau quá. Đỗ Từ Từ rời khỏi lòng Hi Bình, chậm chậm đứng lên, nhìn Hi Bình, chuyển mình đi đến giữa giường, rồi quay đầu lại nói, mỗi nữ nhân trưởng thành đều thích được thoát y trước mặt nam nhân của mình, nhưng Từ Từ lại không biết khiêu vũ. Hai người nằm trên chiếc giường lớn được đặt giữa phòng, bốn phía treo bốn ngọn minh đăng lớn, khiến cả gian phòng ngập trong một luồng ánh sáng huyền ảo, cùng bầu không khí như muốn mê hoặc lòng người. Trước lúc bước vào căn phòng này, Đỗ Từ Từ đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế nên nàng chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh làm bằng sa liệu. Dưới ánh đèn, nàng đứng thật thẳng, thấp thoáng để lộ ra phần thân thể được chiếc áo ngủ che phủ, ẩn hiện màu da thịt gợi đầy nhục cảm trong mắt Hi Bình. Dục vọng nguyên thủy của hắn như được kích động, khát khao đòi hỏi sự đáp ứng. Trên giường, Đỗ Từ Từ ngước mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ e thẹn, nhìn nam nhân của nàng với ánh mắt say mê đắm đuối, cảm thấy máu huyết trong người cứ nhộn nhạo cả lên, tim đập rộn ràng. Sắc mặt nàng hiện lên sắc hồng đẹp như dáng chiều. Hai tay của nàng lần xuống eo, dùng thủ pháp nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc đai lưng. Nó được buộc bằng một nút thắt rất đơn giản. Nàng dùng ngón cái và ngón trỏ đặt vào giữa nút thắt rồi từ từ kéo ra, sau đó đưa tay lên buộc lại mái tóc. Đai lưng theo cái buông tay của nàng rơi xuống, chiếc áo ngủ cũng đồng thời hé mở sang hai bên, để lộ ra thân hình mỹ miều. Từ cái cổ thon của nàng đi xuống là khe ngực rất sâu. Vì ánh đèn mờ ảo không đủ chiếu sáng, nên khiến người ta cảm giác cái khoảng đen nhỏ ngắn đó như một vực sâu muôn trượng, hun hút không nhìn thấy đáy. Từ hai đầu của vệt đen đó, mỗi đầu lại rẽ ra hai cung tròn mờ mờ tối. Vệt đen hợp với bốn cung tròn đó phát thành hai vòng bán nguyệt hợp lại với nhau. Lơ lửng trên vùng ngực trắng hòa lẫn ánh vàng trông như là hai quả bưởi căng mọng vừa chín tới. Điểm xuyết giữa hai trái cầu căng cứng lơ lửng đó mỗi bên nửa hạt táo hồng sậm nhô cao, thật khiến người ta nhìn thấy là muốn ngậm lấy mà thưởng thức hương vị cực kỳ ngọt ngào thơm tho của trái cấm. Hai bên hạt táo là hai vạt áo ngủ đang dán sát vào cặp nhũ phong của nàng, như lớp tuyết trắng mỏng manh phủ lên hai đụn cát vàng. Càng về dưới, hai vạt áo ngủ ngả xuống càng mở rộng ra. Từ nhũ phong của nàng đi xuống là vùng bụng trơn phẳng, không lưu lại chút dấu vết nào chứng tỏ đã từng có hài tử, trông như một phiến lụa phẳng lì phơi dưới ánh sáng vàng vàng của buổi hoàng hôn, gợi lên cảm giác đàn hồi, mềm mại. Xuống dưới nữa là chiếc quần lót đen tuyền, từ phía Hi Bình nhìn tới, như miếng sa hình tam giác dính sát vào hạ thể. Giữa miếng vải lõm xuống một khe hẹp, hai bên khe hơi lồi lên. Vài cọng lông không chấp nhận bị miếng sa đè ép, len lén thò ra ngoài khiến người ta phải mê mẩn. Từ vùng tam giác mê người đó duỗi ra cặp đùi thon dài tròn lẳng với làn da láng mướt làm giá đỡ làm tôn lên toàn bộ vẻ mỹ lệ của nàng. Nhìn thấy cái thân thể đàn bà kiều diễm mê người đó, Hi Bình không ngừng nuốt nước bọt, cảm thấy hạ thể bắt đầu bành trướng, chịu không nổi liền ngồi bật dậy. Vốn dĩ hắn chỉ mặc độc một cái quần cộc rộng, bây giờ biến thành giống như một cái lều được dương lên hết cỡ. Cái vật đó như muốn xé toạc vải mà chui ra. Đỗ Từ Từ xoay người, quay lưng về phía Hi Bình, đưa hai tay lên hai bên trán gạt tóc trượt xuống cổ rồi dừng lại ở hai vai, khẽ nắm cổ áo ngủ, nhẹ nhẹ đẩy về phía sau, phô bày đôi bờ vai và khoảng lưng trơn phẳng không chút gầy gò. Chiếc áo ngủ tiếp tục trượt xuống như một thứ ánh sáng mộng mị phiêu phưỡng lạc xuống giường. Từ trên vai nàng hạ chênh chếch xuống dưới, lúc đến giữa chiếc eo thon của nàng thì đột ngột ngoặt xéo ra ngoài. Bờ mông này nở hơn sau khi sinh vỉnh ra vừa to lại vừa tròn khiến Hi Bình nhìn thấy phải bập bẹ mấy tiếng nghe không rõ nhưng ai cũng hiểu được, ực ực, thứ ngôn ngữ nguyên thủy của con người. Hi Bình vội nuốt nước miếng gọi, Từ Từ, nàng lại đây. Đỗ Từ Từ nghe lời tiến tới,
Nàng hạ hai tay xuống, nhẹ nhàng hỏi, Hy Bình, Từ Từ có đẹp không? Hy Bình chỉ xuống hạ thể của hắn, đáp đây chính là đáp án mà nàng mong chờ. Đỗ Từ Từ giận dữ, chàng hư lắm. Hy Bình cười, đâu có, đâu có, thế này là tốt lắm đấy, đây là phản ứng tự nhiên mà, nam nhân nếu nhìn thấy nàng lõa thể đều sẽ phát nộ lên như thế này hết. Từ Từ, nàng cởi nốt mấy mảnh vải còn lại trên người nàng ra đi, hay là nàng đợi ta dùng miệng cắn nát rồi lôi chúng xuống. Đỗ Từ Từ mắt xoe tròn nhìn Hy Bình, đoạn hai tay đưa xuống vùng eo hông, nắm lấy chiếc quần lót khả ái màu đen, lại nhìn qua đôi mắt như muốn tóe ra lửa của hắn, khẽ thở dài, buông chiếc quần lót mỏng manh đó xuống, nàng cong eo xuống theo, hai nhũ bộ trước ngực nàng rủ xuống, chuyển từ khối cầu hình bán nguyệt thành hình thuôn thuôn, như trái dưa chín mọng còn chưa được người ta tới hái. Bên trong phải chăng chứa đựng một thứ sữa trắng. Khi chiếc quần lót trượt xuống đến mắt cá chân của nàng, hai chân nàng lần lượt nhón lên rồi hạ xuống. Cái quần lót dễ thương đó đối với Hy Bình mà nói lại là một tấm màn che chắn đen thui thật khó ưa giờ đã nằm gọn trên giường. Liền đó, cái eo đang cong xuống của nàng dựng thẳng lên. Hy Bình liền hướng ánh mắt về phía trên đùi nàng nhìn không chớp mắt. Dưới ánh đèn, đương nhiên chỉ thấy một phiến lông đen dày đặc, Hy Bình thở dài thất vọng, tự hỏi, phía dưới đó là cái gì nhỉ, ta cứ phải lấy tay vạch ra thì mới có thể nhìn thấy cái gì ở sau đấy ư. Hắn thủ thỉ, Từ Từ, bây giờ thì nàng có thể múa cho nam nhân của nàng xem không? Đỗ Từ Từ rầm rậm chân, bầu ngực nàng cứ nhấp nhô lên xuống, đung đưa trái phải, giận dữ nói, người ta đã nói là không biết múa rồi mà, không múa đâu. Hy Bình hỏi, sao lại không múa? Chẳng phải ta đã nói rõ là chiều nay muốn xem nàng khiêu vũ rồi hay sao, nàng chẳng lẽ muốn để ta phải thất vọng à? Từ Từ, nếu không biết múa thì nàng cứ lắc lư vài tư thế mà nam nhân khi thấy đều hưng phấn đi cũng được mà. Chàng còn chưa đủ hưng phấn à? Cái vật đó của chàng chẳng phải đã thành cái gì gì đó rồi sao? Chàng còn muốn ngồi đó đến bao giờ nữa, chàng? Đỗ Từ Từ đột nhiên không biết phải nói gì thêm nữa. Nàng dạng cặp đùi thon nhỏ ra, ngửa người lên, uốn cong toàn bộ thân hình, hai tay chống xuống giường, giống như một chiếc cầu. Cặp núi đôi tròn trịa, cong vút biến thành tròn dẹp áp xuống ngực, rồi lại tuột sang hai bên. Hy Bình bật dậy khỏi giường, hét lớn, Từ Từ, giữ nguyên tư thế đó, ta đến đây. Hắn nhảy hai bước một đến trước đầu gối của nàng, cúi xuống eo nàng, hai tay giương ra siết chặt lưng nàng, cái miệng rộng há ra vồ lấy đôi môi anh đào của nàng. Đưa lưỡi vào miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho. Hai người lưỡi miệng đưa đẩy, cánh mũi phập phồng phả ra hơi thở nóng rực. Đỗ Từ Từ cảm thấy đôi ta bàn tay to lớn của Hy Bình không ngừng xoa bóp ngực nàng, từ ngực nàng truyền tới từng cơn ngứa ngáy nhột nhạt, khiến nàng không cách nào kiểm soát được bản thân mình nữa. Ma chảo của Hy Bình nương theo ngực nàng mò xuống đến bụng dưới, uốn cong một đường đi thẳng đến âm hộ, rồi dừng lại đó. Nhẹ nhàng mân mê vùng lông trơn bóng và nhạy cảm của nàng, ngón tay chọc ra, chọc vào cái khe thịt mềm mại và ướt át đó. Thân thể Đỗ Từ Từ khẽ run lên theo từng động tác của Hy Bình, kinh mạch toàn thân nàng bắt đầu căng lên, cảm nhận từ những nơi mà bàn tay Hy Bình đi qua từng cơn tê dại không thể kiềm chế, nàng cảm thấy ngón giữa của Hy Bình đang trượt vào trong nhục bích của mình, toàn thân lại càng run rẩy hơn. Nàng quay mặt sang một bên, tránh né cái hôn nóng bỏng của hắn, hổn hển, Hy Bình. Thiếp không chịu được nữa rồi, chàng để thiếp nằm lên trên đi, chúng ta đổi tư thế. Hy Bình kéo nàng lên trên, nói, Từ Từ, nàng tháo cái lều này ra cho ta. Đỗ Từ Từ quỳ xuống, hai tay cởi chiếc quần ngắn của Hy Bình xuống, dương vật của hắn dương lên như cung tên. Nàng ném chiếc quần đang cầm trong tay đi, chăm chú nhìn vào nam căn đang bày ra trước mắt. Nó đang lẫm lẫm huy phong cương lên trước mắt nàng, cái đầu tròn dè to lớn như nắm đấm. Lúc này lại giống như một viên kim cương màu tím đen lấp lánh dưới ánh đèn. Phần thân của cái nam căn đó có nhiều đường gân máu căng phồng chạy dọc đan xen lẫn nhau, quả thật là kỳ quái, những đường gân máu đột nhiên như những vòng tròn sắc tím quấn chặt lấy nhục căn, giống như một con huyết xà đang uốn mình cuộn khúc. Hy Bình liền bảo, Từ Từ, cầm lấy nó đi. Từ Từ do dự một chốc, rồi hai tay nắm lấy nam căn của Hy Bình. Chợt phát hiện ra rằng tay nàng vô phương cầm trọn được cái thân to lớn của nó, nàng có dùng hai tay thì cũng chỉ có thể nắm được một nửa độ dài, còn một nửa thì vẫn hùng dũng nhô ra ngoài. Đây là cái thứ gì vậy? Nàng lúc trước từng cùng Thi Trúc Sinh hoàn hảo, song thủ cũng từng nắm lấy nam căn của Thi Trúc Sinh, nhưng cũng chỉ để lộ một phần ra ngoài mà thôi. Còn cái này,
sao lại có thể dài đến thế cơ chứ? Nàng đột nhiên có chút lo sợ, ngây ngốc nắm nam căn của Hy Bình, cảm thấy da rẻ trên vật này đặc biệt dày và đàn hồi rất tốt, còn những đường gân máu thì đang rung động mạnh mẽ. Nàng ngẩng mặt nhìn Hy Bình, hồi lâu mới nói lên thành lời, miệng thiếp không ngậm hết được nó đâu. Hy Bình cười cười, nâng người nàng lên, ta đã bảo nàng phải thế đâu, nàng gấp gáp làm gì chứ? Tư Tư bẽn lẽn, nhưng trước đây hắn bảo Tư Tư, bảo Tư Tư. Nàng chung quy không dám nói thêm nữa. Hy Bình đáp, đừng sợ, cái miệng nhỏ phía trên của nàng thì không thể dung nạp được nó, nhưng cái miệng phía dưới thì lại có thể đấy. Bọn tiểu mạn đều làm được, huống chi nàng còn từng sinh hạ một hài tử rồi. Tư Tư im lặng, nhìn vào nam nhân hùng tráng trước mặt, hắn phải cao đến hơn 1m90. Nàng đứng chỉ đến cằm hắn, phải ngừng cao đầu lên mới nhìn rõ mặt hắn, đó là một khuôn mặt nam tính mang đầy vẻ hấp dẫn tà mị. Cái cổ thô lớn của hắn trông rất cân đối, bên trên xương đòn nhô lên hai đường cơ lớn, đường cơ ba góc gồ lên trên hai cánh tay như một khối kết cấu đúc đồng, rất cứng rắn, khiến người ta phải cảm thấy rung động mỗi khi nhìn vào. Đằng trước ngực là hai mảng cơ ngực lớn cùng với cơ lưng bắt nguồn từ hai bả vai cấu thành một cơ thể đầy đặn, hùng tráng và hoàn mỹ. Toàn bộ cơ thể phần trên của hắn tạo ra một hình tam giác, eo lưng hắn tuy to nhưng so với bộ ngực vạm vỡ thì trông lại bé nhỏ. Vậy mà sáu khúc cơ bụng cùng phần bụng không chút mỡ thừa nào không những đem lại một cảm giác về một sức mạnh dẻo dai, lại càng gây nên một cảm giác về sự hoàn mỹ. Đôi chân hắn vừa thô to lại vừa dài, giống như hai cây cột đồng dựng trên giường, làm cho người ta cảm giác thấy một ý chí không thể quật ngã ở hắn. Nàng đã ngắm ta một lúc lâu rồi, nàng không phải muốn cứ thế này mà ngắm ta cho đến khi trời sáng đấy chứ. Nói xong, Hy Bình ôm chặt lấy Đỗ Tư Tư. Sau khi hôn nàng một cái thật dài, hắn bắt đầu hôn từ hai dãy tai nàng tới cổ, tiếp theo hôn lạc xuống phía dưới bộ ngực vừa mềm nhũn vừa trắng nõn của nàng, liếm qua liếm lại cặp nhũ phong, cuối cùng dùng miệng vừa ngậm vừa cắn hai đầu nhũ, hai răng vừa cắn lại vừa dai. Tay trái hắn ôm lấy nàng, xoa xoa lên tấm lưng nhẵn bóng, tay phải thì nắn bóp cái âm hộ trắng nõn. Trong lúc làm những động tác này, hắn gần như đã tập trung hết sự chú tâm và dịu dàng. Đỗ Tư Tư hưởng thụ từng cái hôn liếm và ve vuốt của Hy Bình, dục tính của nàng dần dần tăng lên, men tình tối nguyên thủy của nhân loài bùng lên rực cháy. Bị răng của Hy Bình nhẹ nhẹ cắn, khiến đầu nhũ của nàng trở nên nhột nhạt, nàng bất giác phát ra âm thanh rên rỉ, đôi môi hồng nhẹ nhàng cắn vào dái tay Hy Bình. Cái mũi cao thở ra hơi nóng, khiến Hy Bình cảm thấy ngứa ngứa. Dục tình của Hy Bình bị kích thích đại tăng, kéo tay phải của Tư Tư đặt vào nam căn của hắn, nói Tư Tư. Thứ bảo bối dưới tay nàng sẽ khiến nàng vô cùng sung sướng cho mà xem. Đỗ Tư Tư cầm cái phần thân nóng rực như lửa ấy của Hy Bình trong tay, tự hỏi vì sao nhiệt độ của nó lại có thể lên cao đến như thế. Nàng bắt đầu mân mê nam căn trong tay, Hy Bình toàn thân khoái cảm dâng trào, ngón tay chọc vào trong khe suối của Đỗ Tư Tư, đút ra đút vào với tốc độ cực nhanh. Từ một ngón rồi chuyển thành hai ngón đút vào, Đỗ Tư Tư trong giây phút đó hai chân căng cứng lại. Hy Bình bảo, Tư Tư, thoải mái một chút, đây đâu phải là lần đầu tiên của nàng, có gì mà phải khẩn trương chứ. Khuôn mặt Đỗ Tư Tư sớm đã ửng đỏ, lúc này lại càng xuân ý tràn đầy, hờn dỗi, chàng dã biết thiếp trước đây mới chỉ làm chuyện này có một lần, lại còn trêu thiếp. Hy Bình vẫn tiếp tục những động tác của hắn, không chịu buông tha, dễ chịu không? Đỗ Tư Tư đột nhiên cảm nhận từ hạ thể truyền lên từng cơn khoái ý. Một lượng lớn dịch thể từ đó chảy xuống đùi và hai chân của nàng, rên rỉ Hy Bình, thiếp muốn rồi. Ngón tay của Hy Bình của bị thứ nước đó làm ướt đẫm, lúc này nhục bích mềm mại của nàng cũng đã ẩm ướt đến cực điểm, lông mao cũng ướt mượt, tựa như bãi cỏ vừa trải qua một cơn mưa xuân. Vùng lông đen bóng ướt giạt xuống âm hộ, để lộ ra khe hở nhỏ hẹp. Hy Bình hưng phấn nói, cũng đến lúc rồi, Tư Tư, cố nhịn một chút. Tư Tư buông bàn tay đang nắm hạ thể của Hy Bình ra, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân đưa lên kẹp lấy hông hắn, cặp nhũ phong ép sát vào ngực hắn, cắn dái tai của hắn, đề nghị Tư Tư muốn ngồi lên chàng. Hy Bình hai tay nâng phần hông đầy đặn của nàng lên, nói ta sẽ cho nàng cưỡi thật thích thú. Hai tay hắn gồng lên, nâng Đỗ Tư Tư lên cao một chút để âm hộ của nàng đè thẳng lên đầu nam căn của hắn. Cái khúc côn thịt cứng rắn như sắt của hắn tiếp xúc với âm hộ. Sau đó hai tay bóp lấy cặp mông đẫy đà của nàng, âm hộ cùng đầu côn liên tục tiếp xúc, trà sát. Sau một lúc mây mưa,
Hi Bình cảm thấy hai quả trứng của hắn bị dịch thể của Đỗ Tư Tư chảy ra làm cho ướt đẫm, cái miệng nhỏ của Đỗ Tư Tư cũng đã mềm xèo. Hi Bình cất giọng ôn nhu, Tư Tư, ta muốn vào trong rồi. Thế nhưng, trong chớp mắt, Đỗ Tư Tư chỉ cảm thấy lòng đầu của Hi Bình chỉ chạm tới khe nứt của nhục phùng, chứ không thể tiến thẳng vào trong. Bỗng nghe Hi Bình nói, Tư Tư, thế này không được, phía trong của nàng vẫn còn nhỏ quá, ta vào không được, nàng mở rộng ra một chút. Đỗ Tư Tư kinh hãi, người ta phải mở rộng thế nào đây? Ai bảo cái dâm côn của chàng to tới mức đến cả con trâu cái cũng phải sợ. Hi Bình hô lên, ta tới đây. Vừa nói, hai tay hắn vừa rời khỏi mông Đỗ Tư Tư, duỗi hai chân nàng xuống, lòng bàn tay đỡ lấy giữa đùi nàng, cánh tay đỡ lấy hai chân nàng, dùng lực kéo sang hai bên, nói thế này là tạm được rồi, chỉ cần vào được trong là không có vấn đề gì nữa. Đỗ Tư Tư cảm thấy nhiệt hòa từ đầu nhục cầu của Hi Bình truyền lên âm hộ, mông nàng lắc lư theo hai tay Hi Bình, nhục cầu của hắn siết chặt vào cái đó nhỏ dài của nàng, chuyển động theo quỹ đạo lên xuống, dần dần tiến vào trong nhục phùng của nàng. Vào giây phút cầu thể của Hi Bình tiến nhập vào miệng khe, nàng cảm thấy vùng ngoại âm của nàng đang bao lấy viên cầu to lớn, nóng bỏng, cơ hồ như muốn căng nứt ra. Toàn bộ những dây thần kinh trên người đều cùng cảm thụ sự xâm nhập của kẻ xâm lược ấy. Khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên. Sau giây lát, nàng chỉ cảm thấy rằng Hi Bình thật ra vẫn chưa trực tiếp tiến nhập vào nàng, mới chỉ tại vùng ngoại âm đung đưa lên xuống. Ma sát của sự động chạm khiến khoái cảm của nàng càng tăng mạnh hơn, dục tình trào dâng lai láng. Nàng khẽ rên rỉ, trong âm đạo dịch thể cũng ra nhiều hơn, chảy xuống ven háng rồi làm ướt đẫm long hành của Hi Bình. Hi Bình sau 4-50 cú nhấp, nói, Tư Tư, ta muốn đập mạnh như bão. Hắn hơi quỳ uốn gối, sau đó đột nhiên ưỡn lên, chỉ nghe một tiếng a nhỏ, toàn bộ nhục căn của hắn tiến vào trong nhục phùng ẩm ướt của Đỗ Tư Tư. Đỗ Tư Tư hét lên một tiếng đau đớn, 10 ngón tay bấu lên vai Hi Bình tạo nên 10 vết máu. Hi Bình cảm thấy một trận nóng hừng hực đến tê liệt toàn thân, bất giác hoạt động nhanh hơn, khiến cặp mông của Đỗ Tư Tư không ngừng lắc lư lên xuống, trái phải. Đỗ Tư Tư lúc này thật sự đã thấy được độ cường tráng của nam nhân này. Hắn không cần dùng tay để nâng mà vẫn có thể trực tiếp đưa nam căn của hắn liên tục tiến nhập vào cái thông đạo nhỏ bé của nàng, đủ thấy được cái nhục căn ấy cố được độ cương cứng như thế nào. Vào lúc hắn tiến vào nàng ấy so với lần nàng cùng thi trúc sinh thì còn đau hơn. Tại chỗ mà nàng sinh hài tử hầu như không thể tiếp nhận sự tiến nhập của hắn mà cảm thấy như muốn tê liệt, thông đạo của nàng căng ra đến mức không thể căng thêm được nữa. Nàng cảm thấy Hi Bình trà sát vào nàng một cách mạnh mẽ. Loại lực ra vào một cách mạnh mẽ này khiến thần kinh khoái cảm của nàng nhanh chóng tập trung hết vào một nơi. Cả thân thể lẫn tâm hồn như hòa vào từng cú nhấp của hắn. Đối với Hi Bình mà nói, tiến nhập vào nội thể của Đỗ Tư Tư và Lãnh Như Băng đều không có khác biệt gì nhiều, bọn họ đều là âm chi nữ, đều có độ dẻo dai tốt và khả năng nhanh chóng hồi phục, sau khi đã sinh hài tử vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại hình thái ban đầu, đó là nguyên do tại sao nhục hoàng của Đỗ Tư Tư vẫn giống như của một xử nữ. Một đặc điểm khác của âm chi nữ là khi hoan ái sẽ ra rất nhiều nước, cũng chính vì vậy mà âm hàn chi lưu của họ cũng nhiều hơn, cho nên thi trúc sinh mới cần tìm âm chi nữ. Hi Bình cảm thấy sự khoái lạc mê say lên lỏi trong từng dây thần kinh. Đồng thời cũng cảm thấy mỹ nhân trong lòng hắn đang trầm mê trong đau đớn và khoái lạc. Cặp mắt u oán của nàng giờ cũng đã khép chặt lại. Trong miệng tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng kêu lớn, song thủ vô thức cào lên vai và lưng hắn. Hi Bình lại dùng toàn lực nhấp nhô thêm hơn chục cái nữa, chợt nghe thấy Đỗ Tư Tư kêu lên, Hi Bình, đừng. Đừng vào sâu như thế, thiếp đau. Khó chịu lắm, cổ chàng dài như thế, dài hơn hắn nhiều lần, giống như một khúc côn đâm vào bụng thiếp, chàng chậm lại một chút, phía trong của Tư Tư như muốn rách ra rồi. Hi Bình đáp, chúng ta đổi tư thế. Đoạn hắn bế Đỗ Tư Tư lên giường, đặt nàng nằm xuống, hai chân nàng vẫn quặp lấy eo hông của hắn. Nói Tư Tư, chặt thêm một chút được không? Đỗ Tư Tư mơ mơ màng màng, không, thiếp không muốn, hiện tại người ta cũng đã cảm thấy đủ lắm rồi. Tuy nhiên, Hi Bình không thèm để ý đến lời kháng nghị của nàng, nhấc hai chân nàng đặt lên vai hắn, bàn tay quạp chặt lấy mông nàng, còn cánh tay áo chặt vào hai cẳng chân. Đỗ Tư Tư rên lên một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại khép vào. Hi Bình nhẹ nhàng chọc vào rút ra. Lần này hắn không cắm lút toàn bộ nhục căn của hắn vào, chỉ vào đến một nửa lại từ tốn rút ra.
nam nhân nào cũng chọn cách vào nhanh ra nhanh chứ không chọn kiểu từ từ đút vào rồi lại thong thả rút ra. Vì kiểu đó sẽ khiến nam nhân phải tập trung cao độ, khiến khoái cảm sẽ đến rất nhanh, khiến không thể trì lâu, không làm thỏa mãn được mỹ nhân mà sẽ chóng xả tinh. Nhưng Hy Bình thì lại khác, trên phương diện này, cho dù hắn liên tục đạt đến cao trào thì cái đó vẫn cứng như lúc ban đầu, cao trào cuối cùng có lẽ là giây phút nữ nhân của hắn lăn ra bất tỉnh, cái này chính hắn cũng không cách nào hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng cố suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ muốn tìm lấy những khoái cảm và thỏa mãn trên thân xác mềm mại nhưng săn chắc của nữ nhân. Động tác của Hy Bình từ cạn chuyển sang sâu hơn, từ chậm chuyển sang nhanh dần. Đỗ Từ Từ hai bên háng gần như mất đi cảm giác. Nàng chỉ còn kêu thét lên trong sung sướng, trong nỗi cực khoái dâng trào. Úy, đó là tiếng của Từ Từ tỷ. Tiểu Nguyệt nghe được tiếng kêu inh ỏi của Đỗ Từ Từ, trong lòng hoang mang không hiểu chuyện gì, bèn hỏi, lãnh tỷ tỷ, Từ Từ tỷ sao kêu kỳ quái vậy? Muội nghe xong cảm thấy bứt rứt toàn thân, tỷ ấy rốt cuộc là đang làm cái gì thế? Không phải sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Muội phải đi xem. Nàng vừa nghĩ đến chuyện bước xuống giường, lãnh như băng đã chặn lại, nói, đừng đi. Tỷ ấy hoàn toàn bình thường thôi, không cần phải đi xem đâu. Tiểu Nguyệt gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, hỏi, nhưng mà. Cái cách tỷ ấy kêu giống như là đang đau đớn vậy. Lãnh như băng nhìn sang Tiểu Nguyệt, không kiềm được tiếng thở dài. Đối với cô bé thuần khiết này, đã từng làm qua chuyện đó, vậy mà còn không biết chuyện đó ra làm sao. Nghĩ kỹ thấy cũng đúng. Lúc đó nàng bị chúng dâm độc, thần trí hôn mê, căn bản không biết đến toàn bộ quá trình. Sau khi tỉnh lại, chỉ biết là bị người ta xâm phạm. Có thể nàng cũng trải qua lúc khoái hoạt điên cuồng, nhưng nàng bây giờ làm sao có thể nhớ lại được. Chuyện này đối với một nữ nhân mà nói, có lẽ cũng là một thứ bi ai. Lãnh như băng trầm giọng, nói Tiểu Nguyệt, đừng đoán mò, nàng ta dĩ nhiên là khoái lạc quá nên kêu thét mà thôi. Tiểu Nguyệt hỏi, khoái lạc. Thực sự nó giống như vậy ư? Chỉ là muội vẫn còn có chuyện chưa rõ, đêm khuya yên tĩnh thế này, nàng ta sao lại hét lên như thế chứ? Lãnh như băng tỏ ra bất lực, có biện pháp gì chứ, cái chuyện kiểu này lần nào cũng làm vào lúc này hết. Ai biểu đại ca muội làm chuyện quỷ quái đó? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, Từ Từ tỷ kêu thét như vậy xuất phát chuyện gì từ đại ca muội? Lãnh như băng ngạc nhiên, muội, ây da. Muội có thật sự là không hiểu hay chỉ là giả vờ không hiểu? Tiểu Nguyệt thành thật, muội thật sự không hiểu mà. Lãnh như băng thất vọng, có lúc ta thực sự hoài nghi muội vẫn còn là trinh nữ, nếu như không phải chính mắt ta nhìn thấy muội bị hắn. Ôi, thôi không nói nữa. Nàng sợ không cẩn thận lại đụng chạm đến vết thương lòng của Tiểu Nguyệt, sợ Tiểu Nguyệt lại thương tâm lần nữa mà nước mắt dâng tràn. Tiểu Nguyệt dường như cũng hiểu ra, mặt đỏ hồng lên. Nói, hóa ra Từ Từ tỷ với đại ca đang. Úi, a, à, không được rồi, lãnh tỷ tỷ, muội lúc đó phải chăng cũng kêu la thất thanh như vậy? Manh manh tỷ nói muội vừa hét vừa còn, thật là xấu hổ chết đi được. Lãnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trơn óng mượt của nàng, nói, người lúc đó so với Từ Từ kêu còn muốn to hơn, vừa cấu vừa cắn người hắn không ngừng như muốn xé xác hắn ra mà nuốt. Đột nhiên, lãnh như băng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Nguyệt. Biết rằng nàng ta lại nhớ đến Hoàng Ngưu, nhớ là hắn đã chết. Tiểu Nguyệt khóc to hồi lâu, khóc đến lúc mơ mơ hồ hồ thiếp đi, đem nỗi sầu luôn cả vào trong mộng. Hy Bình và Đỗ Từ Từ hai người ân ái điên cuồng đến cực điểm khiến cái giường to dài gần như sập xuống. Hy Bình giống như dã thú phát cuồng, như muốn đem tinh lực dồn nén hai ngày qua toàn bộ phát tiết ra hết. Chỉ lúc này đây, hắn mới có thể quên hết mọi chuyện hắn đã làm với Tiểu Nguyệt. Mới có thể tạm thời cất đi gánh nặng trong lòng. Đỗ Từ Từ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đợt cao trào, giờ phút này, thật có chút không chịu nổi những cú dập khoái cảm. Trước đây, nàng chỉ được có một lần, nam nhân đó chỉ chỉ chuyển động được có nửa khắc, nhưng nam nhân này không ngờ lại liên tục tấn công mạnh mẽ rất lâu mà chưa chịu ngưng. Cái loại công kích này, đối với một nữ nhân thành thục mà nói, thật là một lời ái ân ngọt ngào nhất trên thế giới. Nàng cảm thấy nam nhân này năng lực về phương diện này so với võ công của hắn, bất cứ phương diện nào cũng đều khiến cho người ta phải kinh sợ, bất khả tư nghị. Về phương diện này mà nói, hắn thật là như một cái máy chẳng bao giờ biết mệt. Thật là một nam nhân đáng sợ, nhưng đồng thời cũng rất khả ái. Không chỉ vẻ ngoài tuấn mỹ cùng với võ công cao siêu, mà còn có sự hấp dẫn tà mị, và có thể khiến mỗi nữ nhân đều phải điên cuồng vì khả năng chiến đấu dũng mãnh trên giường.
Không rõ là từ lúc nào, Đỗ Từ Từ hai mắt bỗng cảm thấy mờ đi, sau đó rơi dần vào giấc ngủ. Lúc nàng tỉnh lại, chỉ thấy tứ chi mỏi mệt, vô lực, toàn thân đau như bị ai đánh, căn bản không còn lấy một điểm khí lực. Hy Bình ôm nàng yên lặng, thấy nàng tỉnh lại, nhẹ hôn lên đôi môi của nàng, nói, còn muốn làm tiếp không? Đỗ Từ Từ ánh mắt vẫn mang vẻ u oán như trước, chỉ là trong vẻ u oán đó lại tràn đầy vẻ quyến rũ yêu kiều. Nàng nói, giọng hờn dỗi, tối nay không được đụng vào ta nữa, nếu chàng muốn thì hãy đi kiếm bọn họ. Người ta thật là bị chàng làm cho suýt chết mà. Tối nay, cả người ta chính là thuộc về Từ Từ mà, trừ phi nàng đuổi ta đi như lần trước, còn không thì ta chỉ muốn ôm nàng mà ngủ một giấc tới sáng thôi. Đỗ Từ Từ nhìn thấy hắn như thế thì lại bật cười khúc khích, trông hắn thật giống một tên đại hỗn đản. Nhưng nàng lại thích bộ dạng này cùng với những lời nói yêu đương ngọt ngào của hắn. Nàng tự biết, suốt cuộc đời này nàng sẽ không thể nào lìa xa nam tử này được nữa. Nếu như ngay từ đầu mà nói rằng hắn là điểm tựa duy nhất của đời nàng thì quả thật là quá đáng, nhưng hiện tại lại thì điều đó lại là đương nhiên. Hắn thật sự là điểm tựa duy nhất của nàng. Từ trong sâu thẳm con tim, nàng đã phó thác cả cuộc đời này cho hắn rồi. Mới sáng sớm ra, Hy Bình và Đỗ Từ Từ đã bị tiếng gọi léo nhéo của Tuyết Nhi làm cho tỉnh giấc, cả hai vội vàng mặc quần áo. Cửa vừa mở đã thấy Phong Ái Vũ đang bế Tuyết Nhi dường như đã đứng đợi ở đó lâu rồi. Hy Bình ôm Tuyết Nhi vào lòng, âm yếm trao cho nó cái hôn chào buổi sáng an lành. Phong Ái Vũ nhìn Đỗ Từ Từ ngạc nhiên hỏi, biểu tỷ, khí sắc của tỷ sao đột nhiên lại tốt lên như vậy? Trông so với trước đây lại càng thêm mấy phần rực rỡ khiến người khác nhìn mà phải mê. Đỗ Từ Từ tỏ vẻ thẹn thùng e ấp tựa như một thiếu nữ đương xuân, ta và hắn. Sau đó, cảm thấy công lực bị thất tán lúc trước giờ lại hồi phục, tự nhiên khí sắc phải tốt hơn lên nhiều. Qua, biểu tỷ, nói vậy là võ công của tỷ đã khôi phục lại rồi sao? Như vậy, trong số những nữ nhân của Hy Bình, chỉ có mỗi muội là không biết võ công thôi. Không được, biểu tỷ, tỷ nhất định phải dạy cho muội. Ngừng một lúc, nàng lại nhìn Đỗ Từ Từ, nói, biểu tỷ, tỷ hình như không phải vì đã khôi phục lại võ công mà thành ra có mùi của nữ nhân như vậy đâu. Ta nghĩ lại là do hắn giở trò xấu rồi, hi hi. Hy Bình cười nói, tiểu Ái Vũ, đêm qua ngủ có ngon không? Phong Ái Vũ nói với vẻ bất bình, không có tên đại hỗn đản chàng bên cạnh, người ta không hiểu sao lại ngủ rất ngon. Như thế thì sau này tiểu Ái Vũ sẽ không muốn đến ngủ cùng ta nữa rồi. Hy Bình khoái trá trêu ghẹo tiểu Ái Vũ của hắn. Chàng là đại biến thái, đại sắc ma, đại công nghiêu. Hy Bình thấy Ái Vũ dài miệng ra mắng mình như vậy, liền giao Tuyết Nhi cho Đỗ Từ Từ, vội vã ôm lấy nàng, lập tức dùng miệng ngăn cái miệng chửi rủa của nàng lại, nếu không thì chẳng hiểu nàng ta sẽ còn mắng chửi đến bao giờ đây. Đại ca, huynh và Ái Vũ cãi cọ gì đó. Phía bên kia, Tiểu Nguyệt và Lãnh Như Băng đang đi về phía họ. Hy Bình nhìn Tiểu Nguyệt, trong bụng cảm thấy không thoải mái, vội buông Ái Vũ ra, cười đáp, Nguyệt Nhi, tối qua muội ngủ ngon chứ? Không ngon, Tiểu Nguyệt rầu mỏ lên nói, huynh và Đỗ Từ Từ ồn ào quá, tiếng thét của Đỗ Từ Từ làm muội phải tỉnh giấc mấy lần. Đỗ Từ Từ xấu hổ đến mức hận không tìm ra lỗ mà chui xuống, vội chống chế Tiểu Nguyệt, muội đừng nói linh tinh. Tiểu Nguyệt làm ra vẻ oan khuất, làm thì cũng đã làm rồi, lại còn không cho người ta nói, huynh cùng đại tẩu làm chuyện này thật là mạnh bạo quá đó. Đỗ Từ Từ nghe Tiểu Nguyệt gọi mình là đại tẩu, vừa xấu hổ lại vừa thầm vui mừng. Nhất thời không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải quay sang hôn chùn chụt Tuyết Nhi đang ngồi trong lòng. Tuyết Nhi la lớn, mẹ à, đừng có cắn Tuyết Nhi. Hy Bình thừa cơ nói, muội ở đây ngủ nếu không được an giấc, hay là để ta bảo Tiểu Mạn an bài cho muội một chỗ ở bên ngoài, có được không? Không, Nguyệt Nhi vẫn thích ở đây cơ. Đôi mắt Tiểu Nguyệt lúc này đã lệ đẫm hoen mi, nói trong tiếng nấc, đại ca, huynh có phải là không thích Nguyệt Nhi? Phải vậy không? Muội nhớ huynh trước đây rất cưng chiều Nguyệt Nhi, hễ bất cứ ai ức hiếp Nguyệt Nhi, huynh đều tìm người đó mà đánh cho một trận, lại còn hay làm diều cho Nguyệt Nhi rồi cùng Nguyệt Nhi thả. Thế nhưng mấy ngày nay, huynh vì sao lại không còn yêu thương Nguyệt Nhi nữa, không giống như trước đây, cứ mỗi lần gặp Nguyệt Nhi là thường ôm ấp hôn hít, hay là vì Nguyệt Nhi đã lớn rồi, không ngoan nữa. Đại ca, Nguyệt Nhi muốn đại ca giống như trước đây, thường ôm Nguyệt Nhi rồi hát cho Nguyệt Nhi nghe. Muốn đại ca lại thật thân thiết với Nguyệt Nhi. Hy Bình đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, trả lời một cách không tự nhiên,
Nguyệt Nhi ngốc, đại ca sao có thể? Sao có thể không yêu muội chứ? Muội là muội muội thân ái nhất của ta, đại ca sao có thể không yêu thương muội cho được? Đại ca, yêu muội lắm, nói đến đó, mũi hắn lại thấy cay cay, chỉ muốn khóc giống lên thật to, thế nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại được. Tiểu Nguyệt nhào vào lòng hắn, khóc lóc, Nguyệt Nhi cũng yêu đại ca, vĩnh viễn sẽ yêu đại ca. Lãnh Như Băng nghe giọng nói cùng thanh điệu của Nguyệt Nhi giống như đang thề thốt, tự nhiên cảm thấy trong câu nói này ẩn chứa biết bao tình cảm không được như ý nguyện. Nàng bỗng cảm thấy hình như tim mình đang đập nhanh hơn. Tiểu Nguyệt đương nhiên vẫn ở lại Nhạc Hoa Viên. Kể từ tối hôm đó, Đỗ Tư Tư nhiều lần cùng với chúng nữ nhân cùng nhau ngủ trong đại gian, tất nhiên là không thể nào mang theo Tuyết Nhi, nàng đành giao Tuyết Nhi cho Tiểu Nguyệt trông nom trong viên tử này, có lẽ chỉ có mỗi Tiểu Nguyệt là không ngủ trong đại gian. Tiểu Nguyệt hầu như tối nào cũng phải nghe thấy cái thứ âm thanh đó, cứ mỗi lần nghe thấy lại ôm Tuyết Nhi vào lòng rồi lặng lẽ khóc vừa cùng Tuyết Nhi đi vào trong giấc mộng. Tứ cậu trừ lúc đêm tối trái ôm phải ấp ra thì ban ngày đều siêng năng tập luyện võ công. Hoa Tiểu Ba lúc đầu còn nhất quyết bắt Hy Bình dạy cho hắn lôi kiếp đao pháp, nhưng đứng được mấy ngày thì bàn chân chỉ cảm thấy tê tê, đến một phát giấm cũng đánh không ra, nói gì đến sấm mới trả chớp. Thế là hắn lại quấn lấy tứ cẩu đòi học nghệ, tứ cẩu nói cũng được, bất quá phải có một điều kiện nho nhỏ, ta dạy ngươi tuyệt thế võ công, còn ngươi, Hoa Tiểu Ba phải giới thiệu cho ta một cô nương xinh xắn nào đó mới được. Thế là hai người cùng hòa chung một điệu, Hoa Tiểu Ba nói với tứ cẩu, bốn cô hầu gái trước đây của đại tỷ hắn, Hoa Tiểu Thiến, cũng khá xinh đẹp, trong đó có một người so với Lan Hoa Bình phân thu sắc, từ sau lúc đại tỷ của hắn được gả cho Triệu gia, họ cũng đi theo tới đó. Hoa Tiểu Ba còn nói, lần sau đi đến Thần Đao Môn, sẽ mang hắn đi cùng. Tứ cẩu lập tức cười híp cả hai mắt, lập tức đem Oanh Thiên Trưởng ra dạy cho Hoa Tiểu Ba. Không ngờ Hoa Tiểu Ba đối với phương diện võ công lại không có nhiều thiên tư cho lắm, chỉ là si mê mà thôi, thỉnh thoảng lại bị Hoa Sơ Khai gọi đến học thuộc tên gọi và dược tính của thuốc. Tên tiểu tử này nếu xét về phương diện y dược thì trái ngược hoàn toàn, cực kỳ có thiên phú. Hoa Sơ Khai mỗi ngày đều giao nhiệm vụ cho hắn, hắn chỉ loáng chốc là làm xong, rồi lại chạy đi luyện Oanh Thiên Trưởng, còn tưởng tượng ra rằng hễ cứ đánh ra một trưởng sẽ làm thủng cả trời. Thế nhưng cái ảo tưởng của hắn về lỗ thủng đó trong lúc mãi vẫn chưa thấy đâu thì lỗ thủng của đại tỷ hắn đã bị Triệu Tư Hào oanh xuất ra một hài tử trắng trẻo mập mạp. Ngay sau khi nghe được tin, phu phụ Hoa Sơ Khai hoan hỉ vội vã kéo nhau tới Thần Đao Môn, Hoa Tiểu Ba cũng mang theo tứ cẩu đến đó khai quật tài nguyên mỹ nữ. Trong bốn nữ tỷ của Hoa Tiểu Thiến, chắc chắn là Đông Tuyết xinh đẹp nhất, tiếp đến là Hạ Vũ, Xuân Thủy, Thu Vân, mỗi người đều có sắc riêng, giống như oanh thúy của hắn, khiến tứ cẩu mới thấy mà sắc tâm đại động. Cùng một ngày, hắn còn kịp phát hiện ra một nữ nhân so với Lan Hoa của hắn còn xinh đẹp hơn nhiều, bèn hỏi Hoa Tiểu Ba, thì ra nàng chính là muội muội của Triệu Tử Thanh, a ha. Nữ nhân này khiến hắn cả trong mộng cũng phải cắn chặt lấy ngón trỏ. Trường Xuân Đường thiếu đi Hoa Tiểu Ba và tứ cẩu, thành ra Hy Bình ban ngày chẳng có việc gì làm, không có ai tấu nhạc cho hắn, hắn đành mỗi sáng dậy đều vác đao ra chém loạn một hồi, sau đó lại dạo đông dạo tây. Hôm nay, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại dạo bước đến Mộc Nhân Cư, trước đây hắn cũng từng đến đây mấy lần, nhưng chưa hề một lần bước vào trong, nghe Tiểu Mạn nói đây chính là nơi Hoa Lôi một mình cư trú, Hoa Lôi không thích bị người khác quấy nhiễu. Hy Bình tha thần chỉ biết cứ đi, đi mãi mà quên mất cả điều cấm kỵ đó, hoặc là chuyện này căn bản chẳng đáng để hắn phải lưu tâm. Chỉ thấy cửa khép hờ, đẩy nhẹ một cái, phía trong đập vào mắt là ba gian mộc ốc được bố trí song song rất đặc biệt, phía trước mộc ốc có một hoa viên rất to, trồng một số thực vật hoa thảo được mà hắn không biết là thứ gì, ngay trước mắt hắn là hai cây ngô đồng. Hy Bình bước tới đẩy cái cửa nhỏ của mộc ốc, gian thứ nhất là thư phòng, bốn giá sách được bày biện rất ngay ngắn. Bàn đọc sách kê dựa vào cửa sổ, đằng trước bàn dựng một cái ghế cao. Hy Bình thấy ở đây chẳng có một chút gì thú vị, liền bước vào căn phòng thứ hai, đó là phòng ngủ của Hoa Lôi, bày biện không hề đơn giản, ở đây có một cái giường, một cái ghế cùng một cái bàn, trên bàn ngó ai một số vật phẩm cần thiết cho nữ nhân ra, nổi bật lên là hai tiểu mộc nhân trông rất cũ kỹ, nhìn giống một thanh niên cùng một cô nương tầm 23, 24 tuổi. Hy Bình bước ra khỏi phòng ngủ. Tiện tay mở nốt cửa căn phòng thứ ba, một luồng thủy khí mang theo hơi nóng tỏa ra theo cánh cửa mở, nguyên lai đây vốn là buồng tắm, trong cái bồn tắm khá lớn có một nữ nhân khỏa thân đang ngồi quay lưng về phía cửa,
hai cánh tay nhỏ nhắn dưới làn nước nóng trở nên vừa hồng vừa trắng đang đổ nước lên vai. Dòng nước từ tấm lưng trắng mịn của nàng chảy xuống, đó là một tấm lưng hết sức xinh đẹp, nhẵn nhụi, trắng tinh, có phần hơi gầy. Mái tóc dài đã ướt nước dán chặt vào lưng, tựa như hàng vạn thác nước màu đen đổ xuống bồn tắm. Lúc này, nàng chỉ biết say sưa, thoải mái đắm mình trong bồn nước tắm rửa, không hề phát giác ngoài kia có một nam nhân đang tựa cửa lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Hy Bình nhận ra đó chính là cô của Tiểu Mạn Hoa Lôi. Hắn không hề có ý định ly khai, cũng không muốn làm gián đoạn nàng hưởng thụ lạc thú tắm gội, chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Hoa Lôi bước ra khỏi bồn tắm, trong sát na đang quay người thì nhìn thấy Hy Bình, kinh hãi vội giơ tay che lấy ngực, rồi đột nhiên ngồi lại vào trong bồn tắm, hoảng hốt nói, ngươi muốn làm gì? Đi ra mau. Hy Bình tất nhiên không vì lời trách mắng của nàng mà bước ra, trái lại còn tiến về phía bồn tắm, nói, nguyên lai thì ra nàng thích tắm rửa vào buổi sáng sớm. Hoa Lôi không ngờ rằng nam nhân này lại gan to bằng trời đến thế. Hai mắt lại còn nhìn chằm chằm vào thân hình đang lõa thể của nàng, trong lòng sợ hãi, hỏi, ngươi là ai? Ngươi sao lại bước vào đây? Hy Bình cười đáp, thật là cần ta phải nói ra sao? Hoa Lôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt có pha lẫn sự xấu hổ và tức giận, nàng không trả lời Hy Bình, chỉ chăm chú nhìn vào tên thanh niên nam nhân đang có ý đồ quấy rối nàng. Hy Bình là người lên tiếng trước, ta tên là Hoàng Hy Bình, ở đây không có người canh giữ. Cửa lại không có khóa, ta đương nhiên là rất nhẹ nhàng mà tiến vào rồi. Hoa Lôi hình như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi, ngươi là con trai của Hoàng Sư Ca, trưởng phu của Tiểu Mạn Hoàng Hy Bình. Hy Bình trêu chọc, nếu là đồ giả thì ta để cho nàng đem đổi lại. Hoa Lôi nghe thấy vậy, không biết dũng khí từ đâu bay tới, lớn tiếng trách mắng, nếu đã là như vậy, ngươi còn không mau cút ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cả ta cũng dám động vào hay sao? Hy Bình chỉ thấy cười cười, dùng hành động dễ đáp lại lời nàng, hắn bế thốc nàng ra khỏi bồn tắm, mặc kệ nàng vùng vẫy, la hét, đánh đập, cũng nhất quyết không buông nàng ra. Hoa Lôi đến lúc này thì đã hiểu rằng tên nam nhân này chẳng sợ gì cả, hắn ngay cả đến cô của Tiểu Mạn mà cũng dám. Nàng như lạc hết cả hồn vía, giận dữ hét lớn, người buông ta ra. Ngươi là tên hỗn đản, Hoàng Sư Ca sao lại có một đứa con trai như ngươi kia chứ? Tiểu sắc ma. Ta là cô của Tiểu Mạn, ngươi còn không mau buông ta ra. Ngoan nào, đừng động đậy, ta đang giúp nàng mặc quần áo đấy chứ. Hy Bình chẳng thèm để ý đến sự kháng nghị của Hoa Lôi, bế nàng bước tới giá treo quần áo, tay phải siết chặt nàng vào ngực, tay trái đưa lên giá treo lấy xuống một chiếc khăn tắm còn khô. Sau đó, một tay ôm lấy Hoa Lôi đang giãy giụa một cách vô vọng trong lòng hắn, tay kia cầm chiếc khăn tắm lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mình nàng. Khi lau đến ngực nàng, Hy Bình tấm tắc khen ngợi, da thịt của nàng trắng mịn như thiếu nữ vậy, vẫn còn rất đàn hồi, đáng tiếc là hơi gầy một chút. Hoa Lôi tức giận quát, ngươi đi ra, không cần ngươi phải mặc quần áo cho ta tự mình làm được, đi ra. Nàng lại cố gắng dùng lực vùng vẫy, nhưng lực lượng của tên nam nhân này giống như một ngọn núi, sừng sững không thể lay động. Hy Bình vẫn cứ tiếp tục thưởng thức, ngắm nhìn từng nét trên cơ thể nàng không hề bỏ sót. Hắn nói, ta đã nói là muốn mặc y phục thật tử tế cho nàng mà, nàng không nghe thấy hả? Đừng có động đậy nữa là ta không thèm mặc y phục vào cho nàng đâu. Hoa Lôi lại càng giận, ta có bảo ngươi mặc y phục cho ta đâu. Ta nói không thèm mặc y phục cho nàng, là vì ta muốn chiếm hữu nàng ngay lúc nàng đang không có mảnh vải nào trên mình. Nói như thế, nàng đã hiểu chưa? Hy Bình lau khô đôi chân nhỏ nhắn của nàng, ưỡn thẳng lưng lên. Chăm chú nhìn vào mặt nàng. Mặt nàng hơi dài, đường nét phối hợp hết sức hoàn hảo, cái miệng nhỏ xinh thực khiến cho người ta phải đem lòng mê mẩn. Hy Bình đột nhiên cúi đầu xuống, nhưng bị Hoa Lôi giơ tay chộp vào miệng. Phản ứng của hắn rất nhanh, lưỡi thò ra liếm ngay lòng bàn tay của Hoa Lôi. Hoa Lôi cấp tốc rụt tay lại, sau đó xuất thủ thêm lần nữa để ngăn cản Hy Bình, lại bị tay phải của Hy Bình tóm lấy, kéo một cái, khiến nàng không thể khống chế được bản thân. Đổ sát vào người Hy Bình. Lần này, cái miệng lớn của hắn liền chụp ngay lấy cái miệng nhỏ của nàng. Khi Hy Bình rời khỏi cái miệng nhỏ ngọt ngào của nàng, thấy nàng vẫn còn đứng ngây ra đó, thở ra hương thơm yêu kiều, ngẩng đầu si ngốc nhìn vào hắn. Hy Bình hỏi, nàng vẫn còn ngây ngất với tư vị của cái hôn vừa trao phải không? Có muốn tiếp tục không?
Hoa Lôi đột nhiên khóc òa giống như một tiểu hài tử, ngươi là tên hỗn đản. Ngươi đến phá hỏng mất chỗ ở mỹ hảo của ta, hủy đi giấc mộng mà ta đã gìn giữ 20 năm nay. Ta muốn chàng bồi thường cho Lôi Lôi, chàng phải bồi thường cho thiếp. Thi Bình thật không ngờ nàng đã 30 tuổi, lại bỗng nhiên giống như một nữ hài tử hướng tới hắn mà khóc lóc. Hắn lúc này cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, tỏ vẻ hòa hoãn, đừng khóc, nàng là cô của Tiểu Mạn, ta thực không thể xâm phạm nàng. Và lại, hiện tại ta cũng không có tâm tình để xâm phạm nàng, đợi đến lúc ta thực sự muốn nàng, ta sẽ quay lại giúp nàng biến thành một nữ nhân thật sự, trở thành nữ nhân của ta. Nào, để ta giúp nàng mặc y phục, ta chỉ muốn vì nàng mà làm một việc thật ấm áp mà thôi, sao nàng lại muốn cự tuyệt ta cơ chứ? Huống hồ những việc vốn không nên làm nhất mà ta chẳng hề muốn, thì ta đều đã làm rồi, còn những việc ta muốn lại không chịu để cho ta làm hay sao? Những giọt nước mắt của nàng có sự thanh khiết của thiếu nữ, khiến ta liên tưởng đến một nữ hài, nàng ta là một nữ hài hết sức thuần khiết. Là muội muội, Thi Bình không nói nữa, đưa tay lên y giá lấy xuống một chiếc áo tắm làm bằng khinh sa, choàng lên người Hoa Lôi, rồi cúi xuống cài áo cho nàng, thấy thân thể mỹ hảo của nàng như ẩn như hiện, ngẩng đầu lên tiếp xúc phải đôi nhãn thần pha lẫn sự phẫn nộ và cảnh giác. Hắn tiếc thương, sau này lúc tắm rửa nàng nhớ khóa cửa lại, để khi ta đến, ta cũng sẽ không nhìn thấy gì, giờ ta phải đi đây. Hắn quay mình bước ra, để lại Hoa Lôi một mình lặng lẽ đứng đó không biết nên làm gì cho phải. 10 ngày sau, Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu từ Thần Đao Môn trở về, mọi người đều hết sức vui vẻ, chỉ có Tứ Cẩu là buồn bực không vui, nguyên lai là nàng Triệu Tử Thanh đó khiến hắn phải gặm ngón trỏ, nàng không những chẳng thèm tiếp thu tấm si tình của hắn. Lại còn không coi hắn vào đâu khiến hắn nhất thời nghĩ rằng trong nhãn cầu của tất cả các nữ nhân trên đời, nam nhân đều là màu trắng. Thế nhưng cái tâm si tình của hắn cũng chẳng tồn tại được lâu, quay về Trường Xuân Đường rồi, lại bị nhu tình của Lan Hoa và Oanh Thúy xâm nhập, thế là hết thảy mọi si tình đều nhanh chóng tan biến đi. Tại bữa tiệc tẩy trần cho những người mới trở về do Hoa Sơ Khai tổ chức, ngay đến một người rất ít khi lộ diện là Hoa Lôi lần này cũng tham gia. Điều này không khỏi khiến Hoa Sơ Khai cảm thấy có chút kỳ quái, muội muội của ông đã lâu lắm không còn bước chân ra khỏi cửa rồi à. Lôi Phượng chúng nữ nhân cuối cùng cũng biết là Hoa gia còn có thêm người này, nhưng vì sao trước đây không hề thấy mặt. Thi Bình cảm thấy song nhãn của Hoa Lôi mỗi giây mỗi phút đều nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da đầu hắn nổi ngứa dâm ran. Sau khi ăn uống xong, Hoa Sơ Khai gọi Hi Bình đến tẩm thất của phu phụ họ, Hoa Lôi cũng ở đó. Hoa Sơ Khai nói với hắn, Hi Bình, nửa tháng sau, chúng ta tứ đại gia tộc sẽ cùng nhau tỉ võ đoạt soái. Trước đây đều là ba nhà bọn họ đoạt lấy, Trường Xuân Đường của chúng ta căn bản không có cách nào tiến được lên cao. Bây giờ ta muốn các ngươi thay mặt Trường Xuân Đường xuất chiến, đoạt lấy thiên tự soái lệnh, ngươi thấy thế nào? Hi Bình cực kỳ hài lòng, cười nói, nhạc phụ đại nhân, đánh nhau thì ta rất giỏi, nhưng mà sẽ đánh ở đâu? Hoa Sơ Khai đáp, Thần Đao Môn. 7 ngày sau xuất phát, Thi Bình vừa bước ra khỏi gian phòng của phu phụ Hoa Sơ Khai liền bị Hoa Lôi ở phía sau gọi giật lại, bắt hắn phải cùng nàng đi đến Mộc Nhân Cư. Thi Bình biết là sẽ có chuyện phiền nhiễu, miễn cưỡng cúi đầu lẽo đẽo theo đuôi nàng đi tới Mộc Nhân Cư. Bước vào ngọa thất của Hoa Lôi, Hoa Lôi ngồi bên mép giường, Thi Bình cũng muốn bước tới ngồi cạnh nàng, nhưng bắt gặp cái trừng mắt của nàng, liền chuyển thân ngồi lên cái ghế đặt trước bàn. Hoa Lôi cất tiếng, ngươi là Hoàng Ngưu phải không? Thi Bình thật sự cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn ử lên một tiếng xác nhận. Hoa Lôi liền nói tiếp, ta sau khi gặp Lãnh Như Băng rồi, liền nghĩ ngay đến ngươi. Ta lúc trước cũng biết là ngươi đã dịch dung, sau khi ngươi khôi phục lại dung mạo, ta vẫn có thể nhận ra ngươi. Ngươi là tên tiểu hỗn đản, nói, hôm đó vì sao lại muốn đối với ta như vậy? Thi Bình gãi gãi đầu, cô. Hoa Lôi hét lớn ngăn hắn nói tiếp, ai là cô của ngươi? Thi Bình cười xòa, ta quên mất rồi. Hoa Lôi yên lặng nhìn nam hài tuấn Mỹ trước mặt, không sao nhìn ra hắn đã trở thành một nam nhân, nhưng hắn đích thực đã là một nam nhân cường tráng. Một thoáng trầm mặc, Thi Bình là người lên tiếng phá đi sự im lặng đó, nếu như không có việc gì thì ta muốn đi khỏi đây. Hắn đứng dậy chuẩn bị bước đi. Hoa Lôi liền quát hắn ngồi xuống. Hoa Lôi nói, phụ thân của ngươi có khỏe không? Thi Bình đáp, lão nhân ra ngoại trừ việc hay lại nhảy ra, còn đâu tất cả đều tốt. Hoa Lôi bỗng hồi tưởng lại, 10 năm rồi không gặp ông ấy, không
không biết ông ấy có còn nhớ Lôi Lôi không. Thi Bình thấy nàng đang đắm chìm trong hồi ức, liền đứng dậy cáo từ. Hoa Lôi không trả lời, trên mặt nàng vẫn hiện ra vẻ ngỡ ngàng, làm hắn chán nản bước đi. Thi Bình quay trở lại Nhạc Hoa Viên, phát hiện ra chỉ có mỗi mình Tiểu Nguyệt lòng đầy tâm sự đang ở đó, những người khác vẫn còn đang lưu lại đại sảnh chưa thấy về. Trong nửa tháng nay, Tiểu Nguyệt quả thực đã tiều tụy đi rất nhiều, trên mặt nàng hiếm khi nào còn thấy lộ ra nụ cười ngây thơ của ngày xưa nữa. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy Hy Bình, nàng đều cười với hắn như xưa, chỉ là mỗi nét cười ấy đều mang theo biết bao tư vị sầu khổ. Hy Bình rất sợ phải gặp Tiểu Nguyệt, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng đều dâng lên thứ cảm giác tội lỗi, chỉ muốn trốn tránh. Tình hình gần đây của Tiểu Nguyệt, hắn không phải là không để ý, hắn chỉ thấy tim mình nhói đau, thật chỉ muốn bất chấp tất cả mà lao tới ôm nàng vào lòng mà an ủi, thế nhưng, hắn hiện tại đến cả dũng khí để ôm muội muội một cái cũng không có, hắn làm sao lại có thể? Hắn sao có thể thản nhiên coi nàng chỉ như là một muội muội thuần túy được đây? Hắn dù sao cũng đã từng xâm chiếm lấy thân thể của nàng, tim của hắn cũng vì chuyện này mà luôn phải mang theo một nỗi hổ thẹn, mà nỗi hổ thẹn này, cứ mỗi khi hắn đến trước mặt Tiểu Nguyệt là nó lại càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Thi Bình cố gắng khống chế tâm tình, cười nói, Nguyệt Nhi, muội không cùng họ đi chơi ư. Nguyệt Nhi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Đại ca, ôm Nguyệt Nhi một chút được không? Nguyệt Nhi không đợi Hy Bình hồi đáp đã lao vào lòng hắn. Hy Bình ôm muội muội của mình, ôm lấy thân hình mà hắn đã biết rõ, hàng trăm mối ngổn ngang bỗng trào dâng trong lòng, hắn cảm thấy nữ nhi gục trong lòng mình đang khóc, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi, liền vội vàng an ủi, Nguyệt Nhi, đừng khóc, là ai đã khi phụ Nguyệt Nhi? Nói đại ca nghe, đại ca sẽ chút giận thay cho muội. Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên khỏi ngực hắn, ngưng khóc nhưng không thể ngăn được đôi dòng lệ tuôn rơi, nàng nấc lên, không có ai khi phụ Nguyệt Nhi cả, đại ca đã lâu rồi không ôm Nguyệt Nhi ở trong lòng đại ca rồi, chỉ muốn khóc. Đại ca, huynh vì sao lại muốn trốn tránh Nguyệt Nhi? Có phải là vì Nguyệt Nhi rất đáng ghét, khiến đại ca không được vui? Nguyệt Nhi thật sự chỉ muốn được đại ca ôm thôi, được ôm thế này, Nguyệt Nhi trong lòng mãn nguyện lắm. Nói xong, Nguyệt Nhi si ngốc nhìn Hy Bình, đôi mắt thấm đẫm dòng lệ chứa chan niềm si mê. Hy Bình chỉ cảm thấy Nguyệt Nhi đang tựa vào hắn, bất giác ôm chặt lấy nàng, khó có thể kiềm chế được nỗi đau trong tim, nói, đại ca sao lại có thể trốn tránh Nguyệt Nhi chứ? Đại ca hiện tại chẳng phải là đang ôm Nguyệt Nhi đó sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều, đại ca mãi mãi thương yêu Nguyệt Nhi, nào, cười một cái cho đại ca xem nào. Trên khuôn mặt đẫm lệ của nàng cố nở ra một nụ cười còn giống khóc hơn là đang khóc. 9 ngày sau, Hy Bình dẫn theo một đám người đến được Thần Đao Môn, Triệu Tử Huy còn ở bên ngoài tranh đoạt tình nhân, Triệu Tử Hào tiếp đãi bọn họ. Hoa Tiểu Thiến người đang ở cữ, không cách nào ra ngoài tiếp khách, Triệu Tử Thanh khiến tứ cẩu cắn vỡ ngoá tay trỏ cũng không thấy tới. Sau bữa ăn, Triệu Tử Hào an bài bát tiên độc viện cho bọn họ, đây chính hàm ý có người không thể ngủ ngon giấc. Ấn tượng đầu tiên mọi người đến Thần Đao Môn, chính là môn đồ đặc biệt nhiều, nam nam nữ nữ một đám to, mà bất luận nam nữ, binh khí sử dụng hết thảy là đao, không thẹn là Thần Đao Môn. Đám người Hy Bình là đến sớm nhất, các người dự thi khác với khán giả đều còn chưa tới. Lý do rất giản đơn, những võ lâm nhân sĩ đó không giống như bọn họ là thân thích gì của Thần Đao Môn, đương nhiên không tiện đến quá sớm, ăn không uống không còn ở không. Triệu Tử Hảo cưới đại nữ nhi của Trường Xuân Đường làm phu nhân, mà phu nhân này vừa sinh hạ cho hắn một tiểu tử trắng mập, hắn tự nhiên đem đám khách nhân này của Trường Xuân Đường xem thành thần minh cung phụng. Nếu Triệu Tử Hảo đổi thành Triệu Tử Huy, đám người này của Hy Bình liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có thể để bọn họ có cơ hội đi vào. Cửa đều không có. Độc Cô Cầm Triệu Tử Huy mới cưới lại đang ở nhà sống quá, liền chạy đến bát tiên độc viện cùng muội muội nói chuyện riêng tư. Khi nghe được sinh hoạt riêng hạnh phúc của Kỳ muội, chỉ có cảm thán vận mệnh bản thân không tốt cưới phu quân, không thân mật mấy ngày, hắn liền chạy đi tranh đoạt nữ nhân với đại ca nàng ta. Độc Cô Kỳ cũng vì thư thư này của nàng ta ôm bất bình, nhưng cũng không thể giúp, cuối cùng không thể kêu Hy Bình đi thay Triệu Tử Huy thực hiện nghĩa vụ trưởng phu vậy.